Chương 1, trở lại dị biến đêm trước, hình xăm cũng có thể thức tỉnh. Hồng hộc, ta không là chết sao? Long Giang thành phố, nào đó biệt thự tiểu khu, một tòa biệt thự, xa hoa gian phòng bên trong, mềm mại nệm cao cấp trên giường lớn, nhẹ ngồi lập mà lên một vị tóc rối xem qua, cao lạnh anh tuấn nam tử. Hắn từng ngụm thở phì phò, đầy dây kinh nghi bất định ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nơi này là? Làm gặp cái này quen thuộc vừa xa lạ gian phòng, nam tử tinh thần hơi chấn động một chút, đưa tay cầm qua trên tủ đầu giường để đó điện thoại di động mở ra xem chừng 28 năm tháng 4 ngày mùng 1. Nhìn điện thoại di động trên biểu hiện này, cả người hắn sững sờ trên giường, mặt lộ vẻ mờ mịt thấp giọng tự nói, ta đây là xuyên việt về đến, vẫn là một giấc mộng. Hắn tên gọi Cố Trường Khanh, năm nay 26 tuổi, dưới tay có một nhà giá trị thị trường gần 100 tỷ công ty lên sàn, bởi vì phụ mẫu thai nạn xe cộ song vong chỗ kế thừa. Hắn hiện tại không biết là làm một giấc mộng, vẫn là theo thai biến sau xuyên việt về tới. Trong mộng phát sinh sự tình vô cùng chân thực. Ngày mùng ngày 1 tháng 6 không giờ đúng, một đạo chiếu sáng toàn cầu tia chớp xé rách màn đêm, này âm đinh thai nhức óc, giống như trời sập. Sau đó toàn cầu động thực vật bắt đầu mãnh liệt dị biến. Cho dù là một con kiến, tại cái kia nói lôi đỉnh lóe qua về sau, cũng ở trong vòng mấy cái hít thở biến so trưởng thành chó săn còn muốn to lớn. Cho dù là trong sân một bụi cỏ nhỏ, cũng đang nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trong khoảnh khắc trưởng thành đến cao mấy mét độ. Sở hữu động thực vật phát sinh nghiêng trời lệch đất dị biến, lại tựa hồ cũng mở ra linh trí. Chuyên lấy nhân loại làm thức ăn, ngắn ngủi trong vòng một đêm. Toàn cầu các quốc gia lâm vào tạm thời tê liệt, hơn nửa tháng sau mới một chút khôi phục vận chuyển, đại quy mô động dùng cường đại vũ khí đối phó dị biến động thực vật. Tại trong lúc này, vô số người trở thành dị biến quái vật trong bụng chi bữa ăn. Thế mà ở cái này thai biến thời kỳ, có như thế một đám nhân loại mạnh mẽ xuất hiện, trên người bọn họ khắc hình xăm thức tỉnh, tuy là một đóa hoa hồng hình xăm, sau khi giác tỉnh cũng có thể cho ký chủ mang đến vô cùng cường đại lực lượng. Bất quá, tranh thức cường đại hình xăm đều là có thể hóa thành cầm giữ có quỷ thần khó đoán chi lực khải giáp. Nhân loại xưng hô những người này vì siêu văn giả, có chút thêm vào quốc gia cộng đồng đối kháng dị biến động thực vật, có chút bởi vì bỗng nhiên thu được như thế lực lượng cường đại, mà ở phạm tội trên đường đi càng ngày càng xa. Trong động cũng không hình xăm Cố Trường Khanh, kéo dài hơi tàn 3 năm. Cuối cùng không phải chết tại quái vật trong miệng, mà chính là chết tại những cái kia cuồng đồ trong tay. Ừm. Đây là. Ngay tại Cố Trường Khanh hoài nghi có phải hay không một giấc mộng lúc, chợt thấy trong lòng bàn tay quen thuộc quỷ dị ấn ký. Hắn nhớ đến cái này đạo ấn ký, là ở thai biến bắt đầu ngày ấy, bị một đoàn màu xám thần bí hỏa diễm thiêu đốt gây nên. Không phải là mộng. Cố Trường Khanh thâm thúy trong hai trong mắt, lóe ra hưng phấn cùng điên cuồng quan mang. Bởi vì ở kiếp trước, hắn chưa khắc một cái hình xăm, mới đưa đến biến thành tầng dưới chót nhất xúc vật, nhận hết làm nhục cùng trả đạp. Tại cái kia máu cùng loạn thai biến thời kỳ, phổ thông nhân loại chỉ có thể bị nuôi nốt ở dưới tường vây làm công nhân. Tuy nhiên còn có quốc gia trói buộc, nhưng lại chỉ có thể trói buộc người bình thường, đối những cái kia siêu văn giả căn bản không có ảnh hưởng. Bởi vì chỉ có bọn họ có thể đối kháng dị biến quái vật, cùng thủ hộ nhân loại thành thị. Lúc này, gọi thư ký điện thoại. Ngài tốt chủ tịch, xin hỏi có dặn dò gì? Điện thoại vừa kết nối, liền truyền ra một đạo có chút dễ nghe giọng nữ. Cố Trường Khanh nhạt nói, cho ta đem toàn cầu tay nghề tốt nhất thợ săn mời đến, giá cả tùy tiện hắn mở, 7 giờ tối nay bên trong ta muốn gặp được người khác. Theo hắn biết, hai biến trước đó người mang hình xăm càng chân thực, đợi sau khi giác tỉnh có khả năng mang cho ký chủ lực lượng thì càng mạnh. Cùng loại hình hình xăm mạnh yếu đều là nhìn khắc họa chân thực độ. Ngoài ra, cùng loại hình hình xăm còn có thể lẫn nhau hấp thu lớn mạnh. Bởi vậy, hai biến sau siêu văn giả ở giữa thường xuyên tự giết lẫn nhau. Được rồi chủ tịch, ngài còn có cái gì phân phó sao? Tạm thời không có. Nhớ kỹ, ta muốn là toàn cầu tối cao cấp, không người có thể đưa ra hình xăm đại sư, như vì hoàn thành nhiệm vụ tìm lung tung, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong lời cuối cùng, Cố Trường Khanh thanh âm biến cực kỳ lạnh lẽo. Cái này liên quan đến lấy hắn thai biến về sau có thể hay không đứng ở toàn cầu chi đỉnh đại sự. Nếu như nàng dám phá hỏng chính mình chuyện tốt, hai biến sau hắn đem cái thứ nhất xử lý nữ nhân này. Chớ hoài nghi tính cách của hắn, hai biến thời kỳ kéo dài hơi tàn 3 năm, để tính cách của hắn cũng trở nên cực kỳ hắc ám. Chủ tịch xin yên tâm, ta nhất định cho ngài mời đến toàn cầu tốt nhất hình xăm đại sư. Trong điện thoại giọng nữ, thanh âm đề cao chính mình phân bảo đảm nói. Cố Trường Khanh khẽ ừ một tiếng, cắt đứt trò chuyện đi vào trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời trong trẻo bầu trời, hắn biết cũng liền bây giờ có thể thưởng thức đợi ngày mùng ngày 1 tháng 6 rạng sáng đến, toàn cầu đều đưa bao phủ lên một tầng nặng nề khói như sương mù. Mặc dù còn phân ban ngày cùng đêm tối, nhưng bầu trời lại là âm u đầy tử khí hoàng hôn, ban đêm một vầng huyết nguyệt treo trên cao. Khoảng cách thiên địa dị biến còn lại 2 tháng, cần phải tới cùng kiến tạo một tòa đại hình chỗ tránh nạn. Cố Trường Khanh hướng phòng tắm đi đến, chỗ lấy muốn kiến tạo đại hình chỗ tránh nạn, là bởi vì một khi dị biến buông xuống, một gốc tiểu thảo đều đưa liền hung tàn vô cùng. Cơ hồ có rất ít có thể khiến nhân loại ta sinh tồn chi địa. Bởi vậy, tại không thiếu tài lực tình huống dưới, chế tạo một tòa không thể phá vỡ đại hình chỗ tránh nạn, cất giữ đủ nhiều vật tư, là nhất định phải làm một việc. Chừng nửa canh giờ, Cố Trường Khanh tắm rửa đi ra, ở to lớn trước gương ngừng bước. Trong gương chính là một đạo cao to bóng người, 1m8 ra mặt, cùng một trương góc cạnh rõ ràng, không chứa nửa điểm tì vết anh tuấn gương mặt. Không treo nửa điểm thân thể, bắp thịt đường cong hoàn mỹ, nhiều không nhiều, thiếu không ít, không một chút không cân đối. Nhưng cỗ thân thể này, lập tức liền đem phủ đầy các loại hình xăm. Thổi khô tóc, xuyên qua một kiện màu đen đồ ngủ, Cố Trường Khanh đẩy cửa xuống lầu. Xa hoa lầu một đại sảnh, một vị đang đánh quét lấy vệ sinh, nhìn như 36-37 tuổi trung niên phụ nữ, người nghe tiếng bước chân truyền đến, dừng lại trong tay công tác, quay đầu nhìn lại nói: "Thiếu gia, bữa trưa chuẩn bị xong, ngươi bây giờ muốn ăn sao?" Cố Trường Khanh khẽ ừ một tiếng đáp lại, trực tiếp đi tới phòng ăn. Nữ nhân này tên Vương Dung ở Cố Trường Khanh 10 tuổi năm đó, mụ mụ từ bên ngoài tìm trở về bảo mẫu đến bây giờ dòng dã 15-16 năm, đối Cố Trường Khanh ẩm thực thói quen rõ như lòng bàn tay. "Thiếu gia, buổi chiều,
bưng lên bữa chưa dọn xong Vương Vinh, nói cũng còn không nói xong, liền bị Cố Trường Khanh đánh gãy, "Đi thôi." Vương Dung kinh ngạc nói, "Ách, thiếu gia, ngươi thế nào biết ta muốn nói gì?" Cố Trường Khanh bưng lên trên bàn sữa bò thả vào bên môi nhẹ mẫn nửa ngụm, biết nàng cái kia ma bài bạc trượng phu thiếu vay nặng lãi vô lễ trả nợ, nếu như dựa theo lúc đầu nội dung cốt truyện phát triển, trượng phu nàng bị buộc nhảy lầu mà chết. Vương Dung vì nàng tên phế vật kia trượng phu, ở hắn nơi này đều mượn mấy trăm ngàn. Tuy nhiên đối với hắn mà nói đều là món tiền nhỏ, nhưng Cố Trường Khanh cho rằng, loại kia không biết hối cải phế vật, chết cũng được. "Ách, cái kia thiếu gia, ta đi trước." Vương Dung tuy nhiên rất nghi hoặc hắn tại sao lại biết mình muốn xin phép nghỉ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, cầm lên thiếu gia mua cho nàng gia dụng xe vội vàng rời đi. DS, sách mới khai hàng. Ngũ tinh tốt bình luận. Nguyệt phiếu phiếu đề cử. Các loại cầu. 1. Chương 2, chế tạo đại hình chỗ tránh nạn. Khắc mạnh nhất hình xăm. Vương Dung sau khi đi, Cố Trường Khanh bấm một chiếc điện thoại. "Uy, chủ tịch, xin hỏi có dặn dò gì?" Đầu bên kia điện thoại, truyền ra một người trung niên nam nhân lịnh nọ thanh âm. Cố Trường Khanh ngắt nói, "Cha cho ta tra một cái Long Giang thành phố bên trong, phải chăng có bỏ hoang đại hình ngục giam bán ra? Phụ mẫu lưu cho hắn Hàng Vũ tập đoàn, liên quan đến mấy cái lĩnh vực, trong đó bất động sản liền là một cái trong số đó. Hiện tại tới trò chuyện người, chính là phụ trách bất động sản khối này lĩnh vực tổng giám đốc Nô Duệ. Hồi chủ tịch, theo ta được biết có hai cái, một cái ở Tây Giao Sa Mạc khu, tổng diện tích có hơn 500.000 mét vuông, so kinh đô quảng trường còn lớn không ít, tựa như là thế kỷ trước sản phẩm, hiện tại bán giá cả vì 7 ức. Một cái khác thì nó." Cố Trường Khanh đánh gãy cái sau giới thiệu một cái khác, "Vị trí chỗ tại Tây Giao cái kia mảnh hoàng vu khu vực, quả thực không nên quá phù hợp." "Ách, chủ tịch, ngài làm muốn?" Nô Duệ không hiểu thanh âm truyền ra. Cố Trường Khanh cũng không nói nhảm, nhặt nói, "Lập tức cho ta liên hệ tòa này ngục giam người phụ trách, lấy tốc độ nhanh nhất đem tòa này ngục giam thu mua xuống tới, sau đó bắt đầu thi công. Tường vây độ cao chí ít 500m đi lên, độ dày chí ít 30m đi lên, lấy cốt thép trộn bùn đất chế tạo, mặt đất cũng giống như thế, lại lớp đất cùng tầng ngoài còn cần lấy thép tấm che phủ. Mục đích của ta là chế tạo thành một cái đại hình chỗ tránh nạn, vật tư loại hình chí ít có thể chứa đựng đủ mấy ngàn người ăn 3 năm, càng nhiều càng tốt, ngươi biết nên làm như thế nào a?" Đối diện Ngô Duệ nghe xong một trận quay cuồng, trả lời, "Chủ tịch, ta đại khái tính một cái, dựa theo ngài nói như vậy đi kiến tạo, tăng thêm thu mua 7 ức, chí ít còn phải lại thêm 3 40 ức, ngài quyết định sao?" "Ta cho ngươi 100 ức, cần phải ở trong 50 ngày hoàn thành, nếu như 100 ức không đủ, tùy thời điện thoại cho ta." Cố Trường Khanh dặn dò, "Nhớ kỹ, cho ta chế tạo thành một cái tận thế pháo đài giống như tồn tại, tiền không là vấn đề." Tiền đối với hắn mà nói, bất quá là một chuỗi chữ số thôi. Chứ không nói Hàng Vũ tập đoàn giá trị thị trường ngàn ức đi lên, chỉ là cha mẹ của hắn lưu lại tiền tiết kiệm, liền không ít hơn 700 ức. Mà lại, đợi thiên địa dị biến về sau, Liên Hiệp Quốc vì ổn định cục diện, đem về đẩy ra thống nhất giao dịch tiền tệ, lúc đó cũng chỉ có hoàng kim loại hình đáng tiền. Cố Trường Khanh cũng định bán ra Hàng Vũ tập đoàn, đem tiền còn lại toàn bộ giá thấp thu mua hoàng kim. "Tốt, có chủ tịch ngươi câu nói này thì ok, chỉ cần có thể không tiếc đại giới đầu nhập tiền tài, ta tự mình giám sát, trong 50 ngày nhất định khiến ngài nhìn đến một tòa không thể phá vỡ tận thế pháo đài." Nô Duệ tuy nhiên nghi hoặc chủ tịch vì sao muốn bỏ món tiền khổng lồ làm dạng này một tòa đồ vật, nhưng biết chủ tịch tính cách hắn cũng không nhiều hỏi, trực tiếp vô bộ ngực đáp ứng. "Long Giang thành phố thủ phủ làm việc, cần hắn dạy sao?" "Ừm. Bộ phận tài vụ bên kia, ta sẽ trước cho ngươi 100 ức giao dịch quyền, đi chấp hành đi." "Được rồi chủ tịch, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Càng nhanh hoàn thành càng tốt." Cố Trường Khanh nói xong, cắt đứt trò chuyện. Chỗ tránh nạn công việc giao phó xong, hiện tại chỉ chờ thế giới đỉnh cấp hình xăm đại sư đến cửa. Cố Trường Khanh ăn hết bữa trưa, tại xa hoa đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Bài đủ lấy những cái kia hình xăm nhất sâu. Sau cùng, hắn lựa chọn 10 cái, theo thứ tự là La Hầu, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Hắc Long, Tử Thần, Tu La, Minh Thần, Khô Lâu, Tề Thiên Đại Thánh, Na Cha. Trở lên hình xăm khắc đến trên thân thể đến, đợi thiên địa dị biến, hình xăm thức tỉnh lúc, hắn cũng không dám tưởng tượng. Nhớ đến kiếp trước, những cái kia khắc lấy thanh long, kỳ lân loại hình, đều cường đại rối tinh rối mù, tránh thức đứng ở viên tinh cầu này đỉnh phong tồn tại. Nhưng dị thú bên trong, cũng không phải không có thể cùng đối kháng tồn tại. Côn Lôn sơn trên, có một đầu kim tuyến xà 1 năm hóa giao, 2 năm hóa long, năm thứ 3 tiến hóa làm một đầu kim long. Trên núi Nam Y, ra đời một tôn hầu vương, cường hãn khó giải, toàn cầu hầu tử tất cả thuộc về nó thống trị. Thiên địa dị biến về sau, viên tinh cầu này người thống trị, nhân loại cũng không tiếp tục là duy nhất, động một tí có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị khủng bố thú vương hoành hành. Tiên kỳ, nhân loại dựa vào vũ khí hạt nhân chờ cường đại vũ khí nóng chấn nhiếp, hậu kỳ dựa vào siêu văn giả thủ hộ. Siêu văn giả cũng có thể tiến hóa, dị thú thể nội đều có một khoả tinh hạch, hấp thu liền có thể cường hóa tự thân siêu văn. Trạng vạng tối lúc, một chiếc màu đen hào hoa thương vụ kiệu xa, chậm rãi dừng ở bên ngoài biệt thự bãi đỗ xe trên. Ghế phụ cửa từ từ mở ra, dẫn đầu đập vào mi mắt là một đầu bọc lấy vớ đen chân dài, sau đó liền gặp một vị người mặc nghề nghiệp Âu phục, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, tướng mạo tinh xảo vũ mị, nhuộm một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ gợi cảm mỹ lệ nữ tử. Chỗ ngồi phía sau lúc này cũng xuống một vị trung niên người nước ngoài. Hai vị trợ thủ thì đánh lái xe cốt sau, rời ra ngoài một đống lớn công cụ. "Enny ở tiên sinh, mời." Tô Âu Vi tiến lên, hướng về sau người làm ra một cái dấu tay xin mời. Enny ở dò xét liếc một chút hoàn cảnh chung quanh, sau đó mới cất bước hướng biệt thự đi đến. Một đoàn người tiến vào khắp nơi tràn ngập xa hoa biệt thự đại sảnh, cũng không gặp Cố Trường Khanh bóng người. "Enny ở tiên sinh, ngài ngồi trước, ta gọi điện thoại." Tô Âu Vi ra hiệu hắn ngồi, sau đó bấm chủ tịch điện thoại. Hơn 10 giây sau điện thoại kết nối, cũng truyền ra Cố Trường Khanh từ tính 10 phần thanh âm, "Ta lập tức đến ngay." Hắn buổi chiều tráng kiện thân hết đi ra một cái tắm,
vừa mới trí tuệ nhân tạo đã nhắc nhở có 4 người tiến vào biệt thự. Bởi vậy, hắn biết là Tô Hấu Vi đợi người tới. Được rồi. Cúp điện thoại, Tô Hấu Vi tự mình động thủ pha trà, hướng về sau người mỉm cười nói, chúng ta chủ tịch lập tức đến ngay, xin chờ chốc lát. Các ngươi ra tiền, đáng giá chúng ta đợi. Annie ở khoát tay, nói một ngụm cũng không phải là rất tiêu chuẩn tiếng Trung. Một lát sau, trên lầu tiếng bước chân truyền đến. Cố Trường Khanh ăn mặc một thân màu đen đồ ngủ đi xuống. Chủ tịch. Tô Hấu Vi tiến lên chào hỏi, cũng giới thiệu nói, vị này là Annie ở tiên sinh, toàn cầu nổi tiếng hình xăm đại sư. Ngài khỏe chứ, Cố tiên sinh? Annie ở cũng đứng dậy, cũng mỉm cười đưa tay. Người tốt. Cố Trường Khanh đưa tay tới đem nắm, sau đó ở ghế salon đối diện ngồi xuống. Chủ tịch, Annie ở tiên sinh, mời dùng trà. Lúc này, Tô Hấu Vi cũng rót trà ngon, phân biệt cho bọn hắn châm nửa chén. Annie ở mẫn một miệng trà, sau đó nhìn về phía Cố Trường Khanh, đi thẳng vào vấn đề nói, xin hỏi Cố tiên sinh, cần xăm dạng gì hình xăm? Cố Trường Khanh ngước mắt, mỉm cười, ta cần xăm 10 cái. Theo thứ tự là La Hầu, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Hắc Long, Tử Thần, Tu La, Minh Thần, Khô Lâu, Đại Thánh, Na Cha. Cái này, Cố tiên sinh, không biết ngài có phải không mê tín? Nghe hắn muốn xăm những thứ này hình xăm, dù là kiến thức rộng rãi Annie ở đều giật mình đối với Cố Trường Khanh trong miệng những thứ này hình xăm, Annie ở cũng rất có nghiên cứu. Tất cả đều là kinh khủng tồn tại. Cố Trường Khanh phẩm hấp trà, cười nhạt nói, ngươi chỉ cần chú tinh hội thần, xuất ra trạng thái tốt nhất cho ta xăm chính là, có thể hay không áp ở, cái kia chính là chuyện của ta. Đã Cố tiên sinh đều nói như vậy, vậy ta thì không nói thêm cái gì, dự định cái gì thời điểm xăm. Tối nay đi. Cố Trường Khanh có chút không kịp chờ đợi hai. Chương 3, bắt đầu làm việc kiến thiết. Doanh động cả nước. Hôm sau, sáng sớm, Cố Trường Khanh ngoài cửa phòng, Tô Hấu Vi chờ đợi ở đây lấy. Lúc này lúc, cửa phòng từ từ mở ra. Annie ở mang theo hắn hai vị đồ đệ đi ra. Tiên sinh, như thế nào? Tô Hấu Vi thấy thế, tiến lên hỏi thăm. Annie ở hướng nàng gật đầu nói, Tô tiểu thư, các ngươi chủ tịch hình xăm khắc họa rất hoàn mỹ, đây là ta suốt đời nhất chuyên chú một lần. Cố tiên sinh để cho ta cho ngươi cũng khắc một cái hình xăm, xin hỏi ngươi thích gì? Ta đã đặt trước xong trở về vé máy bay, cho ngươi khắc xong muốn đi. A. Được nghe chủ tịch cũng muốn để cho nàng khắc, Tô Hấu Vi sửng sốt. Nhất định phải khắc một cái. Cố Trường Khanh thanh âm nghiêm nghị truyền ra. Tốt. Nghe bên tai nghiêm khắc thanh âm, Tô Hấu Vi bất đắc dĩ đáp ứng, nói, cho ta trên cánh tay khắc một cái. Khắc một cái nữ la sát. Nàng còn chưa có nói xong, liền bị trong phòng Cố Trường Khanh đánh gãy. A cái này. Tô Hấu Vi sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó nói, tốt ta. Đều nghe chủ tịch. Tô tiểu thư, mời. Annie ở ra hiệu nói. Tốt. Bọn họ tiến vào gian phòng cách vách. Một lát sau, Cố Trường Khanh ở trần từ trong phòng đi ra. Cánh tay trái Hắc Long, cánh tay phải Bạch Hổ. Ngực khác Kỳ Lân, lưng khác Tu La. Mông trái Đại Thánh, mông phải Na Cha, đùi trái Tử Thần, đùi phải La Hầu. Trên mu bàn tay trái khắc Khô Lâu, trên mu bàn tay phải khắc Minh Thần. Chỗ mi tâm còn khắc một cái huyết mâu. Thật tình không biết, hình xăm thức tỉnh lúc, trên thân khắc hình xăm càng lợi hại, đến lúc đó bị thống khổ càng mãnh liệt điểm này, hắn kiếp trước cũng không phải là siêu văn giả, bởi vậy cũng không biết. Khắc lấy thân này hình xăm, lúc đó hắn có lẽ sẽ bạo thể mà chết. Kiếp trước hắn cũng không phải là siêu văn giả, chỉ biết là thức tỉnh quá trình có một ít thống khổ, nhưng hắn hiện tại cũng là không thèm đếm xỉa. Không thành công thì thành nhân. Bóng đêm như mực, khoảng 9 giờ, Cố Trường Khanh đưa đi Annie ở bọn người. Chủ tịch, ngài vì cái gì? Gian phòng bên trong, Tô Hấu Vi vừa mặc quần áo, nhìn qua đẩy cửa tiến đến chủ tịch, toàn thân cao thấp đều thì hình xăm, rất không minh bạch hành vi của hắn. Không lâu sau đó, ngươi sẽ đối với ta mang ơn. Cố Trường Khanh nhìn nàng một cái, quay người rời đi nói, sau khi trở về cùng tài bộ nói tiếng, cho Ngô Duệ 100 ức tiền tài quyền sử dụng. Để cho nàng xăm hình xăm, hoàn toàn là xem ở nàng theo chính mình 6, 7 năm tả hữu, được cho một cái thân tín 100 ức. Tô Hấu Vi bước nhanh đuổi theo, chần chờ mà hỏi, làm cái gì, cần khổng lồ như vậy một khoản tiền? Đây không tính là một số lượng nhỏ, cho nên nàng biết do chủ tịch không thích người khác hỏi đến chuyện của hắn, vẫn là mở lời hỏi. Cố Trường Khanh xưa nay không ưa thích giải thích, từ tốn nói, không nên hỏi đừng hỏi. Biết chủ tịch. Tô Hấu Vi theo hắn 6, 7 năm, biết nam nhân này là tính cách gì, bạc tình bạc nghĩa lanh cốc rất, nhưng đối với cấp dưới đãi ngộ lại là không thể chê. Thời gian vội vàng, đảo mắt đi vào ngày 1 tháng 5 lễ lao động một ngày này thông báo một đầu tin tức mới nhất, Long Giang thành phố thủ phủ, chẳng biết tại sao bỏ món tiền khổng lồ mua xuống Tây Giao sa mạc một tòa đại hình ngục giam, như muốn kiến tạo một tòa đại hình chỗ tránh nạn, theo chuyên gia tính ra, nếu là trước mắt quy mô kiến tạo đi xuống, chí ít cần 3-40 ước mới có thể kiến thiết hoàn thiện, thậm chí nhiều hơn. Theo ngục giam bên kia, 20 mấy ngày trước trùng trùng điệp điệp bắt đầu làm việc, rất nhiều internet truyền thông đều ở thông báo lấy trở lên tin tức, thậm chí có rất nhiều dẫn chương trình hiện trường trực tiếp. Mấy ngàn hào công người ngày đêm luân phiên bắt đầu làm việc, vừa rồi 20 tháng ngày đã kiến tạo còn 3 thứ 2 nhiều một chút, dựa theo tốc độ như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, lại có cái hơn 10 ngày thì không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Người bình thường cũng làm là những phú hào này có tiền không có chỗ xài, không người nào hướng tai nạn tức sắp giáng lâm loại chuyện này suy nghĩ. Cố Trường Khanh căn bản không quản chuyện ngoại giới, ở một tháng qua hắn một mực tại kiện thân rèn luyện. Kiếp trước hắn cũng đã được nghe nói, hình xăm thức tỉnh lúc thể chất nếu như quá yếu, có khả năng sẽ không chịu nổi tử vong. Hắn nhất định phải ở 2 tháng này trước, đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hôm nay hoàn thành rèn luyện tắm rửa đi ra Cố Trường Khanh, ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, có chút xuất thần nhìn qua lòng bàn tay phải trên quỷ dị ấn ký. Cực độ hoài nghi, hắn chỗ lấy có thể xuyên qua trở về, cùng khối này màu xám trắng ấn ký có lớn lao quan hệ. Nhưng hắn vô luận như thế nào làm, đều không thể đem làm rơi đinh. Đúng lúc này, Cố Trường Khanh điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn.
Cầm quá điện thoại di động xem xét, chỉ thấy phía trên biểu hiện ra có một bút doanh thu, mức cao tới hơn 90 tỷ. Lúc này, Tô Ấu Vi điện báo. Vừa kết nối, liền nghe thanh âm của nàng truyền ra, "Chủ tịch, thu đến tiền sao?" Cố Trường Khanh khẽ ừ một tiếng, hài lòng nói, "Sự tình làm khá lắm, tận mau trở lại đi." "Cái này, chủ tịch, ta..." Từ trước, Tô Ấu Vi muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Từ trên người hắn, Tô Ấu Vi hiện tại chỉ thấy đoạn lạc. Ngoài ra, thu mua Hằng Vũ tập đoàn bên kia cao mới mời nàng lưu lại. Nàng là cái so sánh hiếu thắng nữ nhân, lại không tâm lưu tại một cái có thể đem phụ mẫu lưu lại sản nghiệp bán ra, bỏ ra tới 100 ức chế tạo một cái vô dụng chi địa nam nhân bên người. "Có thể, ngươi tháng trước tiền lương, ta sẽ đánh tới ngươi trên thẻ." Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói xong, mặt không thay đổi cúp điện thoại. Tô Ấu Vi rời đi, không cách nào đối tâm tình của hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Người có chí riêng. Bây giờ rời đi, về sau nghĩ trở lại, cái kia chính là si tâm vọng tưởng. "Lão đại." Lúc này, bên ngoài biệt thự đi tới một vị thân mặc tây trang màu đen, trải lấy tóc vuốt ngược khôi ngô thẳng tắp nam tử. Cố Trường Khanh nâng chung trà lên mấy cái trên chén trà, thả vào bên môi nhẹ mẫn một ngụm, ngước mắt hỏi thăm, "Sự tình làm như thế nào?" "Hắc. Lão đại, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao?" Trương Hổ hắc cười một tiếng, ở bàn trà đối diện ngồi xuống, cho mình rót chén trà, hút một ngụm mới tiếp tục nói, "Chúng ta chừng trăm cái huynh đệ, đều khắc lên ác ma hình xăm, lại những huynh đệ này đều là cô nhi, không có bất kỳ cái gì lo lắng loại kia, đối lão đại ngươi là tuyệt đối trung thành." Nói đến đây, hắn hạ giọng, "Lão đại, có phải hay không tận thế một tới?" Không trách hắn nghĩ như vậy. "Không phải vậy, vì sao muốn ở Tây Giao bên kia chế tạo một tòa như thế quy mô chỗ tránh nạn?" "Không tệ." Cố Trường Khanh vẫn chưa đối với hắn có chỗ dầu diếm, bởi vì đây là quá mệnh huynh đệ, cho hắn cản qua một đao, lúc ấy kém chút liền không có. "Ngoa tào, khó trách lão đại ngươi động tác lớn như vậy, cái kia cùng xăm hình xăm có quan hệ gì?" Trương Hổ kinh ngạc cánh ốc, cũng không nghi ngờ Cố Trường Khanh chi ngôn. Cố Trường Khanh cười thần bí, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Trương Hổ dục dịch, cười thầm, "Ta đều không thể chờ đợi." Cố Trường Khanh cầm lấy trên bàn hộp thuốc lá, lấy ra một cái ném cho Trương Hổ, lại cho mình đốt một điếu, hít sâu nửa ngụm, nhặt nói, "Tiểu Hổ, tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, Tây Giao bên kia công trình, ngươi dẫn người đi thật tốt giám sát, tốt nhất ở này 10 ngày bên trong hoàn thành, sau đó còn phải tốn mấy ngày vận chuyển các loại vật tư." Trương Hổ nhen nhóm thuốc lá trong tay, trọng trọng gật đầu, đứng lên nói, "Cái kia lao đại, ta thì đi trước." Nói xong, bước nhanh rời đi. Hắn sau khi đi, Cố Trường Khanh gọi một cái thần bí điện thoại. "Tiểu Cố a, một tháng qua, ngươi làm ra động tĩnh, quả thực không nhỏ a." Điện thoại vừa kết nối, bên trong liền truyền ra một cái thanh âm dàn mua. Hắn không tiếc bỏ món tiền khổng lồ, kiến thiết một tòa đại hình chỗ tránh nạn, nghiêm chỉnh náo cơ hồ cả nước đều biết. Hà Lao chê cười. Cố Trường Khanh khách sáo một câu, tiếp theo đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta nghĩ mua sắm 1600 ức long tệ hoàng kim, Hà Lao có thể hay không giúp một chút?" "Ừm. Ngươi muốn nhiều như vậy hoàng kim làm gì?" Thanh âm giản mùa trần chờ nói. "Hà Lao có thể hay không đừng hỏi?" Cố Trường Khanh nói, trực tiếp cho đối phương trong chương mục chuyển khoản 1 tỷ. Không người nào so với hắn càng rõ ràng, số tiền này lợi thai nạn tiền đến, thống nhất hóa tệ đem bán, đều đưa bị giảm giá trị rất lợi hại. "Tốt, ta giúp ngươi." Đối diện có lẽ là nhìn đến doanh thu long tệ, mới vừa rồi còn hỏi thăm tình huống, hiện tại thì một lời đáp ứng. "Làm phiền Hà Lao, trong một tuần có thể hay không xử lý tốt?" "Có thể, không có vấn đề, đến lúc đó một tay giao hoàng kim, một tay giao tiền." "Tốt, hôm nào mời ngươi ăn cơm." Tới một chút nói mỏ vài câu, Cố Trường Khanh mới kết thúc trò chuyện. Ba chương 4, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi dị biến tiền đến. Thời gian vội vàng đảo mắt đi vào ngày 28 tháng 5 một ngày này. Long Giang thành phố, Tây Giao sát vách, chi gần trăm ức, chiếm diện tích hơn 50 vạn mét vuông đại hình chỗ tránh nạn, tựa như là một tòa thành trì nhỏ ở chỗ này, cho người đánh vào thị giác vô cùng lớn. Nặng nghề tường thành cao tới 600m trở lên, dày chừng hơn 30m, từ cốt thép trộn bùn đất rèn đúc, tầng ngoài tầng bên trong đều có một tầng dày chừng 40cm thép tấm, trên đó thường cách một đoạn khoảng cách, liền đứng sừng sững lấy một tòa phát điện máy xay gió. Trên không trung lưới điện bao trùm, để phòng hung cầm tập kích, trên tường thành cố định trưng bày không biết bao nhiêu cái năng lượng mặt trời điện tấm. Không chỉ có là vây thành sử dụng cốt thép trộn bùn đất, chỗ tránh nạn bên trong mặt đất chờ cũng là như thế, thậm chí hạ tầng cùng mặt ngoài đều bao trùm lấy nặng nghề thép tấm. Thiên địa đại biến, trừ không hình xăm người bên ngoài vạn vật tiến hóa, chuột con kiến những thứ này nguy hại cực lớn. Tường vây bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới san sát nhà lầu san sát, chí ít có thể cung cấp mấy vạn người sinh tồn. Ông trời ơi, hạng gì một tòa quái vật khổng lồ? Long Giang thành phố thủ phủ kiến thiết dạng này một tòa chỗ tránh nạn đây là muốn làm gì? Nghe nói hắn đem Hằng Vũ tập đoàn đều bán ra, chẳng lẽ trong tiểu thuyết phim ảnh tận thế? Thật muốn tới rồi. Tận thế? Ha ha, làm sao có thể? Hắn bất quá là có tiền không có chỗ xài mà thôi, đến mức bán ra Hằng Vũ tập đoàn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Đúng, phú hào tư duy, không phải chúng ta có thể nắm lấy, có lẽ chỉ là bởi vì chơi vui mà thôi. Chỗ tránh nạn bên ngoài, đứng xem rất nhiều dẫn chương trình, cùng không tiếc ngàn dặm xa xôi đến đám người xem náo nhiệt. Nhìn lấy trước mắt tòa này quái vật khổng lồ, đều rung động tuyệt luân. Tô tiểu thư, lấy ngươi cùng Cố Trường Khanh quan hệ, hắn kiến tạo tòa này chỗ tránh nạn nội tình, làm thật một chút không biết. Một chiếc hào hoa thương vụ xe con bên trong, chỗ ngồi phía sau một vị lời nói cử chỉ hiển thị rõ quý khí tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt từ đằng xa quái vật khổng lồ bên trong thu hồi, tiếp theo nhìn về phía bên người ngồi đấy Tô Âu Vi. Vị này chính là thu mua Hằng Vũ tập đoàn người giật dây, kinh đô một trong năm đại gia tộc Lâm gia Thiên Kim Lâm Thủy Giao. Nàng tư thái cao gầy, đường cong thướt tha, khí chất cao nhã tôn quý, một trương long lanh rung động lòng người tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt không tì vết chút nào. Tô Âu Vi đắng chát lắc đầu, "Lão bản, hắn thật cái gì đều không cùng ta nói, nếu như ngươi đối với hắn có hiểu biết, hẳn phải biết hắn là cái hạng người gì, căn bản không có khả năng cùng thuộc hạ người nói hắn bất luận cái gì kế hoạch."
Cố Trường Khanh ta khẳng định hiểu được, cùng hắn đánh qua không chỉ một lần quan hệ, đúng là cái khiến người ta khó có thể nhìn thấu nam nhân. Lâm Thủy Giao trầm tư nói, theo ta được biết, trước mấy ngày ngoại giới vận chuyển đi vào vật tư, chỉ cần bảo tồn được làm, chí ít làm cho vạn người sinh tồn 3 năm trở lên, hắn vì sao muốn như thế? Dĩ chỉ là nàng nghi hoặc, Long Quốc không biết bao nhiêu tập đoàn tài chính, đối với cái này đều là cảm giác thật sâu không hiểu, nhưng đều không hướng tận thế phương diện này suy nghĩ. Bất quá, cho dù bọn họ biết, cũng không kịp làm cái gì đúng lúc này, nơi xa trên mặt đất bụi đất vẩy ra, hơn 100 chiếc quân dụng xe dịp, tiền hô hậu ủng một chiếc hào hoa thương dụng xe con hướng bên này chạy mà đến. Mỗi một chiếc quân dụng xe dịp, liền mang tài xế đều là 4 người. Bọn họ ăn mặc một thân hắc sắc tây trang, mang theo một cái màu đen kính râm, thân thể cường tráng, thần sắc đồng đều lanh khốc vô cùng. Tới, chư vị mời xem, đây cũng là Long Giang thành phố thủ phủ Cố Trường Khanh đội xe. Tại chỗ các dẫn chương trình, ào ào đưa điện thoại di động nhắm ngay trùng trùng điệp điệp lái tới đội xe. Muốn nói tại chỗ vị nào dẫn chương trình nóng nhất, không ai qua được một vị tên gọi Tiểu Đoàn Đoàn, phòng trực tiếp bên trong mấy trăm ngàn người quan sát đội xe không nhìn to to nhỏ nhỏ dẫn chương trình, cùng đám người vây xem, tại cái kia nặng nề vô cùng sắt thép cửa lớn bên ngoài dừng lại. Lúc này nặng nề cửa sắt từ từ mở ra, một vị thân mặc câu phục trung niên nam tử bước nhanh từ đó đi ra, tiến vào chiếc kia đại hình xa hoa xe thương vụ. Sau đó, đội xe tiến vào chỗ tránh nạn. Trong xe, chủ tịch, không phụ ngài kỳ vọng cao, tòa này chỗ tránh nạn, ta Ngô Duệ dám lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt không một chút hai hoàng ẩm. Ngô Duệ ở Cố Trường Khanh đối diện ngồi xuống, vỗ ngực cam đoan, nói, hiện tại ngài cái kia nói cho ta biết, vì sao muốn kiến tạo nó a? Trương Hổ cho hắn châm nửa ly rượu đỏ, cười thầm, đương nhiên là tận thế sắp xảy ra, ngay tại ngày mùng ngày 1 tháng 6 một ngày này. Cái gì? Ngô Duệ nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Trương Hổ rót hết trong chén rượu vang đỏ, cho mình nhen nhóm điếu thuốc, cười nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao ta đối lao đại nói là 100 cái tin tưởng, nếu như ngươi cũng tin tưởng, hai ngày này tốt nhất mang theo người nhà của ngươi cùng một chỗ tiến đến. Cái này? Trương Hổ há mồm muốn nói. Cố Trường Khanh mẫn một ngụm trong chén rượu vang đỏ, nhặt nói, không đợi, ngươi có một ngày cân nhắc thời gian. Ta tin. Ngô Duệ hung hăng cắn răng một cái, ta ngày mai liền đem người nhà mang tới. Dù sao ngày mùng ngày 1 tháng 6 thì mau tới, nếu thật, cái kia may mắn, như giả, cũng không ảnh hưởng. Tiếp đó, Cố Trường Khanh ở Ngô Duệ chỉ huy dưới tham quan tòa này chi 100 ức đại hình chỗ tránh nạn điện lực nơi phát ra, có máy xay gió máy phát điện, năng lượng mặt trời điện tấm, cùng 50.000 thời đại hình máy phát điện, dầu mỏ số lượng dự trữ 300.000 tấn trở lên, cất giữ tại dưới đất. Phòng ngự biện pháp đều làm được cực hạn. Lại rất nhiều nơi đều hướng lòng đất đào móc mấy chục mét, đều là lấy lăn lộn bùn đất đổ vào cùng thép hợp kim tấm làm phòng ngự. Thật ở chỗ này, duy nhất lo lắng chính là bao trùm bầu trời lưới điện xuất hiện điện lực chưa đủ tình huống, để những cái kia hung cầm xông tới. Còn có mấy tòa công xưởng, thí dụ như nhà máy trang phục, thực phẩm gia công nhà máy, sinh con thường ngày đồ dùng bách hóa nhà máy chở, cung cấp sản xuất vật tư, cũng lớn lượng trữ trốn ở chỗ này. Còn có một số đồng ruộng khu, khu rau xanh, nhiều loại hạt giống, trữ bị rất nhiều đến mức loại thịt, lúc đó chỉ cần săn giết những cái kia biến dị quái thú là đủ. Thịt của bọn nó, thế nhưng là ngon vô cùng. Nhưng đông lạnh trong phòng chứa lượng cũng là rất nhiều, ở chỗ tránh nạn bên trong dò xét một vòng, đã đến lúc chạm vào tối. Cố Trường Khanh cơ hồ mỗi cái trọng yếu khu vực đều tự mình nhìn một lần, tổng thể mà nói phi thường hài lòng. Cẩn thận dạo qua một vòng, một đoàn người đi vào chỗ tránh nạn bên trong lớn nhất trong biệt thự. Hôm nay là số 28, Nô Duệ vẫn chưa lưu lại, mà chính là trở về cùng người nhà của hắn nói rõ tình huống. Cố Trường Khanh lại không có có định rời đi, giá trị 1600 ức hoàng kim, hôm qua liền vật vào. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi ngày mùng ngày 1 tháng 6 rạng sáng đến 4. Chương 5, Lôi đỉnh sẽ mở màn đêm, một vầng huyết nguyệt treo trên cao. Vạn vật dị biến. Long Giang thành phố thủ phủ bỏ món tiền khổng lồ chế tạo một tòa đại hình chỗ tránh nạn, trong nước tập đoàn tài chính cũng làm là hắn làm vui thú mà chế tạo. Không người nào hướng thai biến tận thế sắp đến phương diện suy nghĩ. Dù cho Cố Trường Khanh công khai đi nói, sợ cũng không có mấy người tin tưởng. Hôm nay, ngày 31 tháng 5, ban đêm 11 giờ đúng. Chỗ tránh nạn bên trong đèn đuốc sáng chói, nhưng lại có vẻ rất là quẩn cũng é. Xem trên thiên thai, Cố Trường Khanh đang cùng Trương Hổ ở đây uống trà nói chuyện phiếm. Trong bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, khay bạc treo trên cao. Gió êm sóng lặng liền một điểm điểm báo đều không có. Lão đại, ta tốt hưng phấn a. Trương Hổ uống một ngụm trà, trong nội tâm hưng phấn chi ý khó có thể nói nên lời, đốt điếu thuốc hung hăng hít sâu một cái. Trật tự sụp đổ thời đại. Mở ra đến ngược. Cố Trường Khanh lộ ra một vẻ tà tứ ý cười, lấy ra một điếu thuốc thả vào bên môi, Trương Hổ thấy thế cho hắn nhăn nhóm. Trương Hổ cũng là cô nhi, 17 tuổi năm đó Cố Trường Khanh gặp nguy bắt cóc, là hắn liều mạng bảo vệ chính mình. Từ cái này bắt đầu, Cố Trường Khanh liền coi hắn là làm thân huynh đệ đối đãi. Khi đó, Trương Hổ cũng mới 16 tuổi, lại có thể vì hắn không thèm đếm xỉa tính mạng. Lão đại, ta đang tiếc là không thể làm ra một nhóm súng ống đạn dược. Trương Hổ rất là tiếc hận nói. Cố Trường Khanh khoản vừa nói, đối với chúng ta mà nói, vô dụng. Như vậy phải không? Khó trách lão đại ngươi không có làm, ngược lại là hợp kim vũ khí lạnh bị người chế tạo không ít. Trương Hổ đối Cố Trường Khanh là không có chút nào hoài nghi. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt đã là đi vào 11 giờ 55 phút. Lúc này, Vương Dung bưng lên một bàn hoa quả điểm tâm. Nàng lão công nhảy lầu tự sát, trong nhà không có con cái, tựa như là nàng lão công vấn đề đoạn thời gian trước nàng trở về, Cố Trường Khanh để cho nàng cũng khắc một cái hình xăm. Chỗ tránh nạn bên trong hiện tại chỉ có Ngô Duệ một nhà ba người, cùng Trương Hổ thuộc hạ 108 vị huynh đệ, tăng thêm bọn họ, lại đều khắc lên hình xăm. Thiếu gia, ăn chút trái cây đi. Thời điểm không còn sớm, cái kia nghỉ ngơi. Vương Dung đem đĩa trái cây đặt ở bên cạnh khay trà, thấp giọng dặn dò. Cố Trường Khanh lấy xuống một quả quả nho đưa vào bên trong miệng, nhặt nói, tối nay là một đêm không ngủ.
Vương Dung lại không hiểu hắn nói bên trong ý tứ, nói, vậy ta đi nghỉ trước rồi. Cố Trường Khanh gật đầu, đi thôi. Vương Dung ngừng tiếng, quay người xuống lầu. Lão đại, 58 phân. Trương Hổ cảm xúc mênh mông nhen nhóm điếu thuốc, hung ác hít một hơi, con mắt nhìn chòng chọc điện thoại di động đếm ngược. Cố Trường Khanh cũng khẽ nhả khẩu khí, Kỷ Nguyên mới tiến vào một phút đồng hồ đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Trương Hổ lẩm bẩm đếm ngược âm ầm. Giang giác. Theo hắn niệm đến một, đột nhiên trên trời cao sáng lên một đạo giống như đem cả hành tinh bầu khí quyển tách ra tia chớp màu đỏ ngòm, sau đó ầm vang nổ vang một tiếng giống như trời sập thanh âm. Ngoa tạo. Trương Hổ bị dọa đến nhảy dựng lên, cũng há mồm phát ra một đạo kinh hô. Nơi này khác, không chỉ có là hắn, toàn cầu hơn 7 tỷ nhân loại không khỏi bị lấy nói tiếng sấm hoảng sợ nhịp tim suýt nữa đình chỉ, thậm chí chết mất không biết bao nhiêu cầm giữ có bệnh tim người. Yêu diễm huyết quang chiếu sáng cả bán cầu đêm tối, làm ánh sáng của nó biến mất về sau, cái kia vòng nguyên bản trong sáng ánh trăng giờ phút này lại là như máu tươi đẹp, tỏa ra toàn bộ bán cầu đêm tối, tản ra quỷ dị ánh sáng. A, đột nhiên Trương Hổ ôm đầu kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất. A a, lão đại, ta đầu giống như muốn nổ tung, trên thân khắc hình xăm nóng quá nóng quá, giống như là muốn phá thể mà ra. A a a, hắn hai mắt sưng huyết, chặt ôm đầu, đụng phanh đụng chạm lấy mặt đất, trong miệng không ngừng kêu rên kêu thảm, tựa hồ dạng này mới có thể chậm giải đau đớn của hắn. Sau lưng khắc lấy hắc hổ, cùng trước ngực khắc lấy ma vương hình xăm, phản phất có một cỗ cường đại vô cùng lực lượng muốn phá thể mà ra. Thực tế gián chịu không được, ngất đi. Phúc. Cố Trường Khanh chính muốn tiến lên hỏi thăm lúc, đột nhiên hắn há mồm ho mãnh liệt một ngụm lớn máu tươi. Đáng chết, như thế mãnh liệt. Cố Trường Khanh thân thể một cái lảo đảo, trong đầu có 11 cỗ cuồng bạo vô cùng tinh thần lực tàn phá bừa bãi, như muốn đem đầu hắn đều xé nát, con mắt lập tức phủ đầy tia máu, trong miệng cũng phát ra không thể chịu đựng được than nhẹ, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hét lớn một tiếng, đầu hung hăng đụng ở trên vách tường mặt. Cùng lúc đó, cánh tay trái Hắc Long, cánh tay phải Bạch Hổ, ngực khắc Kỳ Lân, lưng khắc Tu La, mông trái Đại Thánh, mông phải Na Cha, đùi trái Tử Thần, đùi phải La Hầu, trên mu bàn tay trái khắc Khô Lâu, trên mu bàn tay phải khắc Minh Thần, chỗ mi tâm khắc Huyết Mâu, đều là hiện lên một cổ nóng rực vô cùng nhiệt độ, lực lượng mãnh liệt lại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. A, Cố Trường Khanh cũng không còn cách nào chịu đựng, lăn trên mặt đất hai mắt chảy máu, thể khung xương đôm đốp rung động vỡ vụn, bên ngoài thân vết rách dày đặc, chảy ra tươi đẹp huyết dịch, trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Chỗ mi tâm Huyết Mâu, tản ra yêu diễm huyết quang, xương sợ đều bởi vậy nứt ra. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Cố Trường Khanh đã là sắp gặp tử vong. Giống. Trong cơ thể hắn, đột nhiên truyền ra Hắc Long, Bạch Hổ, Kỳ Lân gào thét thanh âm, chấn hắn nhục thân nứt toác, chảy ra đại lượng máu tươi. Phải chết sao? Thời khắc này Cố Trường Khanh rất tuyệt vọng, mơ hồ ở giữa giống như nhìn đến trước mắt có Hắc Long ở xoay quanh, có Bạch Hổ đang gầm thét, có Kỳ Lân ở thôn thiên, có Tử Thần ở nhìn xuống, có Tu La đang tàn nhẫn cười to, có Đại Thánh cùng Na Cha đang giễu cợt, có Khô Lâu đang cười quái dị, có Minh Thần ở khinh miệt liếc xéo, có cao cao tại thượng La Hầu giống như con kiến hôi nhìn hắn. Quả nhiên, vẫn là không chịu nổi. Cố Trường Khanh nết miệng cười khổ, máu tươi như suối tuôn phun ra. Sống lại một đời, hung tâm trang trí, không nghĩ tới là dạng này hạ trạng. Giấu trong lòng nồng đậm không cam lòng, hắn vô lực nhắm mắt lại ông. Thế mà, đúng lúc này, hắn trong lòng bàn tay phải cái kia một đạo quỷ dị ấn ký, giờ phút này lại là phát ra yêu ớt hào quang màu xám trắng, rót vào trong cơ thể của hắn cùng trong đầu. Như kỳ tích một màn xuất hiện, theo hắn trong lòng bàn tay quỷ dị ấn ký phát sáng, Cố Trường Khanh hàng đến cực hạn sinh mệnh ba động, không chỉ có trong chớp mắt ổn định lại, đồng thời bắt đầu tấn mãnh khôi phục. Hình xăm các nơi, lúc này đều đang lóe lên màu sắc khác nhau quang mang ông. 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 Sau đó, 11 cái hình xăm hư ảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bọn họ là lãnh khốc, tàn bạo, khát máu, tà ác, nhưng sau cùng đều quy ẩn hồi trong cơ thể hắn, giống như đều cam nguyện thần phục năm. Chương 6, máu cùng loạn thời đại, như vậy mở màn. Bóng đêm thâm trầm, khói như sương mù bao phủ, nhưng không có cách nào ngăn cản cái kia vòng treo trên cao huyết nguyệt, tán phát yêu diễm ánh sáng. Toàn cầu các nơi, theo dị biến, tuy là một gốc tiểu thảo, cũng ở trong khoảnh khắc tiến hóa làm cao hơn mấy mét, cứng cỏi cùng trình độ sắc bén có thể nhẹ nhõm xuyên qua thân thể. Giống. Đưa tay không thấy được năm ngón chỗ tránh nạn sa mạc bên ngoài, cùng bạo tiếng giống liên tiếp, đỏ tươi xanh mơn mởn con mắt một đạo lại một đạo tô điểm trong đêm tối. Biến dị bọ cạp, côn trùng, cắt rắn muối chờ, tại biến dị trong lúc đó, tựa hồ cũng đụng phải thống khổ cực lớn, không ngừng phát ra bén nhọn cao gào thét. Những cái kia trong nhà dưỡng sủng vật người đều kinh ngạc đến ngây người, mèo nhà chó nuôi trong nhà loại hình bỗng nhiên dị biến, hình thể tăng vọt, nhìn lấy so mánh hổ còn hung tàn, nhưng lại thiếu có thương tổn bọn họ chủ nhân. Mặc dù ở dị biến, nhưng đều mở ra linh trí, biết đã từng người nào đối bọn nó tốt. Thậm chí, chủ nhân gặp phải nguy hiểm lúc, còn ra sức trợ giúp, vì bọn họ giết ra hiểm cảnh. Toàn cầu tại đêm này, lâm vào vô biên hỗn loạn cùng sợ hãi bên trong, những cái kia động vật trại chăn nuôi, vườn bách thú loại hình, một đầu lại một đầu cự thú phá lồng mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, tìm lấy mùi vị định vị nhân loại quần quần cuốn tới, xé nát, ăn như gió cuốn. Giống. Long Giang thành phố nào đó vườn bách thú, ba đầu quốc bảo gấu trúc, hình thể cao tới 2-30 mét khoảng cách, phát ra chấn nhiếp cả tòa vườn bách thú gào thét. Khi chúng nó nhìn đến sữa của mình ba vú em, bi thảm những cái kia biến dị động vật manh thú đánh giết, giống giận tiến lên đem toàn diện xé nát. Thảm thực vật cũng tại biến dị, bình thường cao vài thước cây cối, trong nháy mắt tăng vọt đến mười mấy hơn trăm mét. Theo thời gian chuyển rời, chỗ tránh nạn bên ngoài tường vây mặt, một đôi lại một đôi phát sáng con mắt lấp lóe, phóng tầm mắt nhìn tới dày đặc để người tê cả da đầu đôn đốt. Đôn đốt. Bao phủ cả tòa chỗ tránh nạn không trung lưới điện phát hỏa quang vàng khắp nơi, dị biến con muỗi, côn trùng loại hình, giống như là thiêu thân lao vào lửa hướng bên trong hướng về phía 100.000 vốn lưới điện, tuyệt không phải bọn họ những thứ này vừa biến dị con muỗi, côn trùng, loài chim có thể chống cự. Nắm giữ leo lên năng lực rắn muối các loại,
cũng bị 10 mét trở lên tầng ngoài mở điện thép tấm điện toàn thân cháy đen rơi xuống. Tòa này chỗ tránh nạn, trước mắt mà nói, là tuyệt đối không có nguy hiểm. Không biết đi qua bao lâu thời gian, 108 vị khắc lấy ác ma hình xăm các huynh đệ hào hào thức tỉnh. T. Lực lượng thật mạnh. Ông trời của ta, cố lực lượng này. Hảo lợi hại a. Đây chính là lão đại để cho chúng ta xăm hình xăm nguyên nhân. Cảm tạ lão đại. Hồi tỉnh lại bọn họ, cảm thụ được sau lưng ác ma hình xăm bên trong, liên tục không ngừng chạy xuôi lượt lực lượng toàn thân, bọn họ đều lộ ra vẻ không thể tin. Nếm thử vận dụng ác ma hình xăm lực lượng, thoáng chốc một bộ ác ma khải giáp bao trùm toàn thân. Xem trên thiên thai, sau đó không lâu Trương Hổ cũng sâu kín tỉnh lại. Ừm, lão đại đâu? Nhìn quanh một vòng không thấy Cố Trường Khanh, Trương Hổ khẽ nhíu mày, sau đó hít một hơi linh khí, ta thân thể này. Hắn lưng khắc hắc hổ, lồng ngực khắc lấy ma vương. Hai cỗ kinh khủng chi lực tại thể nội xen lẫn. Nếm thử vận dụng hắc hổ chi lực. Oeng. Trương Hổ trừng to mắt. Toàn thân trên dưới che đậy trên một bộ khắc huyễn tuyệt luân hắc hổ chiến giáp, bên ngoài thân lưu chuyển lên từng nói giống như mạch máu giống như hồ văn. Còn có loại này thao tác. Ngư bức, quả thực không nên quá ngậm. Hắn thật kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, lại nếm thử vận dụng ma vương hình xăm ông. Nhất thời, hắc hổ khải giáp tiến hóa, biến lực lượng mạnh hơn, càng thêm khắc huyễn ma vương hổ khải. Sau lưng mọc lên một đôi khoa huyễn vị đạo 10 phần hổ văn vương xí. Khẽ chấn động ở giữa, đông nhiên phóng lên tận trời, dùng lực quá mạnh, kém chút đụng vào điện trên võng. Ngoa tạo a. Ngưu bước lên trời. Ma vương hổ khải mang tới lực lượng mạnh mẽ, rung động Trương Hổ 100 năm ở trên cao nhìn xuống, hắn thấy được trên quảng trường, tụ tập ở bên kia 108 vị các huynh đệ. Nhẹ nhàng vỗ cánh ở giữa, ầm vang một tiếng rơi tại đây bên trong. Hổ ca, quá điêu a. Một đám ăn mặc các ma khải giáp các huynh đệ lên trước, tán đi che đậy đầu mũ sắt, trên mặt đều có hưng phấn khó tả. Sắp thực ngưu bước, nói các ngươi gặp đến lao đại sao? Trương Hổ cũng tán đi mũ sắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng bọn họ hỏi thăm. Bọn họ lắc đầu, đều nói không có gặp. Hổ ca, lão đại là tiên tri sao? Đại đội trưởng Lâm Phong như vậy thấp giọng nói ra, quá thần. Hắc, theo lão đại lăn lộn tổng không sai. Trương Hổ tán đi khải giáp, nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lão đại gian phòng nhìn xem. Trung ương biệt thự, lầu 3 phòng ngủ. Cố Trường Khanh vừa trong phòng 8, tẩy xong vết máu trên người đi ra thổi khô tóc. Trên thân hình xăm, đi qua sau khi giác tỉnh, giống là vật sống đồng dạng, cho người cảm giác gáp bách kinh khủng phi thường. Cố Trường Khanh xuyên qua một bộ hắc sắc tây trang, nhìn trong tay màu xám trắng quỷ dị ấn ký, biết là nó cứu mình. Lúc ấy ý thức tan rã thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được nó tản mát ra một cỗ quỷ dị năng lượng, đem trên người hắn 11 cái hình xăm đều cho chế ngoan ngoãn. Ngươi đến cùng có lai lịch gì? Cố Trường Khanh tự nói, đối khối này ấn ký thần bí, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hắn hiện tại, dù cho còn chưa vận dụng hình xăm lực lượng chân chính, nhục thân chi lực liền mạnh kinh khủng. Tuy là xuyên giáp đạn, hắn cảm giác cũng có thể tay không đo lấy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, chỗ mi tâm huyết mâu hình xăm phát ra yêu diễm huyết quang. Sau đó hình xăm biến mất, tại trước người hắn hóa thành một cái giống như mâu giống như súng, gần 2 mét chi trường, bên ngoài thân huyết văn năng dọc, hung khí bức người vũ khí. Căn này huyết mâu, giống như một phần của thân thể hắn, điều khiển như cánh tay, ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, âm thanh phá không vang lên, huyết mâu như một đạo tiềm điện, trong phòng xuyên thẳng qua. Một cái thật là tốt hung binh. Cảm thụ được nó chỗ kinh khủng, Cố Trường Khanh rất là hài lòng, tiếp theo thôi động tu la hình xăm ông. Trên người hắn quang mang thời gian lập lòe, một bộ màu đỏ sẫm huyền khốc cùng cực khải giáp bao trùm. Hắc long hình xăm ông. Hắc quang phun trào, trên người hắn tu la khải giáp phát sinh biến hóa, bao trùm lên một tầng màu đen long văn, thêm ra rất nhiều hắc long đặc thù, mũ sắt cũng hóa thành màu đen uy phong đầu rồng hình dáng, vô hình ở giữa tiêu tán chi tức càng thêm bạo ngược hung lệ. Bạch hổ hình xăm. Ông. Sau lưng một trận bạch quang phun trào ở giữa, lại biến hóa ra 36 thanh, hẹn dài 20 cm, sắc bén vô cùng, hổ văn ngang dọc, hắn mang lưu chuyển bạch hổ phi đao, lặng lặng chìm nổi cùng hắn sau lưng, đồng đều như thế một phần của thân thể hắn. Ừm. Mỗi lần chỉ có thể sử dụng 4 loại hình xăm chi lực. Cố Trường Khanh kinh ngạc phát hiện, không cách nào đang thúc dục động cái khác hình xăm. Lúc này, tán đi sở hữu hình xăm. Thôi động đại thánh hình xăm. Oeng. Nhất thời, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nổ bốc lên, sau lưng uy phong vĩ nạn đại thánh hư ảnh hiện hiện, lực lượng cuồng bạo liên tục không ngừng tại thể nội mãnh liệt. Kỳ Lân hình xăm ông. Nhất thời, Cố Trường Khanh trên thân bao trùm lên một bộ ngọn lửa màu đen lưu chuyển kỳ lân khải giáp, lực lượng đột nhiên tăng. Lúc này thời điểm Cố Trường Khanh phát hiện, lại không cách nào thôi động cái khác hình xăm. Lúc này, tán đi kỳ lân khải giáp cùng đại thánh hư ảnh. Tử thân hình xăm ông. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Cố Trường Khanh trên thân đen nhánh tử khí tràn ngập, sau đó tử thần sáo trang che kín thân thể. Trường bào màu đen, hất lên áo choàng, mang theo tử thần mặt nạ, đỏ tươi ánh mắt lấp lóe, thể nội phun trào tử vong chi lực giống như tới từ địa ngục thâm nguyên. Khô lâu hình xăm. Ông. Trong lòng bàn tay, một thanh dài dài khô lâu lưỡi hái hiện hiện, lưu chuyển lên âm u chi tức. Thôi động bọn họ về sau, lại không cách nào vận dụng cái khác hình xăm. Cố Trường Khanh tản mất bọn họ, nếm thử thôi động La Hầu hình xăm. Phốc. Nhất thời, một miệng lao huyết phun ra, lấy hắn hiện tại nhục thân, vậy mà không cách nào thôi động nó. Cố Trường Khanh sợ hãi thán phục, không hổ là ma tổ La Hầu, cùng cái khác hình xăm, căn vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Minh thần hình xăm. Oeng. Một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nộ bạo phát, trên thân thể bao trùm một lớp bụi sắc minh xăm, lưu chuyển lên đè nén hào quang màu xám. Na cha hình xăm. Ông. Minh thần hình xăm giải thể, Cố Trường Khanh cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vậy mà biến thành ma đồng hàng thế bên trong, đã thức tỉnh Na cha bộ dáng, vừa chính vừa tà, hai chữ, rất gốc. Cố Trường Khanh biết, hắn hiện tại hình xăm đều mới nhất giai, cũng không phải là vô địch. Kiếp trước có không ít siêu văn giả tu luyện đến tiểu giai, sự đáng sợ của thực lực, đưa tay ở giữa có thể san bằng một tòa núi lớn. Tiếp đó, Cố Trường Khanh thăm dò các loại hình xăm đặc điểm.
Bạch Hổ hình xăm đơn độc thôi động, cũng là lấy khải giáp hình thức xuất hiện. Lấy Cố Trường Khanh trước mắt nhục thân cường độ, căn bản không chịu nổi tam trọng khải giáp ra thân. Hắn tu La khải giáp, Hắc Long khải giáp cường độ đều quá cao, đơn độc lôi ra tới một cái, cường độ đều so Trương Hổ song trọng khải giáp cao 6. Chương 7, đây là một cái thuộc về chúng ta thời đại. Huyết nguyệt treo trên cao, bóng đêm thâm trầm. Thành thị bên trong dị thú hành hành tàn phá bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới ở trên đường cái, đường nhỏ ở giữa, mở ra linh trí bọn họ, còn hiểu đến xông vào cư dân phòng săn giết nhân loại. Số lớn quân đội, vũ trang đầy đủ, xuất động xe tăng, máy bay chiến đấu cứu viện. Dị biến thực vật còn đang ngủ đông, linh trí của bọn nó tựa hồ càng cao. Long Giang thành phố nào đó biệt thự tiểu khu. Một tòa biệt thự sang trọng bên ngoài, một đầu dị biến tàng nga khuyển, hình thể chừng xe tải lớn nhỏ, nằm sấp ở chỗ này trấn thủ lấy đồng dạng hình thể to lớn mèo hoang chó hoang chuột chờ đi ngang qua nơi này, bởi vì đầu này tàng nga khuyển ở, cũng không dám xuống tới. A, cứu mạng a. Không, không muốn a. Xuất sinh. Nhưng này biệt thự của nó bên trong, lại là không ngừng truyền ra hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Trên bãi cỏ cao mấy mét cỏ dại, cùng khu biệt thự bên trong đại thụ che trời, đều còn không thấy quát tháo. Tàng Ngao Khuyển chấn thủ cái kia ngôi biệt thự trong đại sảnh, Lâm Thủy Giao mặc một bộ so sánh nhẹ nhàng khoan khoái váy ngủ, sắc mặt tái nhợt, cuộn rút ở trên ghế salon, một trương tinh xảo gương mặt sáng rỡ như tràn đầy tái nhợt chi sắc. Nghe phía ngoài tiếng giống, cùng sắt vách trong biệt thự những cái kia thê lương gọi tiếng, sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng bao phủ nàng. May mà chính là, nàng nuôi đầu kia Tàng Ngao Khuyển cũng dị biến, cũng không có thương tổn nàng. Vừa mới nàng gọi qua điện thoại trở về, trong gia tộc cũng loạn thành một bầy, căn bản không tâm tư xen vào nữa nàng. Giống. Chợt vào lúc này, ngoài cửa Tàng Ngao Khuyển phát ra cao nhiếp địch gào thét. Thủy Giao tỷ, ngươi ở bên trong à? Cùng lúc đó, Tô Âu Vi thanh âm truyền đến. Nghe tiếng, Lâm Thủy Giao vi vi sững sờ, ở thời điểm này, nàng sao có thể đi tới nơi này? Vội vàng nói, "Tiểu Bạch, đừng động thủ, là người một nhà." Đang khi nói chuyện, Lâm Thủy Giao đứng dậy bước nhanh đi mở cửa. Chỉ thấy nàng Tàng Ngao Khuyển, chính nghe răng trợn mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa một vị, xanh đen song sắc khải giáp che kín thân thể, theo này lồi lõm dáng người đến xem là vị nữ tử người. Tô Âu Vi gặp nàng đi ra, tán đi mũ sắt, nói, "Thủy Giao tỷ, là ta." "Ngươi, đây là?" Lâm Thủy Giao mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua nàng. Nghi hoặc trên người nàng khải giáp từ đâu mà đến? Đi vào nói. Tô Âu Vi bước nhanh về phía trước, nói, cả tòa thành thị đều loạn thành nhất đoàn, các loại động vật đều biến thành hung mãnh dị thú săn giết nhân loại. Tiểu Bạch, ngươi thật tốt canh cổng. Nói xong, nàng đóng cửa lại mang theo Tô Âu Vi đi vào. Vội vã mà hỏi, Âu Vi, ngươi cái này khải giáp từ đâu tới? Hình xăm tới. Tô Âu Vi uống một hớp nước, đem chuyện đã xảy ra cáo chi. Cái này, Cố Trường Khanh thật dự liệu được tận thế sắp tới, còn biết hình xăm có thể thức tỉnh. Nghe xong Tô Âu Vi lời nói này, Lâm Thủy Giao ngây ra như phỗng. Tô Âu Vi cười khổ, nói, thế nhưng là ta lại cô phụ hắn một mảnh hảo tâm. Nàng hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu hối hận, biết cái kia nam nhân là tính cách gì nàng cũng không tính đi tìm hắn, đi tới cũng là tự rước lấy đủ. Còn dự định hai ngày này đem trên thân hình xăm rửa đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình thật sự là ngu xuẩn. Thật hâm mộ ngươi. Lâm Thủy Giao phi thường hâm mộ nhìn lấy nàng, nói, cảm ơn ngươi lúc này thời điểm còn có thể quan tâm ta. Thủy Giao tỷ, ta đưa ngươi đi chỗ tránh nạn bên kia đi, lưu tại nơi này cũng chưa chắc an toàn. Đưa ta. Vậy còn ngươi? Nghe nàng nói đưa, Lâm Thủy Giao nghi ngờ nói, ta không mặt mũi gặp hắn. Tô Âu Vi mặt lộ vẻ đắng chát, nói, quân đội đã vào thành, ta muốn giúp bọn họ cùng một chỗ cứu viện. Nàng thật sâu minh bạch, không cách nào lại trở lại cái kia nam nhân bên người đã đem người nhà đưa đến quân đội trong tay, mới đến đây bên trong. Hắn sẽ thu lưu ta sao? Lâm Thủy Giao lại là rất lo lắng. Tô Âu Vi phân tích nói, ngươi năng lực quản lý như thế xuất chúng, hắn chỗ tránh nạn khẳng định sẽ thu một số vì hắn làm việc người, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Tốt, đi thử xem. Lâm Thủy Giao gật đầu, đi lên lầu thay quần áo. Giống. Trong bóng đêm, cả tòa Long Giang thành phố các nơi đều là các loại dị thú giống lên một tiếng, nhân loại tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết âm ầm. Máy bay chiến đấu nhóm không bao lâu xẹt qua đêm tối, tiến vào thành thị trên không về sau, mở ra radar cùng nóng thành giống khóa chặt hành hành dị thú bắn giết, cho bộ đội trên đất liền điểm hộ. Quân đội hiện tại là có thể cứu bao nhiêu người là bao nhiêu, không cách nào toàn bộ cứu tới. Vừa dị biến dị thú, rất ít có thể chống đỡ đạn. Nhưng quân đội cũng không phải không có áp lực, trong bóng tối gà đất lớn con muỗi hung tàn vô cùng, hơi không cẩn thận bị bọn họ đinh trên hút máu, đem trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Côn trùng cũng rất muốn mạng. Cả tòa thành thị, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Tây ngoại ô, chỗ tránh nạn. Nặng nghề cao ngất bên ngoài tường rào, tụ tập rất nhiều dị thú, dị chủng chờ. Tốt nhiều sát thử, số lượng này, thiếu nhìn đều có mấy ngàn số lượng, bọn họ đang đào động. Không hợp thói thường, ngày bình thường nhấc chân liền có thể giết chết sát thử, đều có thể dị biến thành lão hổ lớn như vậy. Bọn này xuất sinh, muốn đào động tiến đến, chết cười. 108 vị huynh đệ đều mặc lấy ác ma khải giáp ở đây, nhìn lấy ngoại giới tàn phá bừa bãi dị thú, không dục dịch, muốn đi ra ngoài dùng bọn họ đi thử một chút tự thân khải giáp lợi hại. Xá 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 xá. Chợt vào lúc này, một đoàn máy bay chiến đấu lớn nhỏ quạ đen của tới, thẳng đến bao trùm cả tòa chỗ tránh nạn lưới điện đánh tới đông đốt. Nhất thời điện quang vang khắp nơi, 100.000 vụn điện lực há lại bọn họ có thể tiếp nhận, vừa đụng vào đi lên liền toàn thân cứng ngắc, theo chứng xác hình dáng lưới điện trên lăn xuống. Không bao lâu, Cố Trường Khanh mang theo Trương Hổ bước nhanh tới. "Lão đại." Mọi người thấy thế, ào ào tiến lên chào hỏi. "Thế nào, đối thân này khải giáp có thể hay không hài lòng?" Cố Trường Khanh hướng bọn họ khẽ gật đầu, sau đó lấy ra điếu thuốc nhen nhóm. "Chỉ có thể nói như bức, lão đại ngài thật đúng là tiên tri a." Mọi người đánh đáy lòng thán phục, nhìn ánh mắt của hắn vô cùng sùng bái. Cố Trường Khanh khoản vừa nói, trước điểm điếu thuốc, sau đó theo ta ra ngoài,
đem tường vây giới dị thú chợt đều dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ thể nội đều ẩn chứa một khóa tinh hạch, những thứ này tinh hạch có thể trợ giúp chúng ta tu luyện, để thăng hình xăm cấp bậc. Chúng ta hình xăm còn có thể thăng cấp. Mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó ào ào bồi lao đại bọn họ đốt thuốc. Cố Trường Khanh khẽ vươn cằm, thâm trầm trong hai tròng mắt, lóe ra điên cuồng ánh sáng, đây là một cái thuộc về chúng ta thời đại. Nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tu La Long Khải ra thân, kinh khủng khí chàng, trùng kích chúng tâm thần người rung động, trên thân siêu văn dường như đều nhận cực lớn áp chế. Lão đại, người thân này khải giáp, thật là mạnh a. Trương Hổ con mắt trừng lớn, nói, ta chỉ là hai cái hình xăm, thức tỉnh lúc đều kém chút mất mạng, lúc ấy ta thật cho là mình phải chết, lại thêm một cái ta hẳn phải chết không nghi ngờ, khó trách lão đại ngươi sẽ ngăn cả ta, ngươi khác nhiều như vậy, là làm sao sống qua tới. Hắn chỉ hâm mộ, cũng không đỏ mắt. Vừa mới bất quá thức tỉnh hai cái hình xăm, đều suýt chút nữa thì tính mạng hắn. Không dám tưởng tượng, hắn sao có thể chống được loại kia, đầu cùng thân thể dường như đều muốn nổ tung trùng kích. Lúc ấy hắn cũng muốn nhiều khắc mấy cái, nhưng bị Cố Trường Khanh ngăn trở. Kỳ thực ta cũng thiếu chút treo, hoặc là Diêm Vương không thu. Trong lòng bàn tay quỷ dị ấn ký, Cố Trường Khanh không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nói. Ly. Đột nhiên vào lúc này, một đạo xuyên kim nước đá thét dài lay động tới. Hả? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu máy bay hành khách thật lớn kền kền râu, ở huyết nguyệt chiếu rọi hoành không đánh tới, ánh mắt đỏ tươi, hung khí ngập trời, xoay quanh ở lưới điện bên ngoài. Nơi này là sa mạc, sinh tồn động vật chủng loại không ít. Cắt rắn mối, sa hổ, sa thử, thỏ rừng, hoàng dương, thạch kê, chuột nhảy, ngựa hoang trở. Số lượng nhiều nhất chính là sa thử 7. Chương 8, tiếp đó là chúng ta săn giết thời khắc. Bóng đêm mênh mông, chỗ tránh nạn trên không, máy bay hành khách khoảng cách kền kền râu xoay quanh, âm lánh đỏ tươi ánh mắt, nhìn chòng chọc quan thiên đài trên Cố Trường Khanh bọn người. Cái này kền kền cực kỳ to lớn, nó muốn làm gì? Trương Hổ con ngươi híp lại, nhìn qua xoay quanh trên bầu trời đêm kền kền râu. Ly. Theo hắn dứt lời, kền kền râu lại há miệng ở giữa, theo trong miệng phun ra một đạo năng lượng trùng sáng, thẳng đến lưới điện bắn tới đụng. Trùng sáng rơi vào lưới điện trên, cũng không trong tưởng tượng bị vênh ra một cái lỗ thủng một màn, chỉ là lắc lư một cái, lông tóc không thương. Ha ha. Đây chính là trên thế giới, cường độ cao nhất hợp kim lưới điện. Hơn nữa còn an trí có giảm bất lực trang bị. Đúng lúc này, Nô Duệ cười lớn tới. Mà nó, làm ta sợ kêu to một tiếng. Trương Hổ dài thở phào, vừa mới thật sự cho rằng muốn bị vênh ra một cái độc lớn. Những thứ này dị thú, còn có thể miệng phun năng lượng. Đại đội trưởng Lâm Phong rất là kinh ngạc nói, nào sẽ chỉ nôn năng lượng, chờ chúng nó lại tiến hóa một đoạn thời gian, còn có thể thi triển ra một số cường đại thần thông. Đi kho vũ khí cầm vũ khí đi. Tiếp đó, là chúng ta săn giết thời khắc. Cố Trường Khanh vứt bỏ trong tay tàn thuốc, nhìn qua xoay quanh bên ngoài kền kền râu, cái này xuất sinh, giao cho ta. Mọi người nghe vậy, trọng trọng gật đầu, trùng trùng điệp điệp đi xuống. Lão đại, ngươi biết bay sao? Muốn không nó thì giao cho ta đi. Trương Hổ nói xong, đồng thời thôi động hắc hổ, ma vương hai cái siêu văn, chấn động một tiếng, mang cánh ma vương hổ khải chiếm hữu. Bay. Tinh thần lực không thì có thể làm được a? Cố Trường Khanh nói xong, hắc long ngũ sắt che đậy, sau đó vèo một tiếng, thẳng đến chỗ tránh nạn tòa kia nặng nghề cửa lớn bay đi. Mỗi một đạo siêu văn giác tỉnh lúc, đều đưa cho ký chủ mang đến một cổ to lớn tinh thần lực. Cố Trường Khanh 11 nói siêu văn mang tới tinh thần lực, mênh mông trình độ là rất khủng bố. Cái này cũng được. Không hổ là lão đại, ta đi trước cầm đem hợp kim ra bầu. Trương Hổ thì bay về phía vũ khí thô nhà kho, siêu văn có thể huyễn hóa ra khải giáp, nhưng cũng không có vũ khí. Trong vòng mấy cái hít thở, Cố Trường Khanh đi vào trước cửa sắt, ấn xuống chốt mở. Hồng hắc song sắc Tu La Long Khải, bên ngoài thân ngang dọc màu đen long văn, lưu chuyển lên bạo ngược chi tức. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, chỗ mi tâm huyết mâu siêu văn thức tỉnh, hóa thành một cái huyết mâu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lúc này, cửa sắt đã mở ra một đạo có thể đi ra vết nứt. Cố Trường Khanh dẫn theo huyết mâu, theo trong khe cửa đi ra. Chít chít, chít chít. Giống giống. Theo sự xuất hiện của hắn, tụ tập ở đây mấy trăm con, lão hổ kích cỡ tương đương sa thử, sa hạt, sa hổ chờ, khát máu ánh mắt hưng phấn nào ảo khóa chặt hắn, há mồm gầm thét cùng nhau tiến lên, giống như ở tranh nhau sợ sau cướp đoạt con mồi. Oeng! Trầm muộn vang lên ầm ầm, một trận đất cắt vang khắp nơi, Cố Trường Khanh bóng người biến mất tại chỗ. Phốc! Hiện thân lúc, trong tay huyết mâu đã là xuyên qua một cái to lớn sa hạt đầu, tiếp theo lực lượng kinh khủng bạo phát, sa hạt cả cái đầu nổ nát vụn. Xiêu xiêu xiêu. Phu cận mấy cái sa thử, mở cái miệng rộng vồ giết tới. Phốc phốc. Cố Trường Khanh tốc độ phi thường nhanh, thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa, huyết mâu quang mang đột nhiên lóe, vừa phốc đến phụ cận 6 cái sát thử, đầu hết thể cùng thân thể tách ra, tươi đẹp huyết dịch dài đầy một chỗ. Hắn siêu văn mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng cũng đều là xuất từ Eni ở chi thủ, lại càng là trên cái thế giới này mạnh nhất hình xăm. Bất luận cái gì một đạo thức tỉnh lúc tăng vọt tinh thần lực, cùng cái kia cổ bảng bạc lực lượng, liền có thể để cựu thành giác tỉnh giả mất mạng. Nếu không có trong lòng bàn tay màu xám ấn ký, Cố Trường Khanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống. Sau lưng, một đầu dài đến gần 2 mét sa hổ, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng đến Cố Trường Khanh đầu cắn xé đi qua. Siêu. Cố Trường Khanh một cái lưng ngang, đến từ đối phương trên không, ầm ầm một tiếng hung hăng đem nghiền bạo mặt đất. Cùng lúc đó, bên trái 6 cái sa thử bạo lướt mà đến, phát ra tiếng kêu chói tai. Phốc. Huyết mâu hành không, trên đó huyết sắc lôi đình lấp loé, quét ngang mà qua, 6 cái sa thử ào ào sụp đổ mà chết. Phân biệt rơi xuống một khoảng ngón trỏ lớn nhỏ màu ngà sữa tinh hạch. Những thứ này tinh hạch độ cứng Cố Trường Khanh hiểu rất rõ, không phải vậy sẽ không như thế tàn bạo đánh giết. Lão đại, ta tới, cái kia kền kền râu giống như muốn chạy, ngươi mau đuổi theo nó. Cố Trường Khanh liên tiếp ngược sát mấy chục cái dị thú, Trương Hổ lúc này mới dẫn theo một thanh hợp kim chiến đao xông ra. "Giao cho ngươi." Cố Trường Khanh hoành không mà lên, hướng về cái kia kền kền râu trốn chối phương hướng đuổi theo. "Oen!"
Trương Hổ dị thường hung mãnh, quanh thân hổ sát chi tức khuấy động, ma vương chi lực lưu chuyển, dẫn theo dao bầu xông vào bầy dị thú bên trong, chém dưa thái dao tàn sát lên đừng cảm thấy dị thú rất yếu, là hắn siêu văn quá mạnh. Giết. Trương Hổ vừa chém giết mấy cái dị thú, 108 vị người mặc các ma khải giáp các huynh đệ, chen chúc mà ra thêm vào đồ sát. Siêu. Hơn 2000m trên không trung, Cố Trường Khanh tốc độ kinh người, điên cuồng truy kích lấy đầu kia trốn chối kền kền dâu. Kền kền dâu quay đầu nhìn thoáng qua, theo truy sát nó tên nhân loại này trên thân, nó cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Linh trí không thấp hơn nhân loại nó liều mạng chạy, không nhắc lên được nửa chút dũng khí tới chiến đấu. Thế mà, khoảng cách bị kéo vào rất nhanh, cứ tiếp như thế không ra một phút đồng hồ đem về bị đuổi kịp. Kền kền dâu cháy bỏng liền liên trưởng rít gào, hướng phía sau há mồm ở giữa phun ra số đạo năng lượng trùng sáng, muốn nhờ vào đó ngăn cản. Có thể để nó kinh dị một màn xuất hiện, truy sát nó người loại, thế mà dễ dàng đưa tay, liền đánh tan nó phun ra năng lượng trùng sáng. Đáng chết, tên nhân loại này làm sao có thể biết bay, làm sao có thể mạnh như thế? Kền kền dâu trong lòng chửi mắng, thân thể run rẩy. Hiu, đôn đốt. Đông nhiên, kền kền dâu lông vũ bùng nổ, quay đầu nhìn lại, vai cả linh hồn đập vào mi mắt là một cái lôi đình đột nhiên lóe, cuồng bạo vô cùng huyết mâu, trong nháy mắt lướt đến phụ cận. Phốc phốc, căn bản không cho phép nó phản ứng, huyết mâu xuyên không, cũng đã hung hăng xuyên qua nó cổ. Ta không cam lòng a. Kền kền dâu thân thể to lớn rơi không, lòng tràn đầy không cam lòng, vô lực nhắm mắt lại. Huyết mâu lực lượng theo xuyên qua nó cổ nháy mắt, liền chấn vỡ nó toàn thân xương. Cố Trường Khanh lách mình đi qua, mạnh mẽ một quyền, bẻ gãy nghiền nát đánh nổ kền kền dâu thi thể. Nhất thời, máu tươi đầy trời. Một quả to bằng nắm tay trẻ con tinh hạch đập vào mi mắt. Dị biến sơ kỳ có thể có lớn như vậy tinh hạch, như cho nó một chút thời gian trưởng thành, đem là nhân loại một mối họa lớn. Cố Trường Khanh cầm xuống cái này viên tinh hạch, nói nhỏ một tiếng trở về mà quay về. Dị thú bên trong cũng có ở vừa dị biến lúc, thì phi thường cường đại lại tiềm lực vô tận dị thú đầu này kền kền dâu, liền thuộc về loại này. Bất quá hiện giai đoạn, Cố Trường Khanh là tuyệt đối vô địch tồn tại. Bất luận cái gì dị thú đụng phải hắn, tuyệt không có lực phản kháng. Trong bóng đêm, một cái hình thể là lão hổ gấp 3 khoảng cách mèo đen, trên lưng chở đi một vị nữ tử, tốc độ nhanh vô cùng, ngay tại hướng chỗ tránh nạn bên kia đi qua. Tiểu Hắc, nhanh lên nữa. Trên lưng mèo đen nữ tử, một trương tinh xảo trắng nõn mặt trứng nồng trên rất là tái nhợt, sa mạc trên trong đêm tối, giống như có vô số đạo con mắt nhìn chằm chằm nàng. Vị nữ tử này chính là Vong Hồng Đại dẫn chương trình tiểu đoàn đoàn. Có thể sống đến bây giờ là bởi vì sủng vật của nàng mèo dị biến. Nàng bây giờ, một lòng chỉ muốn tiến vào tòa kia chỗ tránh nạn, vô luận bỏ ra cái giá gì. Dưới cái nhìn của nàng, hiện tại Long Giang thành phố chỉ có tòa kia chỗ tránh nạn là an toàn. DS, cầu phiếu đề cử. Câu nguyện phiếu. Cảm kích bất kính. 8. Chương 9, sa mạc hành quân nghĩ. Viêm Long khải giáp. Huyết nguyệt treo trên cao, đêm dài như nước. Chi 100 ức chỗ tránh nạn bên ngoài, Trương Hổ chính dẫn theo hơn 100 vị huynh đệ, quét ngang tường vây dưới dị thú. Thiên địa dị biến sơ kỳ, thiếu có dị thú có thể ngăn lại được người mang khải giáp siêu văn giả. Nguy dưới tường tụ tập dị thú số lượng cực kỳ to lớn, nhất là sát thử, nói ít có hơn mấy ngàn vạn con. Các huynh đệ trên khải giáp tắm dị thú máu tươi, đều là như theo dưới vực sâu bò lên ác ma, này hung tàn trình độ so dị thú càng sâu, đều giết có chút đỏ mắt, trong tay hợp kim đao kiếm chặt máu tươi chảy ròng. Không bao lâu, Cố Trường Khanh hành không trở về thêm vào đồ sát. Hắn không thể nghi ngờ là cường đại lại không thể dung chuyển, giống như là một tôn cô máy giết chóc, mỗi phút đồng hồ chí ít có thể giết mấy chục cái dị thú. Đợi hơn nửa giờ đi qua, tường vây dưới máu nhuộm đầy đất, phóng tầm mắt nhìn tới đều là dị thú không được đầy đủ tàn khuyết thi thể đồ giết sạch về sau, mọi người bắt đầu thu thập mặt đất, cùng dị thú thể nội tinh hạch. Lão đại, quá sung sướng a. Chỗ tránh nạn duy nhất ra vào nặng nghề ngoài cửa sắt, Trương Hổ dẫn theo nhỏ máu hợp kim chiến đao trở về, trên khải giáp cũng dính đầy dị thú huyết dịch, tựa hồ còn giết không quá đã nghiền. Cố Trường Khanh nhìn qua nơi xa, nhưng lại không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lão đại, thế nào? Trương Hổ gặp hắn không nói nói, nghi ngờ dò hỏi, lấy thực lực của chúng ta, chẳng lẽ có cái gì làm cho chúng ta cảm thấy kiêng kỵ? Cố Trường Khanh thu hồi ánh mắt, nhạt nói, sa mạc hành quân nghĩ, uy hiếp ngược lại là không tính là. Ách, đây không phải Hắc Châu bên kia sản phẩm sao? Trương Hổ nghe vậy, rất là nghi hoặc, chúng ta Long Quốc cảnh nội, gần như không thể gặp. Ngươi đừng quên, nơi này từng là một tòa ngục giam, thế kỷ trước vì phòng ngừa đạo phạm vượt ngục đi ra, theo Hắc Châu đưa vào một nhóm, bồi dưỡng ở cái này mảnh sa mạc phía trên trấn nhiếp những cái kia tội phạm, tuy nhiên đã đi qua gần một thế kỷ, nhưng chúng nó còn có tồn tại hay không, cũng không tốt nói, nơi này mùi máu tươi như thế nồng đậm, nói không chừng sẽ đem chi hấp dẫn mà đến. Cố Trường Khanh khoản vừa nói, lấy phòng ngừa vạn nhất, để các huynh đệ mau chóng thu thập hết kim dị thú tinh hạch, nếu thật có sa mạc hành quân nghị xuất hiện, đối với chúng ta mà nói chỗ tốt lớn qua chỗ xấu. Ở kiếp trước hắn liền nghe nói bên này, thiên địa dị biến mấy tháng về sau, có sa mạc hành quân nghị ẩn hiện, lại số lượng cực kỳ to lớn, quân đội biết được chuyện thứ nhất, lập tức sai phái ra mấy ngàn giá máy bay chiến đấu, hỏa lực bao trùm cái này mảnh sa mạc. Cố Trường Khanh biết rõ có sa mạc hành quân nghị, còn đem chỗ tránh nạn kiến tạo ở đây. Mục đích rất đơn giản, chầm chậm giết chi lấy tinh hạch, nhanh chóng quật khởi. Số lượng tuy nhiều, nhưng bây giờ mà nói, đối tòa này chỗ tránh nạn không tạo được uy hiếp. Hắc hắc. Xác thực chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu, lấy thực lực của chúng ta, mặc dù không cách nào duy nhất một lần tiêu diệt bọn họ, nhưng cũng chầm chậm giải quyết, lấy này tinh hạch, trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Trương Hổ nghe xong hắc cười một tiếng, nghĩ lại ở giữa cũng nhìn thấy lợi ích khổng lồ. Nói xong, hắn lách mình rời đi, giao thay các huynh đệ mau chóng thu thập hết tinh hạch. Cố Trường Khanh thật sâu minh bạch, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Trong thành thị dị thú dễ dàng giải quyết, nhưng sơn lâm dã ngoại bên trong dị thú cũng rất khó giải quyết. Uy hiếp lớn nhất người, không ai qua được chiếm cứ viên tinh cầu này 71% hải vực, đến lúc đó lấy ước vạn vạn tính hải quái bò lên trên lục địa, đó mới là nhân loại chân chính tuyệt vọng thời khắc. Kiếp trước, sở hữu ven biển thành thị
đều bị hải thú phá hủy, số lượng khổng lồ không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, trong thời gian ngắn nhất của thời, chúng các huynh đệ đạt được Trương Hổ thông báo về sau, đều lấy tốc độ nhanh nhất thu thập tinh hạch. Hẹn hơn 10 phút tả hữu, mỗi người trong tay đều dẫn theo mấy cái bao tải to con tinh hạch tụ tập ở ngoài cửa lớn. Số lượng còn không tới kịp khâm điểm. Lão đại, thu hoạch lớn a. Thật sự có sa mạc hành quân nghĩ sao? Chúng ta còn muốn đi ra ngoài săn giết. Trương Phong cười tiến lên, nghi ngờ dò hỏi. Cố Trường Khanh nhặt nói, nơi đây mùi máu tươi như thế nồng đậm, tối nay về sau nếu không thấy chúng nó đến, như vậy hẳn là không có. Đi về trước, luyện hóa một số tinh hạch. Nói xong, chỉ huy mọi người hồi chỗ tránh nạn. Meo. Giống. Có thể vừa mới quay người, không phương xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo meo giống. Hả? Nghe tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt, một cái hình thể to lớn mèo đen, chính lấy mỗi giây hơn 10 mét tốc độ quần quật mà tới. Này trên lưng, tựa hồ còn có một vị nữ tử. Mấy cái trong chớp mắt, liền đã là đi vào mọi người phụ cận. Nha, đây không phải Đại Vong Hồng tiểu đoàn đoàn sao? Trương Hổ liếc một chút liền nhận ra trên lưng mèo đen nữ tử, trêu chọc nói, đây là mèo của ngươi nuôi. Hô. Nhìn thấy bọn họ, cầm chặt lấy trên lưng mèo đen lông tiểu đoàn đoàn, một khỏa căng cứng chi tâm mới trầm tĩnh lại, thở phào một hơi, cắn đôi môi, tội nghiệp mà nói, các đại ca có thể hay không để cho ta tiến vào chỗ tránh nạn? Yên tâm, ta sẽ không ở không, làm việc lặt vặt quét dắt những thứ này ta đều có thể làm, chỉ cầu các ngươi có thể thu lưu. Nhìn lấy bọn hắn đều người mặc huyễn khốc khải giáp, cùng mặt đất mảng lớn dị thú thi thể, trong nội tâm nàng rất là nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là hỏi cái này chút, thời điểm ánh mắt của nàng rơi vào Cố Trường Khanh trên thân. Cảm thấy hắn hẳn là Long Giang thành phố thủ phủ, tòa này chỗ tránh nạn chủ nhân Cố Trường Khanh. Cái kia thân sống thượng vị khí chất, hiển nhiên một vị bá đạo tổng giám đốc. Nhỏ xíu đánh giá hắn, tiểu đoàn đoàn phát hiện, nam nhân này thật vô cùng có mị lực. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, ta chỗ này không dưỡng người không phận sự. Cố Trường Khanh đối nàng cái kia thấp thái độ rất hài lòng, phàm là nàng dám thể hiện ra nửa điểm cái gọi là ngạo khí, nàng tuyệt sẽ không nhìn nhiều nữ nhân này liếc một chút. Nhất định, Cố đại ca để cho ta hướng đông, tuyệt đối sẽ không hướng tây. Được nghe hắn đáp ứng, tiểu đoàn đoàn một khoảng nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống, đi theo bọn họ tiến vào chỗ tránh nạn. Rời đi Long Giang thành phố, tiến về tây giao chỗ tránh nạn đầu kia trên quốc lộ. Một đầu xe tải lớn tàng ngao khuyển, chính nhanh như điện chớp chạy nhanh. Trên lưng có hai nữ nhân, chính là Lâm Thủy Giao cùng Tô Âu Vi. Siêu. Nhưng, đúng lúc này, một nói bóng người màu đỏ, so tàng ngao khuyển tốc độ còn nhanh hơn, cản ở trước mặt bọn họ. Giống. Tàng ngao khuyển gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, hướng đạo nhân ảnh kia đánh tới. Thế nhưng là cái sau tốc độ cực nhanh, một chút một cái lướt ngang liền né nhanh qua đi, lớn tiếng nói, "Tỷ tỷ, là ta Lâm Thần a. Thông qua điện thoại di động định vị, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi." Lóe qua tàng ngao khuyển đánh giết bóng người, tán đi mũ sắt. Ừm. Vừa bị hù dọa Lâm Thủy Giao chăm chú nhìn lại, trên mặt lập tức thì lộ ra nét mừng. Chỉ thấy đó là một vị ăn mặc Viêm Long Khải Giáp, tướng mạo có chút anh tuấn, nhìn như 18-19 tuổi nam tử. "Ngươi đây là?" "Viêm Long Khải Giáp." Tô Hấu Vi kinh ngạc nhìn hắn, khó có thể tin lại có thể có người sẽ ở trên người khắc họa khải giáp dũng sĩ bên trong khải giáp hình xăm. "Quá chủ Uni Bi Udi." Nghe tiếng, Lâm Thần ngược lại nhìn về phía nàng, nhìn nó trên thân khải giáp, biết nàng cũng là hình xăm giáp tỉnh giả, thấp giọng cười nói, "Ta còn có cái đế hoàng khải giáp, tỷ, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" "Đi tây giao chỗ tránh nạn, đệ đệ ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta cùng đi." Nhìn thấy thân đệ đệ cũng có khải giáp, Lâm Thủy Giao chỉ cảm thấy cảm giác an toàn mười phần. Lâm Thần đối tòa kia chỗ tránh nạn rất là khinh thường nói, "Đi cái kia chỗ tránh nạn cũng chưa chắc an toàn, theo quân đội đi mới là lựa chọn chính xác, có ta ở đây tuyệt sẽ không để cho tỷ tỷ nhận nửa điểm thương tổn." Tô Hấu Vi đồng ý nói, "Thủy Giao tỷ, ta cảm thấy đệ đệ ngươi nói không sai, theo quân đội đi sẽ tốt đi một chút." Lâm Thủy Giao nghĩ nghĩ, nói, "Cái này, vậy được rồi, chúng ta không đi." 9. Chương 10, hành quân nghĩ, trùng trùng điệp điệp bức kích. Tây giao sa mạc, kỳ thực đều bị xanh sạch hóa hơn phân nửa. Theo thiên địa dị biến, sở hữu thực vật điên cùng sinh trưởng, đã không giống như là sa mạc bộ dáng, nhưng vẫn là có rất nhiều nơi cắt vàng cuồn cuộn. Một phương trên đồi núi, lúc này thông qua huyết nguyệt chiếu xuống qua mang, mơ hồ có thể thấy được lít nha lít nhít, chó con kích cỡ tương đương con kiến bao trùm tòa này cuồn cắt bao phủ mà qua. Chỗ đi phương hướng, tựa hồ chỗ tránh nạn bên kia. Lưới điện bao trùm, cao tới 600-700 mét chỗ tránh nạn bên trong, đèn đuốc sáng chói. Ngoại lai điện lực sớm đã gây mất, hiện tại dùng chính là chỗ tránh nạn bên trong, năng lượng mặt trời điện tấm điện lực ở vừa mới săn giết bên trong, tổng cộng thu được 21,321 viên tinh hạch. Cố Trường Khanh cầm 5000 viên, còn lại giao cho bọn hắn phân phối. Phân phối còn về sau, đều mỗi người hồi đi tu luyện. Thông qua tinh thần lực, liền có thể hấp thu tinh hạch bên trong thuần túy chi lực. Trung ương biệt thự, trong đại sảnh. Người ngoại trừ trực tiếp, còn biết cái gì? Cố Trường Khanh đã tán đi khải giáp, đang ngồi dựa vào ở trên ghế salon vểnh lên chân dài, lạnh lùng rất to, cực hạn hoàn mỹ trên gương mặt, ngậm lấy mấy phần vẻ đăm chiêu, nhìn qua trước người đứng vững tiểu đoàn đoàn. Nói thật, Cố Trường Khanh đối những cái được gọi là dẫn chương trình cũng không hào cảm gì. Phần lớn là internet ăn xin rác rưởi. Đương nhiên, những cái kia rất có thực lực trò chơi dẫn chương trình loại ngoại lệ. Cho nên là phần lớn cũng không phải là sở hữu. Tiểu đoàn đoàn nghe hắn như thế nhục nhã chính mình, không khỏi cảm thấy rất bị khuất, nhẹ nhàng cắn đôi môi nhìn về phía hắn, thấp giọng nói ra, "Ta đều có thể học tập." Nàng thân ăn mặc rất đơn giản, một đầu màu lam bao mông ngắn của jean, phối hợp một bộ màu trắng lộ cái rốn ngắn tay thương cảm. Khoảng 1m6 nàng cũng không cao, nhưng dáng người lại thật là tốt, thẳng tắp đỉnh cao quy mô quá lớn, thuộc về hơi mập loại hình. Cái kia vịnh cao mật đỏ mông, không biết bao nhiêu nhìn qua nàng trực tiếp nam nhân đều từng huyễn tưởng qua, sau, mượt mà trắng non hai chân vừa đúng, không hiện thô to cũng không có rất nhỏ, nhìn lấy rất có nhu cảm. Tinh xảo mặt trứng ngỗng trắng loan trong suốt, như ngọc thạch đen mắt to, giờ phút này có chút ủy khuất chi sắc.
Cố Trường Khanh nhặt nói, được rồi, đừng a. Nghe được lời ấy, Tiểu Đoàn Đoàn run lên trong lòng, giọng nghẹn ngào lấy tiến lên quỳ gối Cố Trường Khanh trước người, ôm lấy nàng đùi, đầy nước mắt rưng rưng, tội nghiệp mà nói, cục thế khẳng định sẽ ổn định lại, đến lúc đó ta mở trực tiếp cho ngươi kiếm tiền, tất cả tiền đều cho ngươi, có được hay không? Cố Trường Khanh đối nàng lau mắt mà nhìn, nhặt nói, ngươi ngược lại là nhìn lâu dài, hiện tại mặc dù loạn, nhưng cục thế không có mấy tháng liền sẽ ổn định lại, đến lúc đó các ngươi trực tiếp ngành nghề vẫn như cũ hòa nhiệt. Thiếu gia, muốn không? Liên để nàng lưu lại đi. Lúc này, đứng ở bên cạnh nhìn Vô Dung, không đành lòng thấp giọng nói ra. Trên người nàng còn ăn mặc váy ngủ, đem nở nang bay bổng sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Ừm, nàng thì giao cho ngươi. Cố Trường Khanh bung ra nắm bắt Tiểu Đoàn Đoàn cái cầm tay, theo về sau đứng dậy đi lên lầu. Cảm ơn lão bản. Tiểu Đoàn Đoàn liên tục không ngừng cảm tạ, tâm thần bất định hoảng sợ tâm cuối cùng an tĩnh lại. Vương Dung tiến lên an ủi, nha đầu, về sau không muốn chơi bời lêu lổng, mỗi ngày quét dọn một chút biệt thự vệ sinh chờ, không phải vậy thiếu gia có thể sẽ đem ngươi vênh ra ngoài. Cảm ơn a di, ta biết. Tiểu Đoàn Đoàn không được hướng nàng cảm tạ. Biệt thự 3 tầng, Cố Trường Khanh trong phòng ngủ. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đôi trong lòng bàn tay phân biệt nắm 5 cái tinh hạch, vận chuyển tinh thần lực hấp thu luyện hóa bọn họ. Từng tia từng sợi như năng lượng màu trắng nhập thể, đầu tiên là du tẩu một lần nhục thân xương cốt tế bào, sau đó liền sẽ bị 11 đạo hình xăm phân biệt nuốt mất. Hiện tại đã là hơn 3 giờ sáng. Trong tu luyện thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt bình minh tờ mở sáng, đêm tối như thủy triều thối lui. Nhưng bầu trời lại âm u đầy tử khí, nặng nề màu xám khói như sương mù bao phủ. Kinh đô, hội trường đại sảnh bên ngoài, ba đầu cao mấy chục mét quốc bảo gấu trúc trấn thủ, cùng võ trang đầy đủ quân đội xe tăng. Những thứ này trong vườn thú gấu trúc, vốn có 6-7 tuổi quy bọn họ, dị biến về sau quy đã có thể cùng nhân loại sánh vai. Lại đều biết mình là quốc bảo, một mực bị ăn ngon uống sướng dưỡng, hiện tại quốc gia gặp nạn, há có thể không rút. Hiện giai đoạn, bọn họ tuyệt đối là dị thú bên trong trần nhà. Tam giác bàn hội nghị bên cạnh, ba người ngồi đối diện nhau, đây là ba vị 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân, khuôn mặt cương nghị uy nghiêm, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn qua trên bàn hình chiếu màn sáng bên trong rách nát cảnh tượng. Quân bộ Long Chiến Quốc trầm giọng nói ra, cuộc dị biến này tới quá đột nhiên, đánh chúng ta trở tay không kịp, nghe nói giữa tháng 4 Long Giang thành phố thủ phủ Cố Trường Khanh, chi 100 ức sớm chế tạo một tòa đại hình chỗ tránh nạn, chẳng lẽ hắn có thể báo trước tương lai. Tài bộ Hiên Viên Vương Thụy gật đầu, nói, không tệ, lúc ấy đều không coi ra gì. Hắn đến cùng là có thể báo trước tương lai, vẫn là trùng hợp đụng tới. Chính bộ Hoàng Mạnh Quốc nói, các ngươi tin tưởng dưới gầm trời này, cầm giữ có trùng hợp như thế sự tình. Cố Trường Khanh kẻ này, không đơn giản. Nói, hắn ở màn hình giả lập trên hoạt động vài cái, đem vệ tinh video hoán đổi đến chỗ tránh nạn bên kia. T. Đó là làm thấy bên kia cảnh tượng, đang ngồi ba vị, không không hít một hơi lanh khí đập vào mi mắt chi cảnh, là vô biên vô tận hành quân nghĩ, đều là có trưởng thành chó săn giống như hình thể, đen nghịt vây quanh cả tòa chỗ tránh nạn, cũng điên cuồng hướng trên tường vây leo đi. Nhưng làm tiến vào cao hơn 10 mét độ lúc, đều bị có điện thép tấm điện giật đến gì rào rơi xuống. Long Giang thành phố Tây Giao sa mạc, có hành quân nghĩ ẩn hiện. Muốn hay không điều động máy bay chiến đấu đi qua hoành tạc, rút một tay cái kia Cố Trường Khanh. Hắn biết đến có lẽ rất nhiều, nếu như vậy chết mất, được trả bằng mất. Xem trước một chút Cố Trường Khanh có hay không phương pháp giải quyết, nếu như không có lại phái máy bay chiến đấu đi qua. Ba vị người nói chuyện đều là ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt màn sáng. Quân bộ Long Chiến Quốc nói, trước tiên đem vệ tinh internet mở, đến lúc đó tốt liên hệ Cố Trường Khanh. Ừm. Kém chút bị tình cảnh này cả kinh quên đi. 10. Chương 11, chuẩn bị mở ra trực tiếp, bại lộ Long Quốc định hải thần châm. Long Giang thành phố, tổng cộng có 6 cái lòng đất chỗ tránh nạn, mỗi cái đều có thể dung nạp hơn 10 vạn người. Tại không thiếu siêu văn giả trợ giúp cứu viện phía dưới, quân đội ở cái này một buổi tối, cứu được gần 400.000 người tiến về chỗ tránh nạn ầm ầm. Cốc cốc cốc. Long Giang thành phố, rồng huyện khu nơi nào đó, mấy trăm vị quân nhân vũ trang đầy đủ, mở ra 10 chiếc xe tăng, hơn 10 chiếc có thể dung nạp hơn 100 người xe buýt và mấy chiếc quân dụng xe dịp, vừa cứu viện hết này khu người sống sót phá vây. Trên không trung, có Long Quốc tân tiến nhất máy bay chiến đấu yểm hộ. Hiện tại trên xe bus, cơ hồ đều ngồi đầy đầy dây sợ hãi đám người. Chít 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 chít. Tàn phá bừa bãi ở trong cư xá, so mánh hổ còn to lớn chuột, không sợ chết đánh thẳng vào quân đội trận hình. Tuy là hỏa lực bao trùm, đều có chút thanh lý không đến. Thương pháo thanh, chuột kêu tiếng bên tai không dứt. Những xúc sinh này, thật nhiều a. Lâm Thần nắm lấy Viêm Long đao, cùng Tô Ấu Vi cũng ở nơi đây, giúp đỡ đánh giết những cái kia vọt tới phụ cận tới chuột. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có hơn 10 vị siêu năng giả tương trợ, nhưng trong đó chỉ có một vị là khải giáp siêu văn, còn lại đều là tăng cường tự thân lực lượng siêu văn. Tại bọn họ tương trợ dưới, không đến một giờ, liền giết ra đến hàng vạn mà tính chuột vây quanh. Bọn họ tựa hồ cũng không biết, dị thú bên trong có một khóa tinh hạch, có thể cung cấp siêu văn giả hấp thu. Đều không quản những dị thú kia thi thể. Giết ra đàn chuột vòng đây, Lâm Thần cùng Tô Ấu Vi ngồi chung một chiếc xe dịp. Ấu Vi tỷ, ngươi thân này khải giáp có thể a? Xăm chính là cái gì hình xăm? Lâm Thần cười nói, về sau chúng ta có thể tổ đội đi săn giết dị thú, hai chúng ta liên thủ, không có gì không làm thành. Tốt lắm, ngươi đừng kéo ta chân sau là được. Tô Ấu Vi nhẹ giọng cười một tiếng, cùng hắn ở chung rất dễ chịu, đồng dạng có cùng hắn tổ đội ý nghĩ. Lâm Thần rất là kiêu ngạo nói, làm sao có thể kéo ngươi chân sau, ta thế nhưng là còn có một cái đế hoàng khải giáp. Hắn là một cái chân chính khải giáp mê, bởi vì rất ưa thích Viêm Long cùng đế hoàng khải giáp, sau lưng xăm lên đế hoàng khải giáp, trước ngực xăm lên Viêm Long khải giáp. Tuyệt đối không nghĩ đến, lại sẽ có hình xăm thức tỉnh một ngày này. Lúc ấy hắn sống qua thức tỉnh lúc thống khổ sau tỉnh lại, hưng phấn khó có thể nói nên lời. Thầy giao chỗ tránh nạn, so tường thành còn cao quan thiên đài trên. Trương Hổ cùng 108 vị các huynh đệ đều là tập trung vào đó, nhìn qua bên ngoài tường rào đen nghị thành quân nghĩ, đều là cảm giác tê cả da đầu. Nô Duệ cao mày nói,
Tiếp tục như vậy, tiêu hao điện lực thực tế quá lớn. Trương Hổ trấn định nói, đừng hoảng hốt, 3-40 vạn tấn dầu mỏ, 5-6 vạn thời đại hình máy phát điện, tăng thêm phát điện máy xay gió, năng lượng mặt trời điện tấm, chỉ cần có thể đứng vững nửa tháng, chúng ta liền có thể dọn dẹp sạch sẽ những thứ này sâu kiến, chỉ có bọn họ đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Chỗ tránh nạn bên trong đều là tân tiến nhất năng lượng mặt trời điện tấm, chỉ cần có ánh nắng liền có thể chứa được lượng điện, không cần hừng hực mặt trời chiếu xạ. Triệu Phong cũng không có chút nào lo lắng nói, trang diện này nhìn lấy cũng là người ta tê cả da đầu, nhưng sâu kiến chúng quy là sâu kiến, chúng ta giết, còn không phải một trường giết chóc. Toàn thể cửa tập kết, những thứ này sâu kiến sắp thành chúng ta quật khởi chất dinh dưỡng. Lúc này, phát thanh bên trong vang lên Cố Trường Khanh thâm trầm thanh âm. Đi. Trương Hổ nghe tiếng, bắt chuyện mọi người đi xuống. Cái này, có internet. Trung ương biệt thự trong đại sảnh, vừa làm xong tiểu đoàn đoàn Triệu Ngọc Đình, chợt phát hiện điện thoại di động vậy mà xuất hiện internet, đồng thời còn có thể nối mạng. Cái này khiến nàng vô cùng kinh hỉ cùng chấn kinh. Lúc này, một thân hắc sắc tây trang Cố Trường Khanh bước nhanh từ trên lầu đi xuống. Triệu Ngọc Đình thấy thế, cười tiến lên phía trước nói, "Lão bản, đột nhiên có internet." Vừa vặn, đi quan thiên đài chuẩn bị một trận trực tiếp, cái khác bình đài cần phải đều tê liệt, nhưng Long Vong bình đài có thể dùng. Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói, tới sượt qua người. Hắn muốn để thế nhân nhìn xem, cái gì gọi là trên thế giới này, tuyệt đối an toàn chỗ tránh nạn đến mức cây to đón gió loại hình, đều là chê cởi đạn hạt nhân phía dưới, hắn vô địch. Ngoài ra, hắn không tin nhân loại sẽ hướng hắn ném đạn hạt nhân. Nhưng dù cho con ra, hắn cũng có thể ở đạn hạt nhân trước khi rơi xuống đất, thôi động Bạch Hổ phi đao, ở mấy ngàn mét trên không trung phá hủy. Được rồi lão bản, liền chờ ngài đại triển thần uy. Triệu Ngọc Đình cười đáp ứng một tiếng, sau đó lên lầu thay quần áo. Trên người bây giờ mặc là một kiện váy ngủ, rãnh sâu hoắm mắt trần có thể thấy, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nàng ở Long Vong trên cũng có một cái mấy triệu fan tài khoản, cũng không biết fan đều đã chết bao nhiêu, còn có thể có bao nhiêu người nhìn. Hiện giai đoạn, các tỉnh các thành phố đều cứu viện mấy trăm ngàn người tiến vào chỗ tránh nạn, đến lúc đó nhìn trực tiếp người hẳn là sẽ có, nhưng cũng có thể không nhiều. Tối cao hội trường, những người kia đều mặc lấy siêu văn khải giáp, lại có hơn 100 vị thực truy, cái kia Cố Trường Khanh khẳng định biết cuộc dị biến này nội tình. Đã như vậy, hắn vì sao không nói trước cùng chúng ta nói, như thế cũng không đến mức như vậy bị động. Cho dù hắn nói, lúc ấy chúng ta có tin hay không? Cái này, xác thực. Vệ tinh bắt trở về hình ảnh, chính là chỗ tránh nạn trước cổng chính. Trương Hổ mang theo mọi người đã tập kết ở đây, đồng thời đều bao trùm lên siêu văn khải giáp. Nhìn lấy trước mắt một màn, ba vị này không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Cuối cùng dám chắc chắn, Cố Trường Khanh biết được nội tình. Chính bộ người nói chuyện Hiên Viên Vương Thụy nói, bọn họ tựa hồ muốn đi ra ngoài thanh lý những cái kia hành quân nghĩ, chúng ta muốn hay không mở một trận trực tiếp, nếu là bọn họ đều là thực lực mạnh mẽ, có thể mượn này ổn định một phen mọi người hoảng sợ tâm tình tuyệt vọng. Có thể thực hiện, bàn giao đi xuống đi. Long Chiến Quốc cùng Hoàng Mạnh Quốc gật đầu. Ừm. Đi tới vị này, hẳn là Cố Trường Khanh a. Lúc này, bọn họ nhìn đến có một vị vô luận bề ngoài hoặc khí chất, đều là hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ nam tử, đi hướng đám kia người mặc các ma khải giáp siêu văn giả. Đương nhiên, bọn họ ánh mắt khẽ động, thốt ra, đây là Tử Thần. Chỉ thấy trong màn hình, tại cái kia nhóm siêu văn giả tiến lên nên đó lúc, vị kia hướng bọn họ đi đến nam tử, trong nháy mắt xuyên qua Tử Thần sáo trang, tay cầm khô lâu lơi hái, trên thân kinh khủng tử vong khói đen mờ mịt. Thật hiếu kỳ trên người hắn, đến cùng đều có khắc nào hình xăm. Hiên Viên Vương Thụy rất là hiếu kỳ nói, chắc chắn sẽ không thiếu, lại đều chiến lược vô song, nếu có thể đem hắn mời chào tới, chúng ta Long Quốc có thể rất nhanh ở trận này hài biến bên trong ổn định cục diện. Hoàng Mạnh Quốc mặt mũi tràn đầy lửa nóng nói, quả thật làm cho người cảm thấy hiếu kỳ, chúng ta trước nhìn hắn thực lực như thế nào, cũng không yếu. Hy vọng hắn có thể trở thành chúng ta Long Quốc định hải thần châm. Ba vị đối Cố Trường Khanh đều là ký thác kỳ vọng, rất hy vọng hắn có thể chỉ huy Long Quốc đi ra tầng này mù mịt 11. Chương 12, Quan Phương trực tiếp, Nghị Vương hiện thân. Long Giang thành phố, số 3 lòng đất chỗ tránh nạn. Có thể dung nạp mấy trăm ngàn người cự đại không gian, phân biệt là 10 cái khu vực. Mỗi cái khu vực bên trong đều là trưng bày hơn 1 vạn trương tam tầng khung sắt giường chiếu, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít tất cả đều là người. Có 10 cái đại hình nhà bếp, phòng tắm chờ, điện lực nơi phát ra là quan phương lòng đất lưới điện, trước mắt còn chưa bị phá hư. Siêu văn giả, ở chỗ này cũng có độc lập gian phòng, nhà bếp, phòng tắm chờ, đây chính là khác biệt đãi ngộ. Tại bất luận cái gì thời đại, đều không có công bình có thể nói. Nơi này cất giữ vật tư, chỉ đủ nhiều người như vậy ăn chừng 10 ngày. Nơi đây bầu không khí rất là áp lực, sống sót sau tai nạn những người may mắn còn sống sót, đối tương lai cảm thấy mê mang, đối mất đi thân nhân cảm thấy sâu sắc. Ngoại giới bầu trời bao phủ lên vẻ lo lắng, trong lòng bọn họ chưa từng không phải. Theo vệ tinh internet mở ra, điện thoại di động còn mang ở trên người người sống sót, đều ở rồng trên võng, soát lấy chàng tai nạn này có quan hệ tin tức. Quan phương thông báo, đơn giản là một số lời an ủi ông. Nhưng vào lúc này, quan phương phòng trực tiếp bỗng nhiên mở ra, cũng toàn màn hình nhảy ra, điểm kích liền có thể vào đến phòng trực tiếp bên trong. Mau nhìn, quan phương mở trực tiếp. Thật sao? Là muốn công bố cái gì không? Đột nhiên, chỗ tránh nạn bên trong vang lên một trận âm thanh ồn ào, không có điện thoại di động người sống sót, ào ào dựa sát vào hướng những cái kia có điện thoại di động ông. Nhưng vào lúc này, chỗ tránh nạn bên trong treo những cái kia lớn màn hình TV ào ào sáng lên, phát ra hình ảnh chính là quan phương phòng trực tiếp, Cố Trường Khanh chỗ tránh nạn bên kia cảnh tượng. Chỗ tránh nạn bên trong những người may mắn còn sống sót thấy thế, ánh mắt ào ào rơi vào gần nhất trên TV ngoại tảo, tốt nhiều con kiến. Trên màn hình đập vào mi mắt, là dày đặc đến để người ra đầu tê dại cự con kiến lớn, nước chảy không lọt vây quanh một tòa đại hình chỗ tránh nạn tường cao đúng lúc này. Hình ảnh hoán đổi đến chỗ tránh nạn bên trong, trước cổng chính đám kia ăn mặc siêu văn khải giáp siêu văn giả trên thân. Những người này đều là siêu văn giả sao? Đều mặc lấy siêu văn khải giáp, không phải siêu văn giả là ai?
Xem bọn hắn chiến trận, là muốn cùng bên ngoài những cái kia dị biến con kiến chiến đấu. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình đám người kia. Chỗ tránh nạn trước cổng chính. Lão đại, mọi người tiến lên, Ma quyền sát trưởng. Cố Trường Khanh tử thần siêu văn, Khô Lâu siêu văn chiếm hữu, hắn hiện tại giống như tới từ địa ngục tử thần, trên thân tán phát khí tức, để tất cả mọi người cảm thấy rất ngột ngạt cùng không thoải mái. Cố Trường Khanh khàn khàn trầm thấp, thật như tử thần giống như thanh âm, theo giữ tận dưới mặt nạ truyền ra, "Nô Duệ, ngươi mang 50 người thu thập tinh hạch, những người còn lại một mực giết." "Được rồi lão đại." An Mặc Giao Long Khải giáp Nô Duệ gật đầu, sau đó khâm điểm ra 50 cái huynh đệ đợi phân đội hoàn tất, Cố Trường Khanh nhấn dưới mở cửa cái nút ầm ầm. Nặng nghề cửa sắt ù ù mở ra. Cố Trường Khanh một người đứng ở cửa sắt phụ cận, những người còn lại đều ở phía sau hắn xem chừng lấy. Làm cửa sắt mở ra làm cho hành quân nghĩ tiến đến khe hở lúc, cái sau số lớn mọc đầy cả tòa cửa sắt nối đuôi nhau mà vào. Cố Trường Khanh gánh lấy Khô Lâu lười hái, lặng lặng nhìn qua cái kia lấy ngàn mà tính bữa tiệc cuốn vào hành quân nghĩ, từng cái hình thể có thể so với trưởng thành chó săn. Làm cửa mở đến 1/3, đã có vô số con kiến bao phủ đến dưới chân hắn 7 bước có hơn. Cả nước chính đang quan sát trực tiếp người sống sót, giờ phút này cũng không khỏi đến ngừng thở. Oeng. Sau một khắc, Cố Trường Khanh động. Giống như hắc vụ giống như tử vong chi lực, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, trong tay Khô Lâu lười hái ô quang đột nhiên lóe, đột nhiên hướng phía trước quét ngang qua ầm ầm. Nhất thời, một đạo dài đến mấy chục mét tử vong thất liền hiện, như là quần quật như sóng biển cuồn quét đi qua ầm. Ầm. Phanh. Trong chớp mắt, sở hữu nối đuôi nhau mà vào hành quân nghĩ, nói ít cũng có hơn ngàn số lượng, đều là bị quét ngang bạo thể mà chết, rơi là tả trên đất màu ngà sữa tinh hạch. Giết. Đem tiến đến hành quân nghĩ dọn dẹp sạch sẽ, Cố Trường Khanh khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó ầm vang một tiếng dẫn đầu sông giết ra ngoài. Vừa rồi rời khỏi cửa lớn, liền gặp vô số hạt màu đen hành quân nghĩ, giống như là làn sóng giống như bao trùm mà đến. Phanh. Cố Trường Khanh hung hăng một chân trà đạp ở trên mặt đất, nương theo lấy oanh minh thanh âm vang vọng, một cỗ cuồng bạo cùng cực tử vong khói như sương mù từ lòng đất dâng lên, cuồn cuộn hướng về phía trước dập dờn quét tới. Phàm là tiếp xúc tử vong khói như sương mù hành quân nghĩ, đều là không thể thừa nhận bạo thể mà chết. Tử thần siêu văn cùng Khô Lâu siêu văn là thích hợp nhất tàn sát cùng đánh quân chiến. Giết. Cùng lúc đó, Trương Hổ cùng Triệu Phong mang theo hơn 50 vị huynh đệ giết ra, tứ tán ra các giết một mới. Nô Duệ thì là mang theo hắn người theo sát phía sau, bọn họ mục đích chủ yếu là thu thập tinh hạch. Bởi vì hành quân nghĩ số lượng thực tế quá nhiều, không cách nào đem duy nhất một lần giết sạch đến mức có thể hay không đánh lui, ai cũng không rõ ràng. Theo lấy bọn hắn đi ra, lưu thủ người đóng lại cửa sắt. Một trận đối dị thú triển khai đại đồ sát như vậy mở màn. Trương Hổ tay cầm hợp kim trường đao, ở vô cùng vô tận đàn kiến bên trong, mỗi giây cơ hồ đều có thể chém giết mấy cái. Dù cho có hành quân nghĩ có thể đến gần leo đến trên người hắn, đừng nói đối với hắn tạo thành thương tổn, liền tại trên khải giáp lưu lại một đạo dấu vết đều làm không được. Vâng. Cố Trường Khanh mới là mạnh nhất một vị, trong tay Khô Lâu lười hái vung vẩy ở giữa, tử vong khói như sương mù nở rộ, bao trùm mảng lớn một khu vực lớn, phàm là bị liên lụy hành quân nghĩ, đều không ngoại lệ hết thảy bạo thể mà chết, để lại đầy mặt đất tinh hạch. Hắn chỗ đến, mới là không có một mảng cỏ, vạn vật điêu linh. Phu cận đồng dạng dị biến thảm thực vật, ở tử vong khói như sương mù bao phủ xuống, cũng trong nháy mắt khô héo tử vong. Người mặc các ma khải giáp các huynh đệ, cả đám đều hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Trong mắt bọn hắn, chỉ có vung đao chém giết, máu tươi màu lục, trong nháy mắt trải khắp mặt đất, đây là một trận nghiêng về một bên đồ sát, chỉ có bọn họ tinh bị lực tận thì mới sẽ kết thúc. T. Vị kia người mặc tử thần sáo trang siêu văn giả tốt như bậc a. Tùy tiện một kích đều có thể mạn sát mạng lớn dị kiến. Những thứ này siêu văn giả đều mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng là có thể kiên trì bao lâu? Cái này nghĩ chiều giết sạch sẽ sao? Nói rất đúng, để ngươi cầm một thanh khảm đao, có thể chặt hết mấy triệu đồ dưa hấu, thậm chí nhiều hơn. Lời tuy như thế, thế nhưng vị tử thần siêu văn giả, ta dám nói tuyệt đối không có dị thú là đối thủ của hắn. Cả nước vô số người sống sót cơ hồ đều đang nhìn, đám người này cường đại không thể nghi ngờ, nhưng ở cái này vô cùng vô tận bảy kiến bên trong có thể kiên trì bao lâu? Bất quá, hiện tại chính mắt thấy được đám người này cái kia thân thực lực kinh khủng, cả nước những người may mắn còn sống sót, đều dường như thấy được một số hy vọng, không có vừa mới như vậy tuyệt vọng. Giống. Hẹn hơn 10 phút tả hữu, phương xa trên mặt đất, đột nhiên lay động đến một đạo bén nhọn cùng cực thét dài thanh âm ầm ầm. Sau đó, liền gặp một cái xe tải lớn nhỏ, toàn thân cứng rắn lân phiến bao trùm, hung uy ngập trời nghi vương, theo ngọn núi kia dưới đồi chậm rãi xuất hiện, giống như một tôn bất thế vương giả đứng ngạo nghệ trên đó. Là đèn lồng con mắt nhìn chòng chọc cái kia, ngay tại đại quy mô tàn sát nó con dân nhân loại. Hét lớn một tiếng, tự mình xuất thủ, nhanh chóng hướng hắn đánh tới 12. Chương 13, xuất kích VSC tứ giai nghĩ vương. Long Giang thành phố, tây giao chỗ tránh nạn bên ngoài, làn sóng giống như hành quân nghị phun trào. Gầm lên giận dữ vang vọng, to lớn như một chiếc van nghị vương hiện thân, hung khí bức người, lệ khí ngập trời, những nơi đi qua, dọc đường con kiến hết thảy vì nó nhường đường. Ông trời của ta, tốt lớn một con kiến, cái khác con kiến làm sao có thể so với nó nhỏ nhiều như vậy. To lớn như vậy hình thể, nó đến khủng bố đến mức nào? Nhìn lấy thật đáng sợ. Vị này tử thần siêu văn giả, có thể đỡ nổi nó sao? Quan sát trực tiếp những người may mắn còn sống sót, nhìn qua trong video cái kia xe tải lớn nghi vương, không không hít một hơi lãnh khí, vì bên kia đang chiến đấu siêu văn giả cảm thấy lo lắng. Ồ, Cố Trường Khanh quét ngang rơi phụ cận con kiến, đỏ tươi ánh mắt chuyển hướng hướng hắn chạy tới nghi vương. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng một đêm, tiến hóa đến tầng thứ này, nó không thể nghi ngờ là nuốt đồng loại cho đến. Trước mắt cái này nghi vương, ít nhất là tam giai đỉnh phong tồn tại. Cố Trường Khanh mắt tỏa điện cuồng cùng hưng phấn ánh sáng, tán đi tử thần, Khô Lâu siêu văn, trong chớp mắt thôi động tu la siêu văn, Hắc Long siêu văn, Huyết Mâu siêu văn, Bạch Hổ siêu văn. Vâng. Trong chớp mắt, Cố Trường Khanh trên thân tu la long khải che kín thân thể, huyết mâu trong lòng bàn tay hiện hiện,
36 thanh bạch hổ phi đao sau lưng chìm nổi, dẫn theo huyết mâu ầm vang ở giữa nên tiếp đánh tới Nghi Vương. Những nơi đi qua, long uy tàn phá bừa bãi, tu la chi lực khuấy động, khí chàng hình thành cuồng phong, đánh nổ ven đường hết thể hành quân nghĩ, bạo ngược rối tinh rối mù. Xem trên thiên hai, Triệu Ngọc Đình, Vương Dung, Nô Hiểu Nhã cùng mẫu thân của nàng Lý Ngọc Hà ở đây xem chừng lấy. Triệu Ngọc Đình biết quan phương chính trực phát về sau, nàng không có ý định mở trực tiếp. Nhìn qua ngoại giới bá khí tuyệt luân, cường thế vô cùng nên tiếp hành quân nghị Vương Cố Trường Khanh, tiểu đoàn đoàn trong mắt đẹp dị sắc liên tục, vì hắn cái kia dáng người trạng thái mà trái tim đại động. Ngoa tạo a, hắn đến cùng có bao nhiêu cái siêu văn? Ngưu bức, quá mạnh a. Tốt mẹ nàng khốc huyễn uy phong khải giáp, hắn có thể chiến thắng nghị Vương sao? Cố lên a. Chúng ta Long Quốc nhờ vào ngươi. Vô số người sống sót nhìn lấy trước mắt một màn, đều là cảm giác vô cùng hoảng sợ. Cố Trường Khanh tu La Long Khải ra thân, tay cầm cuồng bạo huyết mâu, nên tiếp hành quân nghị Vương, cái kia thân bá đạo cường thế, có ta vô địch khí thế, nhìn ở mức rất nhiều nữ tử hàng hãng. Kinh đô tối cao hội trường. Hắn đến cùng là làm sao làm được, xăm nhiều như thế cường đại hình xăm mà bất tử. Hoàng Mạnh Quốc mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm, tối hôm qua đêm khuya lúc bọn họ liền biết được, siêu văn thức tỉnh lúc quá trình rất thống khổ, một chút lớn mạnh một chút hình xăm thức tỉnh lúc, đều có thể trực tiếp muốn giác tỉnh giả cánh mạng đi qua thống kê, có thật nhiều giác tỉnh giả, bởi vì tự thân hình xăm quá cường đại thức tỉnh thất bại tử vong. Kẻ này, nhất định phải lôi kéo hắn, thành cho chúng ta Long Quốc định hải thần châm. Hiên Viên Vương Thụy ánh mắt lấp loé nói. Long Chiến Quốc gật đầu đồng ý nói. Đúng, nếu là có hắn tọa trấn, làm cho sở hữu người sống sót giấy lên hy vọng. Hiện tại là dị biến sơ kỳ, mới vừa mới bắt đầu mà thôi, đợi núi rừng bên trong, quần quận bên trong dị thú tàn phá bừa bãi đi ra, cục thế đem về rất khó khống chế, chúng ta cần muốn như vậy một tôn cường đại siêu văn giả, thống lĩnh sở hữu siêu văn giả. Hoàng Mạnh Quốc nói, chuyện này đằng sau lại nói, chúng ta trước nhìn thực lực của hắn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình, càng ngày càng gần Nghĩa Vương cùng Cố Trường Khanh hai bóng người. Long Giang thành phố, số 3 lòng đất chỗ tránh nạn, một cái độc lập gian phòng bên trong. Gia hỏa này siêu văn khải giáp, vì sao có thể phát huy ra bực này lực lượng cường đại? Lâm Thần lòng tràn đầy không bình tĩnh. Nhìn qua trong TV chỉ là khí chàng, liền có thể chấn sát phụ cận hành quân nghĩ cuồng bạo dáng người, đừng đề cập nhiều rung động cùng ghen ghét. Nguyên lai tưởng rằng hắn người mang viêm long, đế hoàng khải giáp, phóng nhãn toàn thế giới tuyệt không siêu năng giả có thể sánh vai, tuyệt đối không nghĩ đến cái này xuất hiện một vị hắn không cách nào dung chuyển tồn tại. Cũng không phải là đế hoàng khải giáp yếu, mà chính là Cố Trường Khanh trên thân siêu văn, thì không có một cái nào là đơn giản. Hắc Long, Tu La, Bạch Hổ, cái đồ chơi này phóng nhãn huyền huyễn thế giới, đều là đỉnh phong bên trong sinh linh. Hắn đế hoàng khải giáp, phóng nhãn toàn cầu xác thực rất khó tìm ra mấy vị có thể sánh vai người. Nhưng cùng Cố Trường Khanh so, chính là tự rước lấy nhục. Hắn là thần, dự liệu được hết thảy, ngươi chớ cùng hắn so. Bên cạnh Tô Ấu Vi, giống như có thể xem thấu Lâm Thần tiểu tâm tư, thấp giọng nói ra, hắn có 11 cái siêu văn, đều là trong truyền thuyết thần thoại, mà lại có thể vượt qua hình xăm thức tỉnh lúc trùng kích. Nhân loại tuyệt không thể nào làm được, hắn tuyệt đối là thần. 11 cái thần thoại cấp bậc hình xăm, hắn đến cùng làm sao chịu nổi? Ngoan nhân a. Lâm Thần cả kinh trợn mắt hốt mồm, tràn đầy không thể tin. Lâm Thủy Giao lườm hắn một cái, nói, cho nên Ấu Vi mới nói hắn là thần. Đừng nói bọn họ, cả nước chính đang quan sát siêu văn giả, đều vì hắn có thể thức tỉnh nhiều như vậy siêu văn bất tử mà cảm thấy thật không thể tin, hoàn toàn siêu thoát nhân loại phạm chủ. Với anh, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn truyền ra, Cố Trường Khanh cùng Nghĩ Vương đụng vào nhau, huyết mâu hung hăng chống đỡ nó miệng to như chậu máu bên trong, cái kia hàng nhọn giống một cái đem sắc bén chi đao hàm răng ầm vang một tiếng thật lớn, lực lượng kinh khủng bạo phát, nhất thời cắt vàng đầy trời, bao phủ hoàn toàn thân ảnh của bọn hắn ông. 36 thanh bạch hổ phi đao hàn quang lấp lóe, thông qua tàn phá bừa bãi cắt vàng chợt hiện, sau đó một trận tiếng len ken vang vọng, giống như là đánh vào kim loại trên một dạng. Giống. Nghĩ Vương rít lên một tiếng, sáu đầu chân to bên trong sắp xếp chín cái, như lưỡi dao giống như gai sắc rời khỏi thân thể, theo nó ý niệm khống chế rào sát hướng Cố Trường Khanh. Cùng lúc đó, trong miệng năng lượng ngưng tụ, đột nhiên phun ra một ngụm như vạc nước thô to năng lượng trùng sáng. Giá hỏa này lân giáp, mà ngay cả ta Bạch Hổ Phi đao đều không thể phá phòng. Chí ít tứ giai hậu kỳ tầng thứ, đến cùng nuốt chửng bao nhiêu đồng loại? Chẳng lẽ nó biết, nuốt đồng loại thể nội những cái kia tinh hạch có thể tiến hóa? Khải giáp bên ngoài Cố Trường Khanh đỏ tươi ánh mắt lấp lóe, cái này Nghĩ Vương phản ứng thực tế quá cấp tốc, đã không kịp né tránh nó phun ra trùng sáng. Cùng thôi động đánh tới 54 căn sắc bén gai nhọn ông. Đưa tay ở giữa, trước người bày biện ra một mặt hắc long hình dáng tấm chắn, theo ầm vang một tiếng thật lớn, năng lượng chùm sáng cùng 54 nói gai nhọn đánh tới. Lực lượng cùng bạo mãnh liệt, Cố Trường Khanh lại cứ thế mà bị nó đánh lui mấy chục mét. Cố Trường Khanh ổn định thân hình, thật không ngờ tới mới một buổi tối nhiều thời giờ mà thôi, thế mà có thể tiến hóa ra tứ giai hậu kỳ dị thú. Thả ở kiếp trước, tục xưng cấp sử thi dị thú. Giống. Nghĩ Vương theo cắt vàng bên trong đi ra, 54 căn dài nửa mét gai nhọn chìm nổi ở trước mặt hắn, đèn lồng lớn con mắt tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Nếu như nó biết nói tiếng người, nhất định sẽ nói vài câu chào phúng chi ngôn. Tứ giai IQ, cái kia thật cùng nhân loại không có gì khác biệt 13. Chương 14, thần uy cái thế, uy chấn cả nước. Cố Trường Khanh cùng Nghĩ Vương chiến đấu chi địa, không thấy một cái hành quân nghĩ dám tới đánh lui Cố Trường Khanh hơn 10 mét Nghĩ Vương, đèn lồng lớn con mắt, rất là trêu tức nhìn qua Cố Trường Khanh. Cái này, không địch lại. Sao có thể như vậy? Cái này Nghĩ Vương, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cả nước người sống sót cùng siêu văn giả gặp tình hình này, một trái tim đều là treo cổ họng trên. Nếu như ngay cả vị này tồn tại, đều không thể đánh giết cái kia Nghĩ Vương, như vậy phóng nhãn sở hữu siêu văn giả, người nào có thể làm được? Đáp án là không có. Quan sát siêu văn giả, giờ phút này đều cảm giác dùng mình, làm Kiến Vương cường đại cảm đến kinh hãi. Bốn đạo siêu văn đồng thời kích hoạt, mà lại còn là cấp thần thoại siêu văn, như đều không thể đánh bại cái này Nghĩ Vương, bọn họ đi qua tất cả đều là đưa đồ ăn.
thiếu gia. Quan thiên đài trên, chiếu cố Cố Trường Khanh vài chục năm vương dung, song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhân loại, thật không cách nào đối kháng dị thú sao? Nô Duệ nữ nhi, Nô Hiểu Nhã tuyệt vọng tự nói. Đừng hoảng hốt, ta tin tưởng lão bản tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Đoàn Đoàn lại là vô cùng tin tưởng nam nhân này, nhất định không có khả năng dừng bước tại này. Xuất sinh, đừng đắc ý vong hình. Cố Trường Khanh ánh mắt khiếp người, tiếng như địa ngục tăng trùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, minh thần siêu văn kích hoạt. Oen. Thoáng chốc, một cổ càng thêm lực lượng cuồng bạo từ Cố Trường Khanh thể nội hiện lên, Tu La Long Khải bên ngoài thân long văn biến mất, bao trùm lên từng nói màu xám quỷ dị minh xăm. Giống. Cùng lúc đó, Cố Trường Khanh sau lưng, giống như theo sống lưng của hắn xương chỗ, đột nhiên dài ra tả hữu hai đầu giữ tận hắc long. Màu xanh đậm long mục uy nghiêm lại bạo ngược, bên ngoài thân không thể phá vỡ vảy rồng, lưu chuyển lên băng lãnh ánh sáng. Cố Trường Khanh tối hôm qua luyện hóa 5000 khối tinh hạch về sau, tuy nhiên siêu văn không được đến tiến hóa, nhưng nhục thân cường độ lại cất cao một cái cấp bậc, có thể trong thời gian ngắn tiếp nhận tam trọng khải giáp ra thân. Chỗ lấy nói là thời gian ngắn, bởi vì đối nhục thân phụ tải thực tế quá lớn, thân này trạng thái hắn chỉ có thể gánh vác chừng nửa canh giờ. Ngoa tạo, hắn lại kích hoạt lên một cái hình xăm, làm sao chịu nổi a? Lâm Thần trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hắn Viêm Long cùng Đế Hoàng khải giáp hiện tại cũng chỉ có thể kích hoạt một cái, mà đồng thời kích hoạt hai cái, hắn thử qua một lần, kém chút bạo thể mà chết. Mà kẻ trước mắt này, thế mà có thể đồng thời kích hoạt 5 cái, hắn thật là thần sao? Không chỉ có là hắn, cả nước sở hữu người mang đôi hình xăm trở lên siêu văn giả đều vì này cảm thấy kinh hãi thế tục. Có thể đồng thời kích hoạt 4 cái hình xăm đã là không hợp thói thường, còn có thể kích hoạt 5 cái. Tối cao hội trường bên trong ba vị gặp nhiều mưa to gió lớn, bọn họ cũng đều sợ nói không ra lời đối với siêu văn giả. Tối hôm qua bọn họ thì thu thập được đủ nhiều tư liệu. Hiện giai đoạn, đừng nói đồng thời kích hoạt 5 cái siêu văn, cho dù là 2 cái, đều không có siêu văn giả có thể làm đến. Những tài liệu này đều là từ Long Quốc bên trong Long Vương tổ thu thập mà đến, đây là một cái tổ chức vô cùng bí ẩn, chỉ về bọn họ ba vị quản, tổng cộng có 72 vị thành viên, trên thân đều có khắc Viêm Long hình xăm, cùng ảnh tử hình xăm. Hắn là nhân loại sao? Hoàng Chiến Quốc nuốt nước miếng một cái, như vậy nói, nhân loại tuyệt đối không có khả năng làm đến bước này, chúng ta Long Vương tổ thành viên, mỗi người thể chất đều là siêu việt người bình thường, nhưng cũng không thể đồng thời kích hoạt 2 cái. Cố Trường Khanh kẻ này, người mang đại bí mật a. Hiên Viên Vương Thụy ánh mắt lấp loé. Giống. Trên đồi cát, Nghĩ Vương phát ra trầm thấp bén nhọn gào thét, là đèn lồng mắt to hiện hiện vẻ kiêng dè nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Kiên kỵ về kiên kỵ, nhưng nó mảy may không sợ, đột nhiên giành ăn, thuấn phát vô số đạo sắc bén gai nhọn bao phủ hướng nơi xa cái kia nhân loại nhỏ bé. Siêu, siêu, siêu. Cố Trường Khanh ánh mắt thâm thẳm, người bình thường xem ra xúc địa thành thốn giống như, né tránh qua Nghĩ Vương gai nhọn quét ngang. Trong điện quang hỏa thạch hiện thân ở trên lưng nó, trong tay huyết mâu lôi đỉnh lấp loé, nở rộ yêu diễm ánh sáng, ầm vang ở giữa chấn áp xuống. Giang giác. Ầm ầm. Không gì địch nổi lực lượng, trùng kích Nghĩ Vương tứ chi yếu lượng, ầm vang ngã xuống đất, trên thân lân giáp vỡ tan một mảnh. Giống. Nghĩ Vương bị đau, phẫn nộ gào thét, thôi động 54 căn bản mạng gai nhọn, rào sát ủng hộ hay phản đối trên nhân loại. Giống. Cố Trường Khanh sau lưng song long thét dài, đột nhiên bạo ngược mà đi, nhanh như điện chớp, há mồm phanh 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 cắn nát những cái kia gai nhọn. Sau đó cái này ngược lại hồi, thẳng đến Nghĩ Vương đèn lồng lớn hai mắt cắn xé đi qua. Tốc độ phi thường nhanh, chớp mắt không đến lướt đến nó trước mắt. Chết đi cho ta. Cùng lúc đó, muốn tốc chiến tốc thắng Cố Trường Khanh, sử dụng tinh thần lực, toàn lực thôi động 36 thanh bạch hổ phi đao, giống như là 36 đạo tia chớp kích xạ hướng Nghĩ Vương trên nông, sinh sôi điểm yếu. Cùng một thời gian, vận chuyển thể nội mỗi một giọt có thể sử dụng lực lượng, rót vào huyết mâu bên trong, tiến hành tuyệt mệnh một kích đâm xuống. Phốc phốc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song long, huyết mâu, bạch hổ phi đao, cơ hồ là đồng thời cắn nát cặp mắt của nó, xuyên qua phần lưng của nó, cắt ra nó sinh sôi chỗ. Giống. Nương theo lấy một tiếng thê lương bén nhọn vô cùng gào thét vang vọng, Nghĩ Vương thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất run rẩy. Run rẩy sau khi, triệt để không có sinh sống. Toàn thân xương đều bị Cố Trường Khanh vừa mới cái kia nhất mâu chấn vỡ. A, thắng, lão bản thắng, lão bản uy vũ, lão bản vô địch. Quan Thiên đài trên, Tiểu Đoàn Đoàn gặp một màn này, cao hứng đều nhảy dựng lên, phát ra nhảy cấm reo hò. Hô, thiếu gia thật sự là lợi hại. Vương Dung khẽ nhả khẩu khí, dẫn theo tâm rơi xuống, lộ ra một vệt nụ cười. Tốt, ngưu bức, quá ngưu bức a. Sâu, mạnh vô địch. Ha ha, bắt đầu từ hôm nay, vị này đại lão liền là thần tượng của ta. Nơi này khác, cả nước tất cả chỗ tránh nạn bên trong đều vang lên trời long đất lở reo hò. Toàn thể đứng dậy, tựa như là xem bóng thi đấu, mình thích đội bóng thắng được thắng lợi. Loại này tâm tình vui sướng, căn bản là không cách nào áp chế, cần lên tiếng hô to mới có thể triệt để phóng xuất ra. Giờ khắc này người sống sót đều quên thân ở tận thế bên trong. Gia hỏa này, thật vô địch a. Hy vọng hắn có thể tiếp nhận chúng ta mời, thành lập một cái siêu văn giả liên minh. Tối cao phòng hội nghị bên trong, Long Quốc ba vị cao nhất tầng đều đứng lên thân đến, trên mặt tràn ngập vô cùng kích động cùng hưng phấn ở cái này thai biến sơ kỳ. Cần muốn như vậy một vị mạnh nhân vật vô địch xuất hiện, để tất cả những người may mắn còn sống sót nhìn đến hy vọng cùng ánh dạng đông 14. Chương 15, mặc danh kỳ diệu, làm Long Quốc định hải thần châm, 7 chương đưa lên. Cầu phiếu. Thầy giao, chỗ tránh nạn bên ngoài. Cái kia tòa trên đồi núi, như xe tải khoảng cách Nghĩ Vương, thân thể khổng lồ đống nhiên ngã xuống. Cố Trường Khanh tay cầm huyết mâu, sau lưng đôi hắc long xoay quanh, 36 thanh bạch hổ phi đao chìm nổi đỏ, đen, bùi ba màu, không huyễn lại cảm giác gáp bách kinh người tu la minh long khải ra thân, lưu chuyển lên khiếp người chi tức đứng yên tại Nghĩ Vương máu tươi tuôn ra trên lưng. Đúng như một tôn bất thế tà thần ngạo lập thiên địa ở giữa, lão đại uy võ vô địch. Ngay tại đồ sát nghĩ triều trương hổ,
nhìn qua đứng ở nơi xa Nghị Vương trên lưng dáng người, nhiệt huyết sôi trào lên tiếng thét dài, đồ sắt càng thêm hăng say. Hắn chỗ lấy có thể đồng thời kích hoạt hai đạo siêu văn, nhưng thật ra là thơm lấy Cố Trường Khanh. Lúc ấy quỷ dị ấn ký tán phát năng lượng, bị hắn hấp thu một số. Nếu không, hiện giai đoạn hắn căn bản là không có cách kích hoạt hai cái. Lão đại vô địch. Chúng các huynh đệ cũng vì Cố Trường Khanh cái kia đạo dáng người, cảm thấy thật sâu tin phục. Chẳng biết tại sao, cái kia Nghị Vương bỏ mình, cái này Nghị Triều căn bản không có thối lui ý tứ, vẫn như cũ không sợ chết trùng sát lấy mọi người. Cố Trường Khanh thâm trầm ánh mắt, ngắm nhìn sa mạc chỗ sâu. Cái này Nghị Triều còn không thối lui, nói rõ còn có một cái Nghị Vương, nhưng hẳn không có dưới chân hắn cái này lợi hại, nếu không đã sớm lao ra. Bất quá Nghị Triều không thối lui càng tốt hơn, trong mắt hắn đều là tinh hạch. Hiện tại vẫn là quá yếu. Dị thú bên trong giống như Nghị Vương loại này tứ giai hậu kỳ, chỉ sợ số lượng cũng không ít. Nhất là quần quật, đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất chi địa. Giống. Lúc này, Cố Trường Khanh sau lưng tả hắc rồng gầm nhẹ một tiếng, Trương Khai Long miệng xuyên qua tiến vào Nghị Vương thể nội, lấy ra một cái người trưởng thành lớn chừng quả đấm tinh hạch. Nô. Không hổ là tứ giai tinh hạch, năng lượng ẩn chứa cực kỳ thuần túy to lớn. Cố Trường Khanh nhìn lấy trước mắt tinh hạch, cảm giác hấp thu luyện hóa về sau, làm cho hắn hai đạo siêu văn tấn thăng nhị giai đem thu hồi, tán đi ra thân năm đạo siêu văn, cũng kích hoạt tử thần, khô lâu siêu văn, gia nhập vào đồ sát bên trong. Tử thần trạng thái một mình hắn đồ sát tốc độ, liền so hơn 10 vị các huynh đệ đến nhanh. Vị này đại lao ở nơi nào? Ta muốn đi đầu quân hắn. Quá mạnh a. Ta cũng là siêu văn giả, ai biết đại lao hiện nay ở a? Tổ đoàn đi a. Ta ở Mado, có siêu văn giả ở Mado sao? Đúng dịp, ta cũng ở Mado, ngươi ở đâu cái chỗ tránh nạn? Chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi tìm đại lao. Có hay không quảng thành siêu văn giả, đến tổ đội đi qua. Nói chuyện riêng ta. Toàn này chỗ tránh nạn lúc kiến tạo, không phải hành động toàn bộ mạng lưới sao? Ta nhớ được là ở Long Giang thành phố Tây Giao, có hay không đông tỉnh siêu văn giả, nói chuyện riêng ta cùng đi. Phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều siêu năng giả ở phát khung bình luận tổ đoàn, chuẩn bị cùng đi đầu nhập vào đại lão. Siêu văn giả số lượng, kỳ thực cũng không ít. Lại đại bộ phận đều trợ giúp quốc gia, cứu viện rất nhiều người sống sót đương nhiên, cùng hung cực các siêu văn giả, khẳng định cũng không phải số ít. Tỷ, người này tương lai, tất nhiên là viên tinh cầu này tuyệt đối bá chủ, quá mạnh. Vì cái gì không phải ta ạ? Số 3 lòng đất chỗ tránh nạn bên trong, Lâm Thần hâm mộ cùng cực, đầy mắt vẻ ghen ghét. Ngươi không muốn chết, chớ trêu chọc hắn, qua tốt chính chúng ta là có thể. Lâm Thủy Giao Ha có thể nhìn không ra, trong mắt của hắn cái kia thật sâu vẻ ghen ghét, rất là nghiêm túc dặn dò. "Thì, ta thật không nghĩ đi trêu chọc hắn." Lâm Thần bĩu môi nói. Bên cạnh Tô Hấu Vi tâm tình rất là phức tạp, nếu như nàng lúc ấy kiên định quyết tâm, hiện tại nàng cũng có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Thế mà, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Kinh đô tối cao hội trường, chuẩn bị liên hệ Cố Trường Khanh đi. Lấy hắn vừa mới bày ra thực lực, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, liền có thể triệu tập cả nước phần lớn siêu văn giả đi theo, vừa vặn nhờ vào đó thành lập một cái siêu văn giả liên minh. Long Chiến Quốc một chút bình phục một phen tâm tình, như vậy thấp giọng nói ra: "Ta hiện tại lo lắng chính là, hắn sẽ cự tuyệt chúng ta." Hiên Viên Vương Thụy đem trong lòng duy nhất lo lắng nói ra. Hoàng Mạnh Quốc gật đầu, đây đúng là cái vấn đề, nhưng dù sao cũng phải thử một chút không phải. Chờ hắn hồi chỗ tránh nạn, chúng ta lại liên hệ hắn đi, hy vọng hắn có thể tiếp nhận chúng ta mời. Long Chiến Quốc cũng lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt. Hiên Viên Vương Thụy híp mắt nói, nếu như cự tuyệt, chúng ta làm như thế nào? Có thể như thế nào? Vẫn như cũng phải gìn giữ khách khí thái độ, ai biết dị thú bên trong có bao nhiêu cường đại tồn tại, về sau chúng ta khả năng còn phải tốn phí cực lớn đại giới mời hắn giúp đỡ. Hoàng Mạnh Quốc trầm giọng nói ra. Đắc tội là tuyệt đối không thể. Long Chiến Quốc đồng ý nói. Không tệ, nếu như hắn cự tuyệt cũng không có gì, chúng ta cần một vị giống như hắn cường đại như vậy siêu văn giả tới làm Long Quốc Định Hải Thần Châm. Mà lại, chỉ sợ hiện tại Long Quốc người sống sót, siêu văn giả đều coi hắn là làm Định Hải Thần Châm giống như tồn tại. Thời gian vội vàng, đảo mắt đã tới 3 giờ chiều. Tây Giao chỗ tránh nạn bên kia, mọi người cũng đều tiếp cận kết lực, bắt đầu một bên giết, một bên thu thập còn sót lại tinh hạch. Khoảng 4 giờ, ở Cố Trường Khanh chỉ huy dưới, chúng không một người thương vong trở lại chỗ tránh nạn bên trong. Vẫn là đen nghịt nghĩ chiều, vẫn tại trùng kích leo lên lấy chỗ tránh nạn tường đây. Giống. Ngay tại Cố Trường Khanh bọn người tiến vào chỗ tránh nạn sau đó không lâu, một đạo tiếng kêu chói tai từ đường chân trời cuối cùng truyền đến. Theo đạo thanh âm này vang lên, chính đang trùng kích lấy tường vây nghĩ chiều, lại giống như thủy triều bắt đầu rút đi. Cuối cùng hiện thân sao? Một mực tại chỗ tránh nạn cửa lớn nơi này chờ đợi Cố Trường Khanh, nghe bên thai đạo này gọi tiếng, trực tiếp kích hoạt Tu La, Hắc Long, Minh Thần, Huyết Mâu Siêu Văn, mở cửa liền lần theo thanh âm truyền đến chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất cuồng bạo đánh tới. Ven đường chỗ qua, đánh nổ mảng lớn đàn kiến, sau lưng đôi Hắc Long hoành không ở giữa, cũng ở thu hoạch phụ cận đàn kiến. Cố Trường Khanh không có khả năng bỏ mặc nó rời đi, ai quy cao như vậy, còn biết nuốt đồng loại tiến hóa, như lại cho nó mấy cái ngày thời gian, sợ là liền hắn đều khó có thể đối phó. Bởi vậy, nhất định phải đem diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. Tình huống như thế nào? Nghĩ chiều đều lui đi. Vị này đại lao tại sao lại giết ra ngoài rồi? Còn đang quan sát trực tiếp đám người, nhìn qua cái kia đạo tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh cuồng bạo bóng người, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa mới cái kia đạo tiếng giống các người đã nghe chưa? Nó một vang nghĩ chiều liền tối lui, khẳng định còn có một cái nghi vương, hoặc nghi hậu, vị này đại lao là muốn diệt tuyệt hậu hoạn. Rất nhanh liền có người kịp phản ứng, vệ tinh ống kính một mực tại tập trung vào Cố Trường Khanh, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm, hiếu kỳ có phải hay không còn có nghi vương hoặc nghi hậu. TS, hôm nay bạo chương 7 chương, cầu điểm phiếu đề cử, nguyện phiếu a a a a. 15 Chương 16, chấn sát nghĩ hậu, phản ứng nhiệt hạch siêu võng. Tại cả nước người sống sót chú mục dưới, Cố Trường Khanh tu La Minh Long Khải che kín thân thể, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng hướng cái kia hiệu lệnh nghị triều rút lui gọi tiếng phóng đi.
Cái gọi là nghĩ triều, căn bản ngăn cản không phải hắn, chỉ là quanh thân tàn phá bừa bãi cuồng bạo khí tràng, những nơi đi qua liền chấn vỡ mảng lớn đàn kiến. Quả nhiên là cuồng bạo khó giải. Như thế cường hãn thực lực, để vô số siêu văn giả theo không kịp. Có chút linh trí đàn kiến, theo hắn chỗ qua, đều chủ động nhường ra một con đường. Xa xôi dưới một gò núi, nơi này ẩn núp lấy một cái là Nghĩa Vương 2/3 lớn Nghĩa Hậu. Mắt thấy đánh giết nàng một nửa khác nhân loại đánh tới, nó liền tiếng giống cũng không dám phát ra, quay người lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của nó, căn bản so ra kém Cố Trường Khanh. Theo nó chạy ra, Cố Trường Khanh cũng nhìn thấy kỳ thân ảnh. Một chút kéo gần một chút khoảng cách, Cố Trường Khanh trong tay huyết mâu quang mang mấy liệt, chút xuống bảy thành chi lực đi vào, sau đó đột nhiên ném qua. Hưu. Đôn đốt. Huyết mâu xuyên không, lôi đỉnh đột nhiên lóe, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Lấy mấy lần tốc độ âm thanh phá không. Giống. Trốn chuỗi bên trong Nghĩ Hậu quay đầu nhìn lại, lập tức vãi cả linh hồn, há mồm phun ra một ngụm năng lượng trùng sáng, muốn đem cái kia huyết mâu ngăn trở cả lại. Oeng. Nhưng huyết mâu vô cùng, bạo ngược lôi đỉnh lập lóe, qua trong giây lát phá diệt nó phun ra năng lượng trùng sáng, không gì địch nổi, giống như là một đạo tiệm điện, thổi phù một tiếng, theo nó miệng xuyên qua hắn thân thể. Nó so Nghĩ Vương yếu nhiều lắm, nhiều nhất tam giai trung kỳ. Cố Trường Khanh đánh chết, đi qua đảo gia này tinh hạch, liền trở về mà quay về. Chỗ tránh nạn trên quảng trường cực lớn, tất cả mọi người tụ tập ở này. Bao tải chứa tinh hạch chống chất, đều không biết có bao nhiêu cái bao tải. Cái này một đợt, mọi người thật là giết sướng rồi. Trương đại ca, những thứ này tinh hạch đều có làm được cái gì a? Tiểu Đoàn Đoàn cùng Vương Dung bọn người tới, không phải dị năng giả nàng, rất là tò mò hỏi. Đương nhiên là tu luyện dùng, số lượng quá nhiều, cũng không cần khâm điểm, đem bọn hắn đều để vào nhà kho, mỗi người đều trước khiêng mấy cái bao tải hồi đi tu luyện. Nhìn lấy trước mắt thu hoạch lớn, Trương Hổ cười đến miệng đều không đóng lại được. Nói ít cũng có trăm vạn số lượng. Theo buổi sáng khoảng 8 giờ, giết đến 4 giờ chiều. 8 giờ, tử thần trạng thái Cố Trường Khanh, liền tàn sát 20-30 vạn con dị kiến. Mèo. Tiểu Đoàn Đoàn nuôi mèo đen lúc này tới, nhìn lấy trước mắt tinh hạch, trong miệng chảy nước miếng. Đen bảo, ngươi cũng có thể dùng những thứ này tinh hạch tu luyện. Tiểu Đoàn Đoàn nhìn qua chính mình sủng vật mèo, liền ngụm nước đều chảy ra, hơi kinh ngạc nói. Mèo. Mèo đen điểm đầu to lớn. Cái này, chẳng lẽ chỉ có người bình thường không cách nào sử dụng những thứ này tinh hạch tu luyện? Tiểu Đoàn Đoàn có chút khát vọng nói. Trương Hổ lắc đầu, ai biết được, cái này ngươi phải hỏi lão đại. Tự nhiên có thể, nhưng cần siêu văn giả sử dụng tinh thần lực dẫn dắt ra tinh hạch bên trong năng lượng đi vào trong cơ thể người gột rửa nhục thân. Lúc này Cố Trường Khanh trở về, nàng tự nhiên biết được người bình thường cũng có tinh hạch bên trong năng lượng tiến hóa, nhưng là bọn họ không cách nào thu hoạch bên trong lực lượng, nhất định phải có siêu văn giả tương trợ mới có thể. Lão đại, thế nào, có phải hay không còn có một cái Nghĩ Vương? Trương Hổ, Triệu Phong, Nô Duệ gặp hắn trở về, tiến lên mấy bước dò hỏi. Cố Trường Khanh gật đầu, nhặt nói, là có một cái, đều chớ tự đầy, có rất nhiều dị thú, này tốc độ tiến hóa xa so với chúng ta nhanh. Vương Dung, các ngươi mấy cái có thể đi làm cơm. Tốt, Ngọc Hà, còn có Bao Quanh, Hiểu Nhã, các ngươi hai cái cô gái nhỏ, đi. Vương Dung bắt chuyện các nàng tiến về nhà bếp. Nô Duệ thấp giọng nói ra, lão đại, là ta sơ sẩy, lúc ấy không có chiêu một số đầu bếp bọn người. Không sao, ngày mai ngươi dẫn người đi một chuyến Long Giang thành phố lòng đất chỗ tránh nạn, triệu tập một nhóm công nhân trở về, một ngày ba bữa, công tác 12 giờ. Cố Trường Khanh cho mình nhen nhóm điếu thuốc, khoản vừa nói, chỗ tránh nạn bên trong công xưởng cần bắt đầu làm việc, ruộng đất cần trồng trọt. Nô Duệ trọng trọng gật đầu, tốt, ngày mai ta tự mình dẫn người tới. Đều trở về rửa mặt một phen, sau khi ăn xong chuyên tâm tu luyện. Cố Trường Khanh nói xong, lấy tinh thần lực giam cầm 5 bao tải to trở về. Cao hơn 1 mét bao tải to, chỉ ít chứa 4-5 ngàn khỏa tinh hạch. Con kiến thể nội tinh hạch đều như đậu phộng lớn như vậy. Cố Trường Khanh rất rõ ràng, dị biến sơ kỳ người bình thường rất nguy hiểm, nhưng đối với siêu văn giả cũng rất ít có uy hiếp. Có thể qua một đoạn thời gian nữa, hấp thu biết buổi tối có thể thổ nạp huyết nguyệt tinh hoa tiến hóa, cùng nuốt đồng loại tiến hóa, siêu văn giả gặp phải áp lực cũng sẽ rất lớn. Cho nên, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn của thời. Cố Trường Khanh vừa trở lại biệt thự, điện thoại di động trong túi tiếng chuông vang lên. Lấy ra xem xét, lộ ra thật đúng là vệ tinh điện thoại. Trên ghế salon ngồi xuống, nghe. "Uy, xin hỏi là Cố tiên sinh sao?" Trong điện thoại, chuyên gia Hiên Viên Vương Thụy có chút được nặng thanh âm. "Là ta, ngươi là ai, có chuyện gì?" Cố Trường Khanh nhẹ nhàng trả lời. "Ha ha, ta là Long Quốc ba vị cao nhất người nói chuyện một trong Hiên Viên Vương Thụy, vừa mới ngươi trấn sát Nghĩa Vương hình ảnh, đã thông qua vệ tinh cả nước trực tiếp, thật sự là lợi hại a." Đối phương cười vang nói. "Đều lúc này thời điểm, còn có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta. Kinh đô dị thú chợt đều dọn dẹp sạch sẽ rồi hả?" Cố Trường Khanh vẫn chưa bởi vì đối phương đức cao vọng trọng thân phận có chỗ khách khí, vẫn như cũng là nhàn nhạt mở miệng. Trước mắt còn đang tiến hành, Long Vương tổ 72 vị đôi siêu văn giả, cùng 10 đầu quốc bảo gấu trúc, những cái kia nguyện ý vì quốc gia xuất lực siêu văn giả, cùng võ trang đầy đủ quân đội, ngay tại đại quy mô thanh trừ. Dị biến sơ kỳ dị thú đều yếu nhược, quân đội hoàn toàn có năng lực đối phó, nhưng tương lai cũng không dám nói. Hiên Viên Vương Thụy đặc biệt đem nguyện vì quốc gia hiệu lực siêu văn giả để cao mấy phần ngữ khí, muốn mượn này đến sò xét một phen Cố Trường Khanh ý nghĩ. Cái kia rất tốt. Cố Trường Khanh lời nói ngắn gọn, lại không bất kỳ đáp lại nào. Cố tiên sinh, chúng ta có ý thành lập một cái siêu văn giả liên minh, không biết ngươi có hứng thú hay không trở thành minh chủ. Gặp hắn không bồi thường nên, Hiên Viên Vương Thụy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xin lỗi, con người của ta không thích thức thúc, nhưng quốc gia gặp nạn từ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, các ngươi trước tiên đem trong nước cục thế ổn định đi. Cố Trường Khanh từ tốn nói, mau chóng đem duyên hải thành thị bên trong người sống sót chuyển gì, ta biết các ngươi nắm giữ phản ứng nhiệt hạch lưỡi phòng hộ, có thể chống cự bát giai trở xuống dị thú tập kích, nhưng nhiều nhất chỉ có thể bao trùm một cái thành phố phạm vi.
Dị thú tiến hóa vừa nhanh vừa mạnh, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, ta biết ý nghĩ của các ngươi, sợ hãi bị dị thú làm phá hư, muốn trước tiên đem phản ứng nhiệt hạch siêu vong chỗ trong thành thị dị thú dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng đó là cái sai lầm ý nghĩ, thanh lý một cái thành phố dị thú, chí ít hơn nửa tháng, thậm chí càng lâu. Tại trong lúc này, dị thú chí ít đều nhị tam giai tầng thứ, rất nhiều đã có thể cứng rắn gánh viên đạn, xuyên giáp đạn, đạn pháo vây tạc, mà lại tứ ngũ giai cũng sẽ không thiếu. Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ở phản ứng nhiệt hạch siêu vong bao phủ phía dưới, dị thú thảm thực vật đều vô pháp thổ nạp huyết nguyệt tinh hoa tiến hóa. Ngoài ra, cho ta vận chuyển đến một tòa tiểu hình phản ứng nhiệt hạch siêu vong phát trang bị. Làm trao đổi, ta có thể cho thuộc hạ huynh đệ giúp đỡ bọn ngươi đem Tây Thành tỉnh 8 thành phố người sống sót hộ tống đến Long Giang thành phố tới. Dù sao cũng là tổ quốc, có cần phải vẫn là đến giúp một cái, nhưng muốn cho hắn làm một người chúa cứu thế, không có khả năng một việc. Kiếp trước nguyên nhân chính là bọn họ nghĩ trước thanh lý hết trong thành thị dị thú, lại mở ra phản ứng nhiệt hạch siêu vong, mới dẫn đến cái chết càng nhiều nhân loại. Long Quốc mỗi cái tỉnh đều chỉ có một đài phản ứng nhiệt hạch siêu vong trang bị, Tây Thành tỉnh siêu vong thiết bị chính là ở Long Giang thành phố. Tốt, thành giao. Hiên Viên Vương Thụy nghe xong hắn, không có chút nào do dự đáp ứng đối với hắn trở lên nói, là tin tưởng không nghi ngờ 16. Chương 17, cục thế ổn định, siêu văn giả bắt đầu quậy phá. Thời gian vội vàng, đảo mắt một tháng. Tại trong lúc này, cả nước cục thế cuối cùng ổn định lại. Long Quốc tiếp cận 1.4 tỷ nhân khẩu, chợt giảm đến 700 triệu cũng chưa tới. 700 triệu nhân loại, toàn bộ tụ tập ở 12 cái, nắm giữ phản ứng nhiệt hạch siêu vong bao trùm trong thành thị ước chừng mỗi tòa thành thị, sinh tồn lấy còn lại 5.800 vạn nhân khẩu, chen chúc trình độ có thể nghĩ, ở quốc gia phân phối dưới, mỗi một tòa nhà lầu bên trong đều đã chật cứng người, liền cá nhân tư ẩn cũng không quá có. Càng quan trọng hơn là đồ ăn. Cả nước kho lương chờ, cơ hồ đều bị dị thú phá hủy, đều trải qua có bữa ăn bữa không thời gian. May mà chính là, không ít nhà máy năng lượng nguyên tử đều được bảo hộ xuống dưới. Hiện tại là thật bách phế đại hưng, không trồng ruộng liền không có cơm ăn. May mắn là, dị thú tinh hạch bên trong năng lượng thôi động bọn họ có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng cung ứng không được nhiều người như vậy đến tiếp sau, khẳng định sẽ xuất hiện chết đói người. Quan phương đối với cái này cũng không có biện pháp nào. Siêu vong bao trùm bên ngoài thành thị dị thú hoành hành, rách nát không chịu nổi, đi qua một tháng tiến hóa, những thứ này dị thú phần lớn là nhị tam giai, nhất giai rất ít gặp đến. Nhất là ven biển thành thị, cao tới 100m bạch tuộc xoay quanh, sinh trưởng ra tứ chi loài cá dị thú hoành hành, mấy trăm mét khoảng cách cá mập tàn phá bờ bãi, đã từng nhân loại trong miệng mỹ vị hải sản, đều đã không phải là nhân loại có thể trêu chọc. Tiên kỳ bọn họ tiến hóa cực nhanh, nhưng đến tiếp sau sẽ thay đổi chậm lại. Cục thế ổn định lại về sau, rất nhiều siêu văn giả bắt đầu biến ưu việt lên đều liên hợp lại mở loại thịt gia công nhà máy, từ bên ngoài săn giết trở về dị thú thi thể cần gia công cất giữ, trừ cho một ngày hai bữa ăn bên ngoài, lấy mỗi ngày một bình thịt hộp rẻ tiền đại giới, điên cuồng nghiền ép người bình thường sức lao động. Hiện tại còn chưa phổ biến bước phát triển mới giao dịch tiền tệ, lại ở thời kỳ này tiền có thể làm cái gì? Có thể nhét đầy cái bao tử, mới là trọng yếu nhất sự tình. Người bình thường tránh thức hắc ám thời đại tiền đến, Cố Trường Khanh tiếp trước chính là như vậy kéo dài hơi tàn. Mỗi ngày mệt gần chết mười mấy tiếng, chỉ vì có thể ăn một miếng cơm no, không đến mức chết đói. Mà đại bộ phận siêu văn giả, căn bản không có đem người bình thường coi ra gì, chỉ coi là cấp thấp sức lao động. Gặp gỡ dám ngỗ nghịch bọn họ, vụ trộm đem giết chết, bọn họ cũng sẽ không phải chịu cái gì chế tài. Kiếp trước Cố Trường Khanh chính là chống đối một vị siêu văn giả, ngày thứ hai thì bị hắn giết hại. Quan phương cần siêu văn giả, nhân loại cần siêu văn giả, làm lớn tối đa cũng thì trên miệng chế tài, căn bản sẽ không nỗ lực hành động thực tế. Kinh đô, tối cao hội trường. Hiên Viên Vương Thụy, Hoàng Mạnh Quốc, Long Chiến Quốc ba vị ngồi đối diện nhau, trên mặt đều vô cùng tiểu tụy. Long Chiến Quốc trầm giọng nói ra, chúng ta cần thành lập một cái siêu văn giả liên minh, đã Cố Trường Khanh không muốn làm người minh chủ này, như vậy thì tìm người khác tới làm. Hiên Viên Vương Thụy gật đầu, mặt mũi tràn đầy âm trầm, vâng, tuyệt đại bộ phận tự cho là đúng siêu văn giả thực tế quá càng rỡ, cần tìm người trấn nhiếp bọn họ. Long Vương tổ tuy nhiên có 72 vị song sinh siêu văn giả, thực lực cũng tương đối mạnh ngang, nhưng mạnh hơn bọn họ siêu văn giả cũng không phải là không có. Bọn họ hiện tại cần một vị tuyệt đối nhân vật cường hãn. Gần nhất các ngươi có thể từng nghe nói một vị gọi Lâm Thần siêu văn giả. Hắn người mang Viêm Long, Đế Hoàng Khải Giáp, gần đây bên ngoài đều giết điên rồi, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối là siêu văn giả bên trong mạnh nhất một nhóm. Long Vương tổ có hai vị thành viên, từng tìm hắn luận bàn qua, đều bị hắn Đế Hoàng Khải Giáp nhẹ nhõm đánh bại. Hoàng Chiến Quốc đang khi nói chuyện, điều ra Lâm Thần sử dụng Đế Hoàng Khải Giáp chiến đấu hình ảnh, nói, kẻ này là Lâm gia đại thiếu, lại đối quốc gia vẫn luôn rất hữu hảo. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Phát triển tuyến còn là dựa theo Cố Trường Khanh kiếp trước phát triển đi, giống nhau là Lâm Thần trở thành siêu văn liên minh minh chủ. Hắn Đế Hoàng Khải rất mạnh, kiếp trước cũng chỉ có chút ít mấy người có thể cùng một chút chống lại. Từ hắn làm nhân minh chủ, vẫn như cũ không cách nào cải biến hiện trạng. Hắn vẫn như cũ sẽ bao che những cái kia phạm tội siêu văn giả, mở một mắt, nhắm một mắt loại kia. Kẻ này tính cách phi thường mê luyến quyền thế. Hiện tại hoàn hảo, đợi hắn lên làm siêu văn giả liên minh minh chủ, liền sẽ quyền thế hung tâm. Ta vừa cũng muốn đề cử kẻ này tới, hắn trong khoảng thời gian này bày ra thực lực, long vong trên siêu văn giả fan số lượng qua 300. Trước mắt là nhiều nhất một vị, đương nhiên, ngoại trừ còn chưa vào ở Long Vong Cố Trường Khanh. Long Chiến Quốc biết Cố Trường Khanh sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nếu như hắn vào ở Long Vong, Long Quốc 6-7 thành siêu văn giả khẳng định đều sẽ chú ý hắn. Quân không thấy, tại trong lúc này, không biết có bao nhiêu siêu văn giả đi đầu quân hắn. Nhưng làm cho hắn thu nhập dưới chướng người, chỉ có chút ít không có mấy. Tốt, ta liên hệ hắn hỏi một chút. Hiên Viên Vương Thụy gật đầu, vệ tinh điện thoại đã gọi đi. Tây Thành tỉnh, nô rồng thành phố rách nát trong thành thị. Toàn này cùng núi tiếp giáp thành thị, dị thú số lượng nhiều vô cùng. Vâng. Lâm Thần đang cùng ba đầu xe tải thật lớn, lông như là thép ngội dựng thẳng tứ giai hung lang cực chiến, che kín thân thể Đế Hoàng Khải Giáp cảm giác gáp bách kinh người. Hắn một tay cực quan kiếm,
một tay đế hoàng kích, tốc độ như chuyển vị, động tác phi thường đẹp trai cùng cường thế, đánh cái này ba đầu hung lang toàn thân là chảy máu vết thương, hơn 10 cái hiệp sau hào hào bị hắn đế hoàng kích xuyên qua đầu mà chết. Ha ha, đại ca như bức. Ở hắn đánh giết ba đầu hung lang về sau, Lâm Thần ba cái đồng dạng ăn mặc siêu văn khải giáp tiểu đệ, hào hào theo quan chiến nhà lầu trên phi thần tới. Lâm Thần hơi vung tay bên trong đế hoàng kích trên lang huyết, phân phó nói, để xe tải tới, chở đi cái này ba đầu xuất sinh thi thể. Dưới trướng hắn siêu văn giả tiểu đệ trên trăm, cũng mở một nhà đại hình ăn thịt gia công nhà máy, đồng dạng ở nghiền ép lấy người bình thường sức lao động. Bởi vì hắn biết, quan phương rất nhanh sẽ tuyên bố mới giao dịch tiền tệ, hiện tại cất giữ đồ ăn càng nhiều, đến lúc đó liền có thể kiếm lời càng nhiều. Xuất từ hào môn gia tộc hắn, cộng thêm tự thân thực lực cường đại, tâm cao khí ngạo rất, tuyệt không có khả năng là người bình thường như phúc. Được rồi. Ba vị tiểu đệ đáp ứng một tiếng, phân biệt lách mình rời đi đúng lúc này, dung nhập hắn đế hoàng khải giáp bên trong điện thoại di động vang lên. Lâm Thần nghe, hỏi, người nào? Lâm Thần, ta là Long Quốc ba vị bộ trưởng hiên viên Vương Thụy, có ý sáng tạo một cái siêu văn giả liên minh, không biết ngươi đối vị trí minh chủ có thể có hứng thú. Hiên viên Vương Thụy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lâm Thần trong lòng hơi động, nói, việc này chắc chắn chứ, nhưng các ngươi cho là ta có thể đảm nhiệm sao? Hiên viên Vương Thụy biết lòng hắn động, nói, nếu như ngươi đáp ứng, ít ngày nữa liền có thể tuyên bố siêu văn giả liên minh thành lập, phổ biến mời các phương siêu văn giả thêm vào. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thần trong lòng hòa nhiệt. Nếu như hắn có thể trở thành siêu văn giả liên minh người cầm lái, về sau hành sự chính là lấy quan phương thân phận. Nghĩ đến đây, hắn cũng không một chút do dự, nói, nếu như các ngươi cho là ta có tư cách này, vì quốc gia hiệu lực, nghĩa bất dung tử. Hắn hiên ngang lẫm liệt. Ngươi khẳng định có tư cách đó, ngươi đây coi như là đáp ứng. Đúng, ta hiện tại lập tức chạy trở về. Mau chóng, ngày mai cần mở một trận buổi họp báo, tuyên cáo siêu văn giả liên minh thành lập. 17. Chương 18, ngươi tuyên bố thành lập siêu văn liên minh. Vậy ta Tây Hải đổ dao. Hôm sau, giữa trưa, kinh đô truyền thông đại sảnh, rất nhiều ký giả trong tay cầm máy quay phim chờ đợi ở đây. Hôm qua quan phương liền tuyên bố thông báo, hôm nay đem tuyên bố siêu văn giả liên minh thành lập buổi họp báo, đồng tiến được cả nước trực tiếp siêu văn giả liên minh. Là chế tài siêu văn giả sao? Minh chủ có phải hay không Cố đại lão? Nếu như không phải, ta có thể không thừa nhận. Đúng, trừ Cố đại lão bên ngoài, người nào đều không có tư cách ngồi lên vị trí này. Thật hy vọng Cố đại lão trở thành minh chủ, chen ép một phen những cái kia điên cuồng nghiền ép chúng ta hôn đản siêu văn giả. Trên lầu 1, Long Vong phòng trực tiếp bên trong, ở tuyên bố đại hội còn chưa bắt đầu trước, không bình luận liền đổi mới khí thế ngất trời, phần lớn người đều cảm thấy vị trí minh chủ nhất định là Cố đại lão. Trừ hắn ra, không người nào có tư cách đó. Hậu trường đại sảnh ăn mặc một thân màu trắng Âu phục, biểu lộ ra khá là anh tuấn tuấn mỹ Lâm Thần, nhìn điện thoại di động phòng trực tiếp bên trong khung bình luận, sắc mặt vô cùng âm trầm. Nhảy ra khung bình luận, cơ hồ tất cả đều là nói, chỉ có Cố đại lão mới đủ tư cách ngồi lên siêu văn giả vị trí minh chủ. Thối đệ đệ, nhìn ngươi sắc mặt, có chút không dễ nhìn nha. Tô Âu Vi ngồi ở bên cạnh hắn, ăn mặc nữ tính nghề nghiệp Âu phục, cùng bao mông váy ngắn, trên chân đẹp phủ lấy vớ đen, chân đạp giày cao gót. Nàng cũng đang nhìn phòng trực tiếp, cùng Lâm Thần ở chung một tháng qua, hai người quan hệ có chút thân mật. Lâm Thần mắng, mà nó, ta lại thế nào mạnh đều vô dụng, những thứ này rác rưởi đều nhận Cố Trường Khanh cái kia hỗn đản. Tô Âu Vi nắm chặt tay của hắn, cười nói, cái này rất bình thường, thế nhân đều sùng bái cường giả, tháng này đến Cố Trường Khanh đều không bước lên quá mức, ngươi bây giờ muốn làm chính là mau chóng đem hắn danh tiếng đè xuống. Tháng này đến ta đã các loại cao điệu hiện ra tự thân thực lực, nhưng lại còn không được công nhận, Âu Vi tỷ ngươi nói ta muốn làm thế nào mới được? Lâm Thần đối Cố Trường Khanh, thật sự là hận thấu. Tô Âu Vi khoản tiếng an ủi, ngươi làm tốt chính mình sự tình, việc khác người nói thế nào? Trừ Cố Trường Khanh bên ngoài, hiện tại cơ hồ không có có thể theo ngươi vật tay siêu văn giả, đừng để ý người khác cách nhìn. Lâm Thần tiềm lực lớn như vậy, đối với quyền tài có chút mê luyến Tô Âu Vi, tuy nhiên đối với hắn chưa nói tới ưa thích, nhưng cũng nhất định phải đem khống chế ở trong lòng bàn tay. Cho nên mới sẽ đối với hắn như thế ngoại tạo, tiểu đoàn đoàn mở trực tiếp, tiêu đề là Cố đại lão Tây Hải đồ giao. Thật sao? Một tháng đều không có tin tức Cố đại lão, cuối cùng hiện thân sao? Tiểu đoàn đoàn cùng Cố đại lão cùng một chỗ. Ngoa tạo, nhanh đi nhìn xem. Ta đi, không phải Cố đại lão muốn làm siêu văn minh chủ sao? Cố đại lão thân ở Tây Hải, rất rõ ràng là một người khác hoàn toàn, Mã Đức đi, ta muốn đi nhìn Cố đại lão. Đi đi đi, nơi này không có gì để mắt, ta cũng phải nhìn Cố đại lão. Đúng lúc này, phòng trực tiếp bị toàn bộ nhảy ra trở lên khung bình luận. Cùng lúc đó, quan sát trực tiếp nhân số, trong nháy mắt theo hơn 2 ức, hạ xuống đến mấy chục triệu, mấy trăm ngàn, sau cùng chỉ còn mấy vạn người đang nhìn. Đáng chết. Lâm Thần nhìn lướt qua điện thoại di động, làm gặp bay ra khung bình luận, cùng trong nháy mắt biến mất nhân số, sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn, chửi bới nói, hỗn trướng, Cố Trường Khanh, hắn là cố ý sao? Tô Âu Vi gặp một màn này, cũng có chút nhíu mày, nói, hắn lực thu hút, thực tế quá kinh khủng, chúng ta cũng đi xem hắn một chút đang làm cái gì. Nói, nàng lui ra quan phương phòng trực tiếp, chuyển mà tiến vào tiểu đoàn đoàn phòng trực tiếp. Hello hello, các thiết tử giữa chưa tốt, hôm nay lão bản của chúng ta muốn đổ một đầu rắn nước chỗ tiến hóa mà thành giao thú trở về đồ nướng. Vừa tiến vào phòng trực tiếp, liền nghe tiểu đoàn đoàn cái kia phi thường có cá tính âm thanh vang lên, nàng giống như là ký giả giống như đứng tại ống kính trước, sau lưng bối cảnh là mãnh liệt cuộn cuộn, nàng đang đứng ở trên một tảng đá lớn, vì mọi người giới thiệu nói, nhà ta lão bản muốn giết đầu này giao thú, là vùng biển này tuyệt đối bá chủ, thất giai sơ kỳ kinh khủng tồn tại. Tốt, biết các thiết tử đều muốn nhìn nhà ta lão bản, nhiếp ảnh gia, đem ống kính cắt đi qua đi. Theo nàng thoại âm rơi xuống, nhiếp ảnh gia đem ống kính chuyển hướng một cái bên bờ biển trên. Chỉ thấy bên kia, một nhóm 10 người đứng ngạo nghễ. Cố Trường Khanh đỏ, đen, bùi ba màu. Bá khí lộ ra tu la minh long khải phủ thân, sau lưng hai đầu giữ tợn hắc long xoay quanh, trong tay dẫn theo bạo ngược lôi đình lấp lóe huyết mâu.
Người mặc ma vương hổ khải trương hổ, cùng giao long khải giáp Lô Duệ, cùng bảy vị ăn mặc các ma khải giáp ma minh thành viên, phân biệt đứng ở phía sau hắn. Gần đây đến đây đầu nhập vào siêu văn giả rất nhiều, Cố Trường Khanh chứa chấp mười mấy cái khá mạnh người, thành lập một cái ma minh, minh chủ thì là trương hổ ở một tháng qua, ma minh đều ở điệu thấp trưởng thành quật khởi. 158 vị ma minh thành viên, trước mắt tất cả đều là tứ giai trung hậu kỳ. Trương hổ, Lô Duệ thì ngũ giai hậu kỳ. Cố Trường Khanh trên người hình xăm quá nhiều, trước mắt mới đem tu la, hắc long, minh thần, huyết mâu siêu văn tu luyện đến tứ giai, còn lại đều là tam giai. Hắn siêu văn quá cường đại, tiến giai cần thiết tinh hạch cũng là những người khác hơn 10 lần, phi thường khủng bố. Hơn tháng trước, Cố Trường Khanh có thể lấy nhất giai thực lực chém giết tứ giai hậu kỳ Nghị Vương. Tứ giai hắn thực lực khủng bố đến mức nào, liền chính hắn đều không rõ lắm ha ha. Một tháng không thấy, Cố đại lão vẫn như cũ bá khí lộ ra a. Thần tượng, có thể hay không để cho ta cũng thêm vào người mà mình a? A a a. Ông trời của ta, trên địa cầu hiện tại có thất giai lĩnh chủ cấp dị thú sao? Tiến hóa nhanh như vậy sao? Thất giai lại như thế nào? Cố đại lão còn không phải trực tiếp đi săn giết, không hổ là chúng ta mẫu mực a. Cố đại lão, ta cũng là siêu văn giả, ta muốn cho ngươi sinh một đống hậu tử, cái mông ta rất lớn, rất biết sinh. Lan, Cố đại lão là chúng ta nam. Phòng trực tiếp bên trong khung bình luận, tất cả đều là các loại sùng bái Cố Trường Khanh. Giống. Chợt vào lúc này, một tiếng cuồng bạo nổ hống, trùng kích cuồng lang ngập trời, nghịch không mà lên mấy chục mét, giống như biển động dâng trào. Oeng. Long. Sau đó, liền gặp một đầu màu đen quái vật khổng lồ, ầm vang ở giữa từ đáy biển bên trong ngoi đầu lên, thanh thế kinh người bay lên không trung mà ra. 600 mét khoảng cách thân thể lăn lộn ở trên mặt biển, băng lãnh vảy giáp màu đen bao trùm, như là giống như là rắn to lớn đầu to dữ tợn vô cùng. Há mồm ở giữa liền có thể nuốt dưới một chiếc xe buýt, bởi vậy có thể thấy được là bực nào một đầu quái vật khổng lồ. Giống, giống, giống. Nó cũng không phải là chính mình tới, đi theo phía sau lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối tiểu đệ, từ hải xà, điện man trở dài mảnh hải thú tạo thành, đã khủng bố lại buồn nôn. Tất cả đều là 3-4 giai đi lên, nếu là bọn họ có thể đạp vào lục địa, đem là nhân loại một trận tai họa thật lớn. Phòng trực tiếp các thiết tử, nhà ta lão bản săn giết mục tiêu tới nhà, mời xem, cũng là đầu này quái vật khổng lồ, chỉ xem bộ dáng của nó, có phải hay không đều cảm thấy sợ chứ? Bất quá không quan hệ, nó không có cách nào thông qua màn hình đi tìm các ngươi, càng không khả năng theo nhà ta lão bản trong tay đào thoát. Theo nàng dứt lời, nhiếp ảnh gia đem kính quay đầu sang chỗ khác. Phương này hải vực trên khủng bố chi cảnh, lập tức làm cho cả phòng trực tiếp sôi trào. DS, hôm nay 10 phiếu, phiếu đề cử nếu có thể để cho ta hài lòng, ngày mai trực tiếp bạo chương 7 chương, 10 chương cũng không phải là không thể được. 18, chương 19, thất giai, cũng mới điểm ấy trình độ. Em mở quốc, nào đó cung. Nghị trưởng vị trí bên trên, ngồi lấy một vị ăn mặc màu xanh đậm âu phục, khôi ngô thẳng tắp, đỉnh lấy lớn đầu hói, rất có chen ép hắc nhân chẳng hán. Có chút ý tứ, thật không nghĩ tới, Long Quốc có thể nhanh như vậy ổn định lại cục thế. Cố đại lão, xem ra là Long Quốc trước mắt mạnh nhất siêu văn giả, trên thân siêu văn khải giáp ngược lại là bá khí, cũng đừng miệng cọp gan thỏ. Trên bàn hình chiếu màn sáng bên trong, chính là tiểu đoàn đoàn phòng trực tiếp. Bọn họ em mở quốc, cơ hồ toàn dân hình xăm, càng không ngăn lại quân đội xăm hình xăm. Bởi vậy bọn họ ở thiên địa dị biến sau 10 ngày không đến, liền đem siêu vong trang bị chỗ trong thành thị những dị thú kia dọn dẹp sạch sẽ, mở ra siêu vong bao trùm. Lại cơ hồ là toàn dân hình xăm, trận này thai biến tổn thất của bọn họ rất nhỏ, trấn thủ đại hình kho lương các nơi quân đội, trong vòng một đêm trở thành siêu văn giả, giết dị thú như chém dưa thái rau. Vị này James Cotler, vốn là một vị tướng quân, là thừa dịp loạn xoán vị đi lên. Thành công sống qua tử vong, thức tỉnh 4 cái hình xăm. Siêu văn toàn bộ khai hỏa, Lâm Thần Đế Hoàng Khải Giáp cũng chỉ có thể cùng hắn chia 5 năm. Toàn cầu mạnh nhất đám người này một trong. Em ở quốc người hiện tại qua phi thường thoải mái. Cả nước trên dưới chỉ có không tới 3 thành người chưa xăm hình xăm. Ngoài ra, còn có rất thích hình xăm đại hùng quốc, tổn thất cũng rất nhỏ, rất nhanh ổn định dị thú mang tới trung kích. Tổng thống, muốn hay không tiến hành một trận cả nước trực tiếp, để chúng ta người nhìn xem, Long Quốc cái này gọi Cố đại lão, là làm sao bị đầu này thất giai hắc giao ngược sát. James có lở phụ tá, khinh thường cười lạnh nói, căn bản không tin tưởng, hiện giai đoạn có nhân loại có thể chống đỡ thất giai dị thú đây là tự chịu diệt vong. Mở đi, để cả nước nhân dân cũng nhìn xem Long Quốc xấu mặt, cũng là một kiện không tệ sự tình. James có lở cho mình đốt một điếu xì gà, mới tứ giai đỉnh phong hắn cũng không cho rằng trước mắt trong nhân loại ai có thể dung chuyển thất giai dị thú. Được, trợ thủ của hắn lên tiếng rời đi. Bọn họ cùng Long Quốc vốn cũng không hợp nhau. Không bao lâu, em mở quốc điện thoại di động của mọi người đều tổ bụp ra dạng này một cái tiêu đề, Long Quốc hầu tử đồ dao, nhanh nhìn này xấu mặt. Em mở quốc người thấy thế, ào ào hiếu kỳ điểm đi vào. Thậm chí, trong thành thị trên quảng trường treo màn hình đều là Long Quốc Tây Hải bên kia hình ảnh. Tây Hải, điên cuồng phòng túng cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ mặt biển hải thú, dày đặc buồn nôn để người tê cả da đầu, đầu kia thất giai hắc giao hung khí ngập trời, tiếp cận 700 mét khoảng cách thân thể lan lộn tại làn sóng bên trong, dẫn theo mấy vạn 3-4 giai hải thú, dừng ở khoảng cách Cố Trường Khanh bọn người vài dặm bên ngoài hải vực trên. So đèn lồng còn lớn hơn con người, quay tròn loạn chuyển nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Gầm lên giận dữ, chấn động cả phiến hải vực, thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường cùng kinh miệt. Nó là thật không nghĩ tới, lại có thể có người loại dám đến khiêu khích chính mình. Tây Hải đều bị nó chế bá, vũ khí hạt nhân cũng có thể đối cứng một khoản nó, tên nhân loại này dựa vào cái gì dám đến? Giống. Cố Trường Khanh sau lưng song long, không cam lòng yếu thế phát ra đinh thai nhức góc gào thét, bạo ngược long mục uy nghiêm tuyệt luân. Dục dịch nghĩ nuốt đầu này hắc giao ngọa tạo, hung mãnh quá một đầu hắc giao, Cố đại lao tài giỏi qua sao? Trên lầu đừng nghi vấn Cố đại lao thực lực, Cố đại lao dám đi săn giết, nói rõ hắn khẳng định so đầu này hắc giao mạnh, chúng ta rửa mắt mà đợi. Đúng, ngươi dám nghi vấn Cố đại lao thực lực. Dạng này một đầu tiểu giao xà,
ở Cố Đại Lao trước mặt có thể lật lên sóng gió gì. Quản lý nhân viên trực tiếp đem nghi vấn Cố Đại Lao đần độn cấm luôn đi. Một phòng trực tiếp bên trong, cơ hồ tất cả đều là Cố Trường Khanh nao tàn phan, đều cảm giác hắn là vô địch, không có thể dung chuyện. Những cái kia phát khung bình luận chất vấn người, trong nháy mắt liền bị phun máu chó đầy đầu. Cố Trường Khanh đây là đập chúng ta chẳng tử. Đang muốn tiến về buổi họp báo Long Chiến Quốc, nhìn qua tiểu đoàn đoàn phòng trực tiếp, sắc mặt có chút khó coi. Cảm giác Cố Trường Khanh chuyên môn ở cùng bọn hắn đối nghịch. Hiên Viên Vương Thủy nói, vô luận hắn có phải hay không đập chúng ta chẳng tử, đều phải kéo dài trễ một ngày ban bố, có lẽ là trùng hợp cũng không nhất định. Hải Dương uy hiếp quá lớn, ngắn ngủi trong một tháng, lại xuất hiện thất giai hải thú, muốn không nên dùng vũ khí hạt nhân oanh tạc một phen, tạm hoãn tốc độ của bọn nó. Hoàng Mạnh Quốc rất là ngưng trọng nói, sau đó hoàn toàn chính xác có cần phải oanh tạc, không thể thả những xuất sinh này tùy ý tiến hóa. Hiên Viên Vương Thụy cùng Long Chiến Quốc đồng ý gật đầu, sau đó lặng lặng quan sát trực tiếp, muốn nhìn một chút Cố Trường Khanh trong một tháng này tiến hóa đến cái gì tầng thứ. Trên bờ Tây Hải, Trương Hổ thấp giọng nói ra, lão đại, có nắm chắc không? Nắm chắc? Đừng nói nó là thất giai, tuy là bát giai, hôm nay cũng chạy không thoát. Cố Trường Khanh trên thân khải giáp lưu chuyển lên bạo ngược ánh sáng, lạnh nhạt nói xong, nhấc chân bước ra, càng hợp dẫm trên không trung, dẫn theo huyết mâu thẳng đến đầu kia hắc giao đạp không mà đi ông. Theo hắn buông xuống phương này hải vực, khoảng cách hắc giao không đủ 100m, chấn động một tiếng u ám sắc minh thần lĩnh vực, trong khoảnh khắc bao trùm phương này không gian. Theo lĩnh vực triển khai, thân ở trong lĩnh vực sở hữu hải thú, thực lực hết thể rơi xuống nhất giai. Giống. Hắc giao gầm nhẹ, hình thể trong nháy mắt thu nhỏ một vòng, hóa thành 400-500m khoảng cách. Nó mang tới tiểu đệ, cũng bất an gào thét. Oanh. Cố Trường Khanh không cho hắc giao thời gian phản ứng. Ầm vang ở giữa một bước đặc không, sau lưng song long thét dài, trong tay huyết mâu nở rộ vô lượng lôi đỉnh đột phá gấp 6 lần tốc độ âm thanh, không khí nổ tung, xương trắng phun trào, liền vệ tinh cũng chỉ có thể bắt được một cái bóng. Giống. Hắc giao lại thấy rõ, đồng thời kịp phản ứng, há miệng liền phun ra một đạo cự đại cuồng bạo năng lượng trùm sáng âm ầm. Cố Trường Khanh lại là không nhúc nhích đứng ở nó năng lượng sóng ánh sáng bao phủ phía dưới. Một lát, làm đem vương này hải vực đều là một phân thành hai năng lượng sóng ánh sáng tán đi, Cố Trường Khanh lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở hắc giao phụ cận. Thậm chí phá phòng đều làm không được. Lục giai thì điểm ấy trình độ, Cố Trường Khanh giống như nghĩ kiểm chắc một phen tự thân chiến lực, lúc này đem minh thần lĩnh vực tán đi. Oanh! Hắc giao lập tức khôi phục thất giai thực lực, lộ hung quang hai mắt thời gian lập lòe, tráng kiện cái đuôi đột phá gấp đôi tốc độ âm thanh hướng Cố Trường Khanh quét ngang qua ầm. Cố Trường Khanh nhìn qua đánh nổ không khí quét tới cái đuôi, tay trái nâng lên, trực tiếp đối cứng. Một tiếng vang thật lớn, hắc giao cái này cuồng bạo mạnh mẽ một kích, thậm chí không cách nào làm cho lập ở không trung Cố Trường Khanh lui lại nửa bước, vững như bàn thạch một tay chống đỡ cái đuôi của nó. Thất giai, cũng mới điểm ấy trình độ. Cố Trường Khanh thất vọng thanh âm, theo khải giáp dưới mũ giáp truyền ra. Giống. Nói xong nháy mắt, Cố Trường Khanh sau lưng song long hoành không lướt đi, mở ra có thể vỡ nát thế gian hết thảy vật chất miệng rồng, như thiểm điện cắn xé ở hắc giao cái đuôi lân giáp trên. Bẻ gãy nghiền nát cắn nát lân giáp của nó, xuyên qua tiến vào thân thể nó, nhất thời liền gặp mảng lớn máu tươi bắn tung tóe vẩy xuống 19. Chương 20, Thu La lĩnh vực. Tam giác Bermuda dị động, năm chương đưa lên. Cầu phiếu. Ngoa tạo, đây chính là Cố Đại Lao sao? Một tháng không thấy, vẫn cường thế vô địch. Quá mạnh a. Tay không đón lấy một đầu thất giai dị thú mạnh mẽ một kích không hề động một chút nào, ta muốn nói, phóng nhãn toàn cầu, còn có ai? Ngoại tào an như bức, bá khí lộ ra, nhìn ta một người nam nhân đều nghĩ cái kia gì, Cố Đại Lao ngươi ưa thích nam nhân sao? Thật mẹ nhà hắn vô địch. Phòng trực tiếp bên trong người xem đều là Cố Trường Khanh cái kia thân mạnh vô địch thực lực, cảm thấy vô cùng rung động cùng tin phục. Oh my god, vị này Đông Phương siêu văn giả là ai? Thật mạnh a. Không phải nói nhìn hắn xấu mặt sao? Làm sao thành nhìn hắn làm náo động rồi? Thượng đế a. Hắn người mang đến cùng là cái gì siêu văn, thất giai dị thú cũng có thể nhẹ nhõm nắm. Long quốc thật là đáng sợ, không hổ là cầm giữ có thần bí lực lượng Đông Phương đệ nhất đại quốc. Phiêu lượng quốc phòng trực tiếp bên trong, đồng dạng là các loại chấn kinh, thật không thể tin không bình luận. Nhân loại, ta liều mạng với ngươi. Hắc giao bị đau giống to, lại miệng nói tiếng người, triệt để lâm vào cuồng bạo trạng thái, quanh thân ô quang lấp lóe, con mắt biến đỏ tươi xuống tới, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, hình thể trong nháy mắt hóa thành ngàn mét khoảng cách. Xuất sinh, ngươi dám thiêu đốt tinh hạch. Một mực không hề bận tâm Cố Trường Khanh tức giận. Hắn chính là vì đối phương thể nội thất giai tinh hạch mà đến. Xuất sinh này dám thiêu đốt. Oanh. Giận dữ Cố Trường Khanh, lại không còn tâm tư khảo nghiệm tự thân lực lượng, ầm vang một tiếng, khải giáp bên trong máu tanh tu la chi lực, tàn bạo hắc long chi lực, quỷ dị minh thần chi lực dung hợp lại cùng nhau xen lẫn mà ra, hóa thành 99 đạo thần cấp siêu vòng chìm nổi tại phía sau hắn, chỉ là quét ngang ra khí chẳng, liền chấn vỡ bốn phía vô số hải thú. Một bước ở giữa đột phá gấp 10 lần tốc độ âm thanh, huyết mâu xuyên không, cực điểm bạo ngược lôi đỉnh nổ diệt phương viên vài dặm hải vực, phàm là bị huyết sắc lôi đỉnh đánh tới hải thú đều bạo thể mà chết. Mà bị huyết mâu tỏa định hắc giao thì hai mắt trợn lên, trên thân ô quang bùng lên ở giữa, trực tiếp vận dụng bản mệnh thần thông, hắc ngục chi môn. Giống. Nó há mồm gào thét, đột nhiên phun ra một tòa 100m khoảng cách, hắc viêm mãnh liệt, xích sắc cuốn quanh, uy thế thông thiên khủng bố môn hộ. Sau đó môn hộ mở ra, không có gì sánh kịp thôn vệ chi lực bạo phát, muốn đem Cố Trường Khanh thu nạp vào đi luyện hóa hết. Giang giác. Thế mà, làm huyết mâu tới gần hắc giao tế ra hắc ngục chi môn, lại tại huyết mâu cũng còn chưa công kích đến nó lúc, liền bị cái kia tàn phá bừa bãi lôi đỉnh đánh tan, vết rách năng dọc, sau đó ầm vang phá nát. Làm sao lại như vậy? Hắc giao thân thể cao lớn run rẩy, không cam lòng hét lớn một tiếng, liền bị mang theo ngàn trượng lôi đỉnh xuyên không mà đến huyết mâu, từ đầu tới đuôi xuyên qua toàn bộ thân thể ầm. Cường thế đem chấn sát, Cố Trường Khanh nhấc chân đem hắc giao ngàn mét khoảng cách thi thể, đã bay đến trên bờ biển mặt. Làm sao lại như vậy? Thiên nhân loại này thật đáng sợ, cháy mau.
Lít nha lít nhít tập trung ở phương này hải vực, cái khác hải thú gặp một màn này, đều bị hù cũng không quay đầu lại chạy trốn. Bọn chúng IQ thật không so với nhân loại thấp. Chạy tứ tán. Tu La địa ngục. Cố Trường Khanh lại không có ý định buông tha bọn họ, nương theo hắn rét lạnh thanh âm rơi xuống, Tu La khải giáp cái thứ nhất thần thông quát thao ông. Dưới đáy biển huyết quang chợt hiện, một phương núi thây biển máu, bao phủ phương viên hơn 10 dặm hải vực bay lên. Chí tà chí ác chi tức tứ trời ngược địa, hoảng sợ huyết quang chiếu rọi cả phiến hải vực. Phàm là bị bao phủ trong đó hải thú đều không ngoại lệ, liền một điểm sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị ma diệt thành một đoàn dòng máu đến hàng vạn mà tính hải thú, liền ở ngắn ngủi mấy giây ở giữa bốc hơi hầu như không còn. Trôi nổi lên mảng lớn nắm đấm lớn màu ngà sữa tinh hạch. Nồng đậm máu tươi, nhuộm đỏ phương này hải vực. Phiêu Lược Quốc, nào đó cung. Diêm có lờ nhảy đứng thẳng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chọc trong màn hình cái kia đạo sau lưng mọc lên đôi hắc long, ba màu thần cấp siêu vòng ra thân, trong tay bạo ngược huyết mâu vĩ ngạn dáng người. Nghị trưởng, cái này. Trợ thủ của hắn không được nuốt nước bọt, không nói ra một câu. Diêm có lờ trầm lặng nửa ngày, mới nói, Cố đại lão, thật là một cái đại lão a. Có thể cùng hắn liên lạc nhiều hơn, hiện tại cái gì đều không trọng yếu là ở cái này dị thú hành hành trong loạn thế dừng chân. Vâng, ta cũng cảm thấy, ngay tại hôm qua, chúng ta vệ tinh ở Đại Tây Dương Tam Giác Bermuda cái kia phiến hải vực, kiểm tra đến có một cái quái vật khổng lồ sắp ngoi đầu lên, nhưng không biết là cái gì, nếu là cự thú, chúng ta Bắc Mỹ Châu thì nguy hiểm. Ừm. Chuyện này ngươi vì sao không sớm chút nói cho ta biết? Dêm có lờ trừng mắt, hung thần ác sát nhìn chằm chằm cái sau. Ta vừa mới đến liền muốn nói, nhưng nghị trưởng ngươi đang nhìn trực tiếp. Ở Dêm có lờ khí chàng uy áp dưới, phụ tá run lẩy bẩy nói. Dêm có lờ thở sâu, hỏi, ngươi xác định Tam Giác Bermuda có đồ muốn đi ra? Phụ tá trọng trọng gật đầu, đúng, rất lớn. Trước mắt còn kiểm đo không ra là cái gì. Xem ra, chờ sau đó thực sự liên hệ vị này Long Quốc Cố đại lão. Diêm có lờ ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt cũng trở về đến phòng trực tiếp bên trong. Phụ tá nói, đúng rồi nghị trưởng, anh Hoa cùng đồng tử hướng chúng ta cầu viện, muốn hay không giúp bọn hắn. Diêm có lờ lạnh lùng nói ra, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Lưu bọn họ cũng vô dụng. Trước kia giúp bọn hắn, là nhờ vào đó hạn chế Long Quốc. Hiện tại không cần hạn chế, bọn họ cũng liền không có chút nào giá trị lợi dụng. Diêm có lờ tiếp tục nói, liên hệ Cố đại lão trước đó chuẩn bị cho ta đầy đủ 1 triệu người ăn 1 năm vật tư vận chuyển hướng Long Quốc, muốn cùng chi giao tốt, liền đến trả giá đắt. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Phụ tá lên tiếng rời đi. Bởi vì bọn hắn cơ hồ là toàn dân siêu văn giả, nhận dị thú trùng kích cũng không lớn, các châu kho lương các vùng đều được bảo hộ xuống dưới. Chỉ là điểm ấy tư nguyên, đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Jim. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một vị tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy bay bổng, tướng mạo cực đẹp người da trắng nữ tử. Mắt gặp người đến là ai, Jim có lờ cười nói, Adena, ngươi là vì Cố đại lão cái kia thân cường hãn thực lực mà đến a? Nàng này, thân trên có khắc võ thần Adena, thuận miệng cũng liền gọi nàng Adena. Adena gật đầu, không tệ, đến giao hảo người này, vi biểu thành ý, ta có thể tự mình đi qua. Cái này không thể tốt hơn. Ta vừa khiến người ta thu thập một nhóm vật tư chuẩn bị đưa qua, có người đi theo sẽ an toàn rất nhiều. Dêm có lờ mới vừa rồi còn đau đầu phái người nào đi qua, không nghĩ tới Adena thì đưa tới cửa. Adena nói, đừng keo kiệt, nhiều đưa chút, không phải vậy ta không có ý tứ. Dêm có lờ cười nói, được, vậy liền thêm nhiều 1 triệu người ăn 1 năm. Nói, hắn gọi phụ tá điện thoại. Đợt. Hôm nay chương 05. Đưa lên, cầu điểm nguyện phiếu, phiếu đề cử, ngũ tinh tốt bình luận, nhiều, ngày mai cũng 5 chương. Chỉ cần các ngươi ra sức, tác giả khẳng định cũng cho lực 20. Chương 21, ước vạn người thỉnh nguyện. Dạ tâm bừng bừng nữ nhân. Long Quốc, vội hợp báo hiện trường. Cố đại lao thật là mạnh a. Muốn thành lập siêu văn giả liên minh chi chủ, vì cái gì không phải hắn? Đúng, sớm biết không phải là hắn, ta thì không tới, đi đi. Ta cũng đi. Chúng ta Long Quốc ở cái này loạn thế, vẫn là phải dựa vào Cố đại lão. Trong đại sảnh ký giả bọn người đều dẫn theo camera, nhìn điện thoại di động trực tiếp ào ào rời đi. Chính như bọn họ nói, nếu như sớm biết không phải là Cố đại lão, bọn họ căn bản cũng sẽ không tới. Trong lòng bọn họ, trừ Cố đại lão bên ngoài, không người nào có tư cách đảm nhiệm siêu văn giả liên minh chi chủ. Cố Trường Khanh liên tiếp bày ra đến thực lực, lên tới siêu văn giả, xuống đến người bình thường, cơ hồ đều trở thành hắn phán cứng. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Cố đại lão có thể chiếu cố một chút bọn họ, chèn ép những cái kia nghiền ép bọn họ người bình thường hôn đản siêu văn giả. Nếu như Cố Trường Khanh thật làm như thế, ký hy vọng ở trong nước đem đạt tới xưa nay chưa từng có tầng thứ, thì nhìn hắn nghĩ như thế nào. Kiếp trước hắn liền giống như dạng này, người bình thường như vậy kéo dài hơi tàn, hẳn là sẽ là người bình thường như chút phúc lợi. Hắn tuy nhiên không muốn làm chúa cứu thế, nhưng cũng sẽ không để sùng bái hắn người có điều mất nhìn. Hội trường bên trong, Hoàng Chiến Quốc nhìn màn ảnh bên trong trực tiếp, cười khổ nói, Cố Trường Khanh hy vọng không ngăn được, nếu như hắn thật nguyện ý là người bình thường chèn ép siêu văn giả, cái kia đem càng kinh khủng. Phòng trực tiếp bên trong khung bình luận tiểu đoàn đoàn, có thể hay không cùng Cố đại lao nói tiếng, để hắn chèn ép một chút những cái kia nghiền ép chúng ta siêu văn giả. Đúng vậy a tiểu đoàn đoàn, chúng ta mỗi ngày mệt gần chết mười mấy tiếng. Bọn họ chỉ cấp một cái thịt hộ, nhưng nếu như chúng ta không đi làm, liền muốn chịu đói, thậm chí chết đói, van cầu ngươi cùng Cố đại lao nói tiếng. Đoàn đoàn tỷ, hy vọng ngươi nhất định muốn chuyển đạt một chút lời của chúng ta a. Nhìn lấy những thứ này khung bình luận, ba vị Long Quốc lãnh đạo tối cao mặt lộ vẻ đắng chát. Mở loại thịt gia công nhà máy siêu văn giả thực tế quá nhiều, bọn họ là có thể chèn ép, nhưng nếu như bọn họ bởi vậy ghi hận mà đóng lại công xưởng, đem về đói bụng đến càng nhiều người. Dựa vào vì quốc gia hiệu lực siêu năng giả, căn bản nuôi không sống nhiều người như vậy. Trông chọt ruộng lúa chờ, ít nhất phải mấy tháng sau mới có thể thu hoạch. Nhưng dù cho thu hoạch cũng chưa chắc có thể giải quyết lương thực nguy cơ. Trong vòng mấy năm này, vẫn là phải dựa vào dị thú thịt,
mới có thể để cho Long Quốc to lớn nhân khẩu ăn no. Các thiết tử, các ngươi nói, ta nhất định sẽ chuyển cáo nhà ta lão bản, ta cũng hy vọng lão bản làm cho các ngươi qua một chút khá hơn chút. Tiểu Đoàn Đoàn nhìn qua phòng trực tiếp bên trong nhảy ra khung bình luận, đồng tình chi tâm tự nhiên sinh ra, rất kiên định hướng bọn họ bảo đảm nói: "Lão đại, nếu như Cố đại lao thật ra mặt sửa trị, chúng ta..." Bang phái khác trụ sở bên trong, nơi này chướng khí mù mịt, một đám lưu manh siêu văn giả một bên uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn nhìn lấy trực tiếp. Bọn họ bang phái trên trăm hảo tiểu đệ, cũng mở một cái ăn thịt gia công nhà máy. Thật sợ hãi Cố Trường Khanh sẽ vì những người bình thường kia ra mặt. Bị gọi là lão đại, là một vị thẳng tắp nam tử khôi ngô, để trần lấy trên thân bắp thịt năng dọc, trên cánh tay khắc lấy một đầu hắc mạn ba gián độc, trái ôm phải ấp lấy hai vị mặc hở hàng diễm lệ nữ nhân. Nam tử khôi ngô ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trầm giọng nói ra, nếu như hắn thực có can đảm vì những cái kia cấp thấp công nhân ra mặt, cái kia chính là cùng tuyệt đại bộ phận siêu văn giả là địch. Người cao gầy tiểu đệ nói, lời tuy như thế nói, nhưng ai có thể làm gì được hắn? Hắc hắc. Nam tử khôi ngô âm lãnh cười một tiếng, nói, vô cùng hung ác, không để ý hậu quả cuồng đồ ngươi cho rằng sẽ thiếu. Nếu như Cố đại lao đem chúng ta nghiền ép quá lợi hại, nói không chừng sẽ có cuồng đồ đi A Tam Quốc, trộm được mấy cái đạn hạt nhân ném đi qua cho hắn. Hắn có lẽ có thể trên bầu trời đánh nổ đạn hạt nhân, nhưng bức xạ cũng có thể đối bọn hắn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Cả nước cùng loại bọn họ loại bang phái này rất nhiều, từ từ bắt đầu làm cản, muốn làm gì thì làm. Vừa hợp báo hậu trường. Cố Trường Khanh cường hãn vô địch, nhìn Lâm Thần nghiến răng nghiến lợi, nói, hắn không thể nào là nhân loại, ta thức tỉnh hai cái siêu văn đều kém chút chết mất, nếu như hắn là nhân loại, sao có thể thức tỉnh nhiều như thế, lại cũng đều là thần thoại cấp bậc. Rất khó tiếp nhận, Cố Trường Khanh mạnh hơn hắn nhiều như vậy, làm cho hắn nhìn theo bóng lưng. Cho nên mới nói cho ngươi, đừng cùng hắn ganh đua so sánh, ngươi không sánh bằng. Tô Âu Vi nhẹ giọng an ủi, vì cái gì cũng nên cùng hắn so đâu. Chúng ta không đi chọc hắn liền tốt. Âu Vi tỷ, ta chính là không phục. Hắn xác thực rất không phục, nếu là không có Cố Trường Khanh, vạn chúng chú mục hẳn là hắn. Cái kia cũng không nên đi trêu chọc hắn, không phải vậy ta sẽ theo ngươi phủi sạch quan hệ. Tô Âu Vi rất nghiêm túc nói. Cố Trường Khanh tính cách, ít có người so với nàng hiểu rõ. Chưa đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Chọc hắn người, hạ chẳng đều rất thảm. Táng ra bại sản là tiếp theo, cơ bản đều bị hãm hại đến dây xích len ken vào tù. Tốt, ta không trêu chọc hắn. Gặp Tô Âu Vi nói như vậy, Lâm Thần thở sâu, trọng trọng gật đầu nói, hắn rất ưa thích Tô Âu Vi. Cái này là được rồi, ngươi lập tức liền sẽ thành siêu văn giả liên minh chi chủ, trừ Cố Trường Khanh bên ngoài, cơ hồ là đứng ở toàn cầu chi đỉnh tồn tại, còn không vừa lòng sao? Trước đó cũng đã nói, nàng là cái mê luyến quyền tài hiếu thắng nữ nhân. Cố Trường Khanh bên kia không thể quay về, như vậy Lâm Thần cái này đơn thuần tiềm lực cổ, khẳng định phải đem hắn bắt trong lòng bàn tay. Tây Hải, phía kia bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực, mùi máu tươi vô cùng gây mũi. Cố Trường Khanh đã trở lại trên bờ, cũng tán đi siêu văn khải giáp. Màu đen thẳng Âu phục che kín thân thể, một M85 dáng người thon dài mà vĩ ngạ, rất to hoàn mỹ gương mặt, hiển thị rõ cao lạnh lạnh nhạt thái độ. Lấy ra điếu thuốc cho mình nhen nhóm. "Lão đại, ngươi thật là mạnh a." Trương Hổ tới, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Cố Trường Khanh nhẹ hít điếu thuốc, nhặt nói, "Đi đem cái kia hắc giao tinh hạch móc ra, cần phải rơi xuống đến ngũ giai." "Tốt, mấy người các ngươi đi theo ta." Trương Hổ bắt chuyện mấy vị huynh đệ đi qua. Nô Duệ tiến lên bẩm báo nói, "Lão đại, vớt tinh hạch nhân viên lập tức đến, giao cho các ngươi." Cố Trường Khanh nhàn nhạt nói xong, liền hướng cách đó không xa cái kia chiếc máy bay trực thăng đi đến. Hắc giao bởi vì tự đốt tinh hạch, chí ít rơi xuống đến ngũ giai, hắn coi thường. Lục giai trên người hắn đều có mấy khỏa. Rất đáng tiếc, lúc ấy cái kia trực tiếp lôi đình xuất thủ trấn sát. Hấp thụ lần này giáo huấn, lần sau hắn tuyệt sẽ không lệ mà lệ mề. Thất giai rớt xuống ngũ giai, quá thua lỗ. Tiểu Đoàn Đoàn thấy thế, bắt chuyện nhiếp ảnh ra đuổi theo 21. Chương 22, một câu, đắc tội Long Quốc bảy thành trở lên siêu văn giả. Ông gió nhẹ, trở về đại hình trong phi cơ trực thăng, cách âm hiệu quả phi thường tốt. Lão bản, phòng trực tiếp bên trong tốt nhiều người fan, muốn cho ngươi giúp hắn một chút nhóm. Tiểu Đoàn Đoàn ngồi ở Cố Trường Khanh bên người, hôm nay hắn ăn mặc một đầu túi màu đen mông ngắn quần jean, cùng một kiện lộ ra cái rốn màu trắng ngắn tay thương cảm. Mượt mà trắng như tuyết cặp đùi đẹp, đầy đặn mật đỏ mông, khe danh tính mịch sung mãn hai phòng, không không lộ ra khiến người ta thèm nhỏ dãi dụ hoặc. Nhiếp ảnh gia chính đem ống kính đối lấy bọn hắn. Phòng trực tiếp phi thường náo nhiệt, Đoàn Đoàn tỷ ngươi thật tốt, nói được thì làm được. Hy vọng Cố đại lão có thể giúp chúng ta một tay, mỗi ngày tiền lương chỉ cần nhiều cho chúng ta hai cái thịt hộp liền tốt. Đúng, ở cái loạn thế này, chúng ta không yêu cầu xa vời có thể trở lại cuộc sống trước kia, nhưng nỗ lực cũng nên có thể thu được tương ứng hồi báo, cầu Cố đại lão xin thương xót. Cố đại lão, cầu giúp chúng ta một tay. Cố đại lão, cầu giúp chúng ta một tay. Đến tiếp sau trong màn đạn, tất cả đều là Cố đại lão, cầu giúp chúng ta một tay. Cố Trường Khanh cầm qua Tiểu Đoàn Đoàn điện thoại di động, nhìn qua chỉnh chỉnh tề tề, nội dung nhất trí bay ra khung bình luận. Hắn nói một chút các ngươi muốn lấy được hồi báo là bao nhiêu, không quá mức phận, ta có thể giúp các ngươi. Công tác 12 giờ, chỉ ít một ngày 3 bữa, cộng thêm 3 cái thịt hộp, trước đó đều là 2 bữa ăn, một cái thịt hộp. Lập tức nhảy ra dạng này một đầu khung bình luận, đến tiếp sau toàn là copy and paste. Bọn họ đều không tham lam, chỉ lấy chính mình nên được. Tốt, vậy liền một ngày 3 bữa thêm 3 cái đồ hộp. Cố Trường Khanh khẽ bước cảm, nói: "Hôm nay các ngươi tăng ca, nếu có nhà kia công xưởng cho các ngươi thành quả lao động ít hơn so với 3 cái đồ hộp, ít hơn so với 3 bữa cơm, hoan nên ngặc danh ở ma vong nhắn lại, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Như bởi vậy có bất kỳ công xưởng cố ý đóng cửa, để cho ta điều tra ra." Nói đến đây, hắn khỏe môi dưới lộ ra một vẻ tàn bạo đường cong, cười nhạt nói, "Ta sẽ một tên cũng không để lại, giết sạch các ngươi." Hắn là từ tiền thế đi tới, biết ở cái loạn thế này, người bình thường có bao nhiêu khó khăn đã có năng lực, giúp một tay chưa chắc không thể. Gặp hắn đáp ứng,
phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt sôi trào cảm ơn Cố đại lão, về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi nói, chỉ có ngươi đem chúng ta làm người nhìn. Cố đại lão uy vũ, nghiền ép chúng ta những cái kia siêu văn giả, các ngươi nghe được Cố đại lão lời mới vừa nói sao? Cố đại lão, ta chân thành chúc phúc ngài, ở siêu văn giả một đường hài lòng như ý, thế như trẻ tre, vĩnh viễn vô địch. Tại thời khắc này, phòng trực tiếp bên trong tiếp cận 400 triệu người xem, không thể nghi ngờ là hưng phấn, kích động, thậm chí đang hoan hô kêu to. Chúng ta Long Quốc, hiện tại cơ bản hắn định đoạt ta. Hoàng Mạch Quốc, Long Chiến Quốc, Hiên Viên Vương Thụy ba vị, đã là người bình thường cảm thấy cao hứng, cũng vì Cố Trường Khanh hy vọng độ cao, cơ hồ toàn dân sùng bái cảm thấy không thoải mái. Long Chiến Quốc nói, muốn không? Lại liên hệ hắn hỏi một chút, cầu hắn làm siêu văn giả liên minh chi chủ. Tốt. Thử lại lần nữa. Hiên Viên Vương Thụy gật đầu, trực tiếp gọi Cố Trường Khanh điện thoại. Trong phi cơ trực thăng, Cố Trường Khanh nhìn điện thoại di động điện báo, trực tiếp cúp máy, nói ra, ta biết các ngươi đang nhìn trực tiếp, siêu văn giả liên minh, cái gì minh chủ, ta không có hứng thú, nhưng cái kia giúp ta cũng như thế sẽ giúp, hai họa dân chúng đáng chết, ta cũng như thế sẽ giết, không quan tâm hắn là thân phận gì. Bá khí, Cố đại lao quá bá khí. Ta nói siêu văn giả liên minh minh chủ làm sao không phải Cố đại lao, nguyên lai là căn bản không quan tâm. Cố đại lão lời nói này, thật là quá bá khí a. May mắn thiệt thòi chúng ta Long Quốc ra một vị Cố đại lao, nếu không thật không biết sống thế nào. A, ta đã triệt để biến thành Cố đại lão nhỏ mê muội, làm sao bây giờ? Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều là Cố Trường Khanh bá đạo chi ngôn, cảm thấy thật sâu tin phục. Tại dạng này trong loạn thế, có hắn dạng này một vị tồn tại, đều cảm giác là vận may của bọn hắn. Phiêu Lượng Quốc, nào đó cung. Vị này Cố đại lão, rất có nhân cách mị lực. Hạt Đế Na nhìn lấy tiểu đoàn đoàn phòng trực tiếp bên trong trực tiếp, nhìn Cố Trường Khanh ánh mắt lóe ra dị sắc. Dêm có lờ gật đầu, xác thực. Ở trên người hắn, ta nhìn thấy một loại khiến người ta xuất phát từ nội tâm tin phục khí chất, không có gì hơn thực lực, giống như là trời sinh người lãnh đạo. Hạt Đế Na mỉm cười, nói, ta đều có chút bách không kịp muốn gặp hắn. Lúc đó, ngươi chớ bị hắn mê không muốn trở về mới tốt. Dêm có lờ trêu ghẹo nàng một câu, sau đó nghiêm túc nói ra, vệ tinh bắt được tam giác Bermuda dưới, có cái quái vật khổng lồ chính đang lộ đầu, mặc kệ là cái gì, chúng ta đều phải trước cùng Cố đại lao tạo mối quan hệ, đây là ngươi chuyến này nhiệm vụ. Adena gật đầu. Johan cùng ta nói qua chuyện này, cái này dị biến tới quá đột ngột, chúng ta nhận trùng kích tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác. Ta đi về trước đổi bộ quần áo, sau đó đi xem một chút vật tư cái gì thời điểm có thể vận trang lên phi cơ. Nói xong, nàng liền bước nhanh rời đi. Cố Trường Khanh, ngươi thực có can đảm cùng bảy thành trở lên siêu năng giả đối nghịch. Long Quốc, Mado. Một tòa 100 tầng đại hạ lầu, một gian xa hoa trong văn phòng. Trước bàn làm việc, ngồi đấy một vị Âu phục phảng phiu anh tuấn uy vũ nam tử, nhìn lấy trước mắt phòng trực tiếp, sắc mặt hắn phi thường ẩm trầm. Người này tên gọi Toka, Long Quốc ba đại bá chủ một trong. Hắn không chỉ có người mang hai cái cường đại siêu văn, dưới tay siêu văn giả tiểu đệ qua 500 số lượng. Muốn nói người nào mở ra công nhà máy nhiều nhất, tất nhiên thuộc hắn. Lão bản, làm sao bây giờ? Thật muốn nghe Cố Trường Khanh. Hắn mỹ lệ thư ký, nếu mày nói ra, muốn là nghe, ta thì truyền lời đi xuống. Mục Ca lâm vào trầm tư, sắc mặt biến ảo không ngừng. Cố Trường Khanh chấn nhiếp lực, thực tế quá lớn. Lớn đến hắn không dám tùy tiện làm ra quyết định đúng lúc này, hắn điện thoại di động điện báo tiếng chuông vang lên. Mắt thấy là ai, nghe nói, Sở Minh, nói thế nào? Bên đầu điện thoại kia người, chính là ba cái cự đầu bên trong mặt khác hai cái một trong. Ta cũng không quyết định chắc chắn được, đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi ngươi a. Đối diện cười khổ thanh âm truyền ra. Mục Ca trầm ngâm nói, muốn không? Chúng ta vẫn là trước hết nghe hắn, đằng sau lại nghĩ biện pháp xử lý hắn. Đối diện trần chờ nói, hắn thần đồng dạng tồn tại, chúng ta có thể xử lý. Muốn không? Đi ấn Phạm Quốc làm chút vũ khí hạt nhân trở về, khoảng cách gần phát xạ đánh lén. Mục Ca ánh mắt lấp lóe mà nói, xuất kỳ bất ý, để hắn liền siêu văn cũng không kịp kích hoạt tình huống dưới, dựa vào nhục thân hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm, cái này cũng có thể thử một chút, liên hệ Tư Đồ huynh đệ, ba chúng ta tự mình đi một chuyến ấn Phạm Quốc đi. Tốt, ngươi liên hệ hắn, ta cùng hắn không hợp nhau. Không có vấn đề, cúp trước. Kết thúc đối thoại, Mục Ca cười lạnh một tiếng, Cố Trường Khanh, đây là ngươi tự tìm. Sau đó hướng thư ký nói, đi thôi, dựa theo Cố Trường Khanh đưa điều kiện phân phó. Được rồi lão bản. Thư ký lên tiếng rời đi. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả loại thịt gia công nhà máy siêu văn giả đều sắc mặt tâm trầm, cản bọn họ kiếm tiền phát tài, hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Cố Trường Khanh 22. Chương 23, thần bí mẫu nữ, Dêm có lời địa báo. Long Giang thành phố, nào đó cư dân lầu, một cái 40 bình tả hữu trong phòng mặt. Mụ mụ, người tại sao khóc? Có phải hay không nghĩ tiểu hoa rồi? Trên ghế salon một cái phấn điêu ngọc trác, phi thường tinh xảo đáng yêu 3 tuổi tiểu nữ hài, nhìn mụ mụ chằm chằm điện thoại di động rơi lệ, nàng hiểu chuyện cùng đau lòng ôm lấy mụ mụ cánh tay. Tiểu Hoa là các nàng trước kia nuôi sủng vật mèo, thiên địa dị biến về sau nó cũng dị biến, nhưng Tiểu Hoa sau cùng bị quốc gia trưng dụng. Trưng dụng về sau, các nàng xem như đối quốc gia có cống hiến người, bởi vậy đạt được dạng này một gian tuy nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ phòng đồng thời, mỗi tuần đều sẽ đưa tới một nhóm vật tư cho các nàng. Nhìn đến mụ mụ khóc, tiểu nữ hài theo bản năng liền cho rằng mụ mụ là muốn Tiểu Hoa. Ừm, mụ mụ là muốn Tiểu Hoa. Nữ nhân lớn lên rất đẹp, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu, luôn hành cử chỉ không giống người bình thường, xuất thân ánh mắt theo điện thoại di động phòng trực tiếp bên trong Cố Trường Khanh trên thân rời đi, lau sạch sẽ nước mắt, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười vớt vớt nữ nhi đầu. Tiểu nữ hài chớp lấy mắt to, thiên chân vô tà nói, mụ mụ, ta cái gì thời điểm mới có thể lớn lên nha? Nàng vẫn luôn nhớ kỹ mụ mụ trước đó nói, đợi nàng trưởng thành ba ba liền sẽ trở về. Theo xuất sinh đến bây giờ, đều chưa thấy qua ba ba nàng, nằm mơ đều sẽ mơ tới thần bí ba ba. Nghe nữ nhi lời nói này, nữ nhân ánh mắt theo bản năng nhìn về phía phòng trực tiếp bên trong nam nhân, há to miệng, lại cũng không biết nói cái gì,
đành phải như vậy an ủi, nhanh, Nghiên Nghiên cũng nhanh trưởng thành. Nàng nụ cười sáng lạn nói, cái kia Nghiên Nghiên trưởng thành, ba ba thật sẽ trở về sao? Sẽ, nhất định sẽ. Nữ nhân đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong nam nhân, nàng thần sắc rất phức tạp. Mụ mụ, người này là ai nha? Hắn cho ta cảm giác thật là thân thiết. Cố Nghiên Nghiên nhìn điện thoại di động bên trong nam nhân, chớp đôi mắt to sáng ngời hỏi. Nữ nhân cắn đôi môi nói, là một cái người xa lạ. Mụ mụ cũng không biết. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Người nào? Nữ nhân để xuống nữ nhi, đứng dậy hô. Là ta. Bên ngoài, thanh âm một nữ nhân truyền vào tới. Mụ mụ, là Vương A Di mang tiểu hoa trở về rồi. Nghe được đạo thanh âm này, Cố Nghiên Nghiên cao hứng chạy chậm đến đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng đấy một vị thân xuyên quần áo bó màu đen nữ nhân. Gặp Cố Nghiên Nghiên đi ra, nàng cưng chiều cười nói, "Tiểu Nghiên Nghiên, có muốn hay không A Di nha?" "Có." "Vương A Di, tiểu hoa đâu?" Cố Nghiên Nghiên lễ phép trở về âm thanh, cái đầu nhỏ ngắm nhìn chung quanh lấy hành lang. "Tiểu hoa hiện tại thế nhưng là thật là tốt đẹp lớn a, dưới lầu chờ ngươi đấy." "Đi, Vương Di dẫn ngươi đi nhìn nó." Vương Tuyết Linh nói xong không lưng đem nàng ôm lấy, rất là cưng chiều xoa nàng đầu. "Vương tỷ." Lâm Nguyệt Giao giờ phút này cũng từ trong phòng đi ra, mỉm cười chào hỏi. Vương Tuyết Linh gật đầu cười nói, "Nguyệt Giao muội muội, nửa tháng này tới qua được chứ? Ta vừa cùng tiểu hoa chấp hành nhiệm vụ trở về." "Con tốt, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi cùng tiểu hoa đều không sao chứ?" Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh đi xuống lầu. "Chỉ là hộ tống vật tư, ngoài ra còn có Long Vương tổ siêu văn giả trấn thủ, có thể có chuyện gì? Bất quá tiểu hoa lần này thế nhưng là lập công, vì đội ngũ đỡ được một đầu tam giai hung lang tập kích, không phải vậy chúng ta vận chuyển vật tư đội xe, khả năng đều muốn bị đầu kia hung lang hủy đi." Vương Tuyết Linh lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Nàng là một vị phổ thông siêu văn giả, cũng không có siêu văn khải giáp, siêu văn là một đóa tuyết liên, năng lực là đóng băng, hiện tại cũng có được nhị giai đỉnh phong thực lực, hiện đang vì nước nhà hiệu lực." Lâm Nguyệt Giao cao mày nói, "Tiểu Hoa không có sao chứ? Đây chính là nàng nuôi 5 năm sủng vật, ở khó khăn nhất, thương tâm nhất đoạn thời gian kia đều là nàng bồi tiếp." Vương Tuyết Linh cười nói, "Nguyệt Giao muội muội yên tâm, Tiểu Hoa thế nhưng là tam giai đỉnh phong cấp độ, một chút việc đều không có." Một trận nói chuyện phiếm ở giữa, hai người đã là đi vào dưới lầu trước cổng chính. Mèo, xe tải lớn nhỏ chờ ở chỗ này cái kia mèo hoa, làm gặp Lâm Nguyệt Giao cùng Tiểu Nghiên Nghiên đi ra, cao hứng phát ra một đạo nũng nịu giống như mèo tiếng. "Hoa, Tiểu Hoa ngươi làm sao biến lớn như vậy?" Tiểu Nghiên Nghiên nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, cái miệng nhỏ đại đại mở ra, tay nhỏ còn rủi rủi con mắt, tưởng rằng chính mình nhìn sai. Nhớ đến lần trước tách rời lúc, nó mới so lão hổ lớn hơn một chút. Vương Tuyết Linh đem nàng để xuống, cái sau hấp tấp chạy hướng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cúi thấp đầu, nhẹ nhàng ủi lấy nàng. "Tiểu Hoa Hoa, mụ mụ mới vừa rồi còn bởi vì nghĩ ngươi khóc đâu." Tiểu Nghiên Nghiên sờ lấy nó trên đầu mềm mại lông, rất là nói nghiêm túc. "A, Nguyệt Giao muội muội, thật." Vương Tuyết Linh kinh ngạc nhìn về phía nàng. "Cái này cô nàng chết dầm kia nói bậy. Lâm Nguyệt Giao làm sao có thể thừa nhận? Không phải liền tốt." Vương Tuyết Linh than khẽ, nói, "Cố đại lao trực tiếp ngươi xem sao? Không biết hắn vì cái gì không muốn làm siêu văn liên minh minh chủ, nếu là hắn nguyện ý tốt biết bao nhiêu nha." Nàng cũng là Cố Trường Khanh nhỏ mê muội, sùng bái đến cực hạn loại kia. "Ừm." "Mới vừa rồi còn đang nhìn, hắn không muốn làm, cần phải có lý do của hắn." Lâm Nguyệt Giao gật đầu, tinh xảo sáng rỡ trên gương mặt xinh đẹp, lóe qua một vệt vẻ phức tạp. "Trực tiếp còn giống như không có đóng, ta nhìn nhìn lại, ngươi đi trước cùng Tiểu Hoa tự ôn chuyện đi, sự thông minh của nàng cũng không so trước kia." Vương Tuyết Linh lấy điện thoại di động ra, ở bên cạnh trên ghế dài dưới trướng tiếp tục xem trực tiếp. Lâm Nguyệt Giao quả thật có chút nghĩ Tiểu Hoa, tiến lên đi qua xoa nó lỗ tai, cười nói, "Về sau làm nhiệm vụ, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, biết không?" "Meo." Tiểu Hoa trùng điệp gật đầu. Mẹ con các nàng hai ở bên kia đùa mèo. Vương Tuyết Linh thì mặt mũi tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ nhìn lấy trực tiếp. "Hoa, Nguyệt Giao muội muội, mau đến xem, phiêu lượng quốc tổng thống thế mà cho Cố đại lao gọi điện thoại." Một lát sau, Vương Tuyết Linh lên tiếng kinh hô nói, "Không hổ là Cố đại lao, uy danh đều truyền đến hải ngoại." "Thật." Lâm Nguyệt Giao nghe tiếng, bước nhanh tới ngồi ở bên người nàng quan sát. Trong phi cơ trực thăng, Cố Trường Khanh nghe điện báo người đối giới thiệu của mình, nhặt vừa nói, "James Cole, ta nhớ được phiêu lượng quốc tổng thống, tựa hồ không phải ngươi đi." "Khụ khụ, hiện tại là ta." Đối diện ho nhẹ âm thanh, nói, "Cố đại lao, chúng ta biết các ngươi Long Quốc hiện tại gấp thiếu vật tư, ta đã sai người cải máy, có thể cung cấp 2 triệu người, ăn 1 năm vật tư vận tặng cho ngươi." Cố Trường Khanh nhặt nói, "Không ràng buộc." James có lở tiếng cười truyền ra, "Đúng, không ràng buộc. Hy vọng Cố đại lao có thể nhận lấy." "Vậy liên từ chối thì bất kính. Tặng không đồ vật, há có thể không muốn. Vậy trước tiên dạng này, đợi ta xử lý xong trong nước cục diện rồi dám, nhất định bay qua uống với ngươi mấy ly." "Không có vấn đề. Gặp lại." Đối phương nói thôi, cắt đứt trò chuyện. Nghe lấy đối thoại của bọn họ, phòng trực tiếp bên trong sôi trào. Cố Trường Khanh ra hiệu tiểu đoàn đoàn có thể đem trực tiếp đóng. DS. Ba chương đưa lên, hôm nay còn có 2 chương, hẹn ở trạm vạng tối 5-6 điểm đổi mới, có khả năng sẽ sớm một chút, nhưng sẽ không vượt qua 6 giờ. Câu điểm phiếu đề cử, nguyện phiếu. Vô cùng cảm kích. Cảm ơn địch bất quá thời gian chạy không khỏi khoảng cách 1666 sách tiền khen thưởng 23. Chương 24, tinh tế chi môn. Ấn phạm điện báo, 2 chương hợp nhất, cầu phiếu. Long Giang thành phố, phi trường quốc tế 100 chiếc đại hình máy bay vận tải, chỉnh tề hạ xuống nơi này, đây là Cố Trường Khanh đổ giao về sau ngày thứ 2, Adena cuối cùng mang theo vật tư tới. Dòng giá 100 chiếc, tràn đầy các loại vật tư đại hình máy bay vận tải. Cầm đầu cái kia chiếc máy bay vận tải dưới, Trương Hổ mang theo mấy vị các huynh đệ tự mình đến tiếp đúng lúc này, cabin cửa từ từ mở ra. Dẫn đầu đập vào mi mắt, là một vị ăn mặc đỏ, kim nhị sắc khải giáp, tư thái cao gầy bay bổng, đầu đầy tóc vàng khăn choàng,
phi thường cao quý mỹ lệ người da trắng nữ tử. Vị này chính là Adena. Một đường theo M quốc bay tới, trên đường thế nhưng là tạo nộ không ít hung cầm tập kích. Nếu không có nàng tọa chấn, tốt máy bay bay không đến Long Quốc. Hoan nên. Trương Hổ thấy thế, tiến lên mỉm cười chào hỏi, cũng tự giới thiệu mình, ta là Ma Minh Minh chủ Trương Hổ, phục lao đại chi mệnh, trước tới đón tiếp hạt đệ nạ nữ sĩ. Trước mắt cái này phương Tây nữ nhân, để hắn hai mắt tỏa sáng. Ngươi tốt, ta là Adena. Adena mang theo hai vị thân mặc áo giáp siêu văn giả đi xuống máy bay, đưa tay hướng Trương Hổ hồi lấy mỉm cười nói. Trương Hổ đưa tay, tới đem nắm, cười nói, cảm tạ quý quốc vật tư trợ giúp, lao đại của chúng ta chính ở căn cứ chờ ngươi, mời. Adena khẽ gật đầu, tán đi người mặc siêu văn khải giáp, bản thể mặc là một đầu bó sát người tử văn màu đen xẻ tà váy dài đem sự hoàn mỹ dáng người tỷ lệ tuyến, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế, trắng như tuyết váy dài dưới làn váy như ẩn như hiện, trên mông lớn eo nhỏ không có chút nào thịt thừa, trên đó là nửa chặn nửa che, khe danh tính mịch hai phong. Cùng lúc đó, kinh đô đại sảnh, hôm qua chỉ hoãn buổi họp báo, hôm nay lại không ngoài suy đoán triển khai. Cả nước trực tiếp tuyên cáo siêu văn liên minh thành lập, minh chủ, Lâm Thần cũng mời chào cả nước siêu văn giả, một lần nữa kiến thiết rách nát quốc gia. Lâm Thần ở buổi họp báo trên đọc lời chào mừng, rất là rõ ràng. Bởi vì Cố Trường Khanh là người bình thường chen ép siêu văn giả, đối với hắn có ý kiến người, ảo ảo thêm vào siêu văn liên minh. Trở thành siêu văn liên minh một viên, đó chính là lấy quan phương thân phận làm việc đến tiếp sau gia công nhà máy bên trong, chụp một cái công nhân thì thuộc, Cố Trường Khanh hắn dám nói cái gì? Vài trăm người công xưởng, chụp một cái chính là mấy trăm. Rất nhiều siêu văn giả đều là giấu trong lòng trở lên tâm tính thêm vào. Tuy nhiên thêm vào siêu văn liên minh về sau, cần nghe theo quốc gia triệu hoán điều động, nhưng đổi lấy liên minh thành viên thân phận, đáng giá ở ngắn ngủi một ngày không đến, long vong trên siêu văn liên minh đẳng cấp thành viên, chính là quá ngàn số lượng. Cái gì siêu văn giả liên minh, Cố Trường Khanh căn bản không hứng thú đi chú ý, hắn lời đã thả ra, ai dám coi như là gió bên hay, đừng trách khác thủ đoạn tàn nhẫn. Thời giao, Ma Minh căn cứ. Không giống trước đó còn cũ é, hiện tại căn cứ phi thường náo nhiệt, mấy cái công xưởng đồng thời bắt đầu làm việc, trong căn cứ công nhân có 8000 trở lên. Chỉ cần công tác, mỗi ngày ấm no đều không là vấn đề, hơn nữa còn đều có thể ở tại hoàn cảnh rất tốt trong phòng, căn bản không cần lo lắng nguy hiểm gì, cũng ngày mai thời gian làm sao qua. Căn cứ trong công viên, có không ít tiểu hài tử đang chơi đùa. Trong ruộng, có phụ nữ làm việc. Mỗi ngày mặt trời mọc mà càng mặt trời lặn thì nghỉ, tự nhiên có thứ tự, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Đúng lúc này, ngoài trụ sở lái tới một đoàn xe. Tất cả đều là trọng hình xe vận tải, trên đó tràn đầy lấy các loại dị thú thi thể. Thỉnh thoảng còn có đại hình trực thăng vận tải hạ xuống tại phi trường, mang về số lớn hải quái thi thể, mang đến ăn thịt gia công nhà máy. 158 vị ma minh thành viên, lấy 10 vị một đội ngũ, mỗi lần 5 cái đội ngũ, đều sẽ thay phiên mang một nhóm phổ thông siêu văn giả ra ngoài săn giết dị thú. Còn chưa bị đến phiên thì cũng có thể ở căn cứ bên trong tu luyện. Phổ thông siêu văn giả cũng không phải là ma minh thành viên. Trong căn cứ cùng sở hữu 300 vị tả hữu phổ thông siêu văn giả, ra ngoài săn giết dị thú lúc, phần lớn là quét dọn chiến trường, vận chuyển vật tư. Không phải ai đều có thừa nhập ma minh tư cách. Đội trưởng, nhiệm vụ lần này hoàn mỹ hoàn thành, ta nghĩ đi ra ngoài một chuyến có thể sao? Bên ngoài chạy tiến đến đội xe, ở khoáng đặt trên quảng trường sau khi dừng lại. Một vị cùng Vương Dung ngồi đấy cùng một chiếc xe, mặc trên người loan điệu khải giáp nữ tử, hướng Vương Dung xin chỉ thị. Vương Dung là cái đội ngũ này đội trưởng, cần muốn đi ra ngoài làm cái gì, đều muốn cùng với nàng báo cáo, dù cho ngươi là đi ra ngoài chơi, cũng phải nói với nàng một tiếng. Nàng này tên gọi Triệu Vũ Phỉ, tướng mạo cùng dáng người đều không có thể bắt bẻ, nhìn như 24-25 tuổi. Là Ma Minh thành viên. Đi làm cái gì? Vương Dung sai người đem xe lái đi ăn thịt gia công nhà máy về sau, mới hướng nàng dò hỏi. Trên người nàng, ăn mặc tiên sứ nữ vương khải giáp, đỏ, kim song sắc khải giáp, bao trùm ở nàng lồi lõm nở nàng trên thân thể, lộ ra đến mức dị thường cao quý không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Triệu Vũ Phỉ thấp giọng nói ra, "Đội trưởng, ta muốn đi xem ta bản thân, nàng một người, còn mang theo một đứa bé, ta muốn cầm điểm đồ ăn cho nàng." "Đi thôi." Xem hết ôn chuyện một lát, tận mau trở lại tu luyện. Thiếu gia có bao nhiêu nghiêm ngặt, ngươi hẳn phải biết. Vương Dung vô vô bả vai nàng, theo sau đó xoay người rời đi. Cố Trường Khanh đối Ma Minh thành viên yêu cầu đều rất nghiêm ngặt, nhiệm vụ thời gian bên ngoài, trừ ăn và ngủ bên ngoài, nhất định phải tu luyện đến mức phổ thông siêu văn giả, liền không có nhiều như vậy khuôn sáo. Thích tu không tu, cũng chỉ là quét dọn chiến trường, phụ trách vận chuyển tiểu nhân vật. Cố Trường Khanh biết, rất nhanh liền sẽ có một trận ác chiến. Tạ đội trưởng, ta nhất định tận mau trở lại. Triệu Vũ Phỉ hướng về Vương Dung bóng lưng cao giọng nói tạ, sau đó bước nhanh hồi chỗ ở của nàng rửa mặt thay quần áo. Trung ương biệt thự sang trọng, hoa lệ trong đại sảnh. Cố Trường Khanh một thân màu đen đồ ngủ, đang ngồi dựa vào tại trên ghế salon, nhìn lấy M quốc vệ tinh hình chiếu tới tam giác bét mù đa chỗ sâu, cái kia chậm rãi ngoi đầu lên to lớn bóng đen. Cố đại lão, cũng là gia hỏa này, ngươi có thể nhìn ra là cái gì sao? Trong video James Cole có chút ngưng trọng nói ra. Lão bản, ta làm sao nhìn, giống như là một cánh cửa hình dáng. Tiểu Đoàn Đoàn cuộn lại hai chân, ngồi ở trên ghế salon Cố Trường Khanh bên người, mặc một bộ so sánh nhẹ nhàng khoan khoái váy ngủ, trắng non da thịt phần lớn lộ ở bên ngoài, nàng nhìn chằm chằm hình chiếu bên trong hình ảnh, có chút chần chờ nói. Ừm, sắc thực giống. Cố Trường Khanh khẽ nhíu mày, tiếp trước 3 năm, hắn nhớ đến cái này tam giác Bermuda, cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Như vậy hiện tại là có ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì duyên cớ của hắn, rất phát hơn dương cũng thay đổi. Vẫn là nói, tam giác Bermuda dưới quái vật khổng lồ này, tại cái kia 3 năm ở giữa đều không thể đi ra. Lúc này, Vương Dung trở về, gặp Cố Trường Khanh đang cùng người trò chuyện, nàng không có quấy rầy, lên lầu trở về phòng rửa mặt. Ta nhìn cũng giống, hôm qua ta ngày mai mở tàu ngầm hạt nhân đi xuống, nghĩ khoảng cách gần nhìn xem, lại vừa xâm nhập 300-400 mét, liền lọt vào một cỗ thần bí từ trường phá hủy. Dêm có lờ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói,
phương này hải vực không thấy một đầu hải thú, này vật lớn sợ có ngày lớn địa vị. Đợi có rảnh, ta tự mình đi qua nhìn một chút. Cố Trường Khanh đối với cái này tới cực lớn hứng thú, quyết định đem sở hữu siêu văn đều tu tới lục giai, tự mình tới xem cái kia là vật gì. Hắn cảm giác là tinh môn cảm giác không lớn, ngược lại là giống tới từ địa ngục môn hộ. Rất nhanh, hắn liền sẽ xác minh suy đoán của hắn. Trong ngắn hạn nó cần phải ra không được, để phòng ngoại ý muốn phát sinh, Cố tiên sinh ngươi vẫn là trước tiên đem tự thân thực lực lại để cao một số. Dêm có lờ thấp giọng nói ra, nếu như đây thật là một cánh cửa, ta cực độ hoài nghi là một tòa tinh môn, ngoại tinh văn minh nghĩ vào ở địa cầu tinh môn, nhưng đây cũng là suy đoán của ta. Cố Trường Khanh nhạt nói, đừng hoảng hốt, chúng ta chí ít có thời gian 3 năm, đến lúc đó thần tới giết thần. Hy vọng có thể có thời gian dài như vậy, ta còn có một số việc phải xử lý, Adena cũng sắp đến, trước hết dạng này. Cố Trường Khanh gật đầu, cắt đứt video trò chuyện. Lão bản, thật sự có ngoại tinh văn minh sao? Tiểu Đoàn đoàn tay nhỏ nhẹ véo nhẹ lấy Cố Trường Khanh bả vai, rất là hiếu kỳ nói. Cố Trường Khanh cho mình nhen nhóm điếu thuốc, nhạt nói, không bài trừ loại khả năng này. Ngươi nhìn nhiều ma võng, nhìn xem có hay không nặc danh nhắn lại, nếu quả thật có, để Triệu Phong dẫn người tới giết gà dọa khỉ, gặp hạt đệ nạ về sau, ta liền muốn bế quan 4 tháng. Kiếp trước, thiên địa dị biến 4 tháng về sau, huyết tam giác bên kia ra đời một tòa cổ di tích. Kiếp trước thân là người bình thường hắn, cũng không biết bên trong có cái gì, chỉ biết là tòa này di tích, để các quốc gia siêu văn giả đều thương vong đông đảo. Còn thu được rất nhiều dẫn chức viên tinh cầu này không biết bao nhiêu năm các loại vũ khí các loại trang bị chờ, đến cùng là một tòa như thế nào di tích, kiếp trước thân là người bình thường Cố Trường Khanh cũng không được biết. Sau 3 tháng, còn sẽ có một khối thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống Thái Bình Dương. Sau đó, quân quân hải thú lại lần nữa nên tới một lần mãnh liệt thủy biến. Có thật nhiều mới 6 7 giai hải thú, liền có thể biến ảo nửa người nửa thú đi đến lục địa. Lão đại. Đúng lúc này, biệt thự ngoài cửa lớn, Triệu Hổ người còn chưa thấy đến, liền nghe hắn thanh âm hùng hậu truyền vào tới. Sau đó, liền gặp hắn mang theo một vị gợi cảm xinh đẹp tuyệt mỹ người da trắng nữ tử tiến đến. Cố tiên sinh, ngài tốt. Adena nhìn thấy Cố Trường Khanh, lộ ra một vẻ long lanh rung động lòng người ý cười, bước nhanh về phía trước mỉm cười chào hỏi. Lão đại, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút làm sao an trí những cái kia vật tư. Trương Hổ đem Adena mang đến về sau, chính là vô cùng lo lắng rời đi đinh linh linh. Cố Trường Khanh đang muốn hướng về sau người đáp lại lúc, điện thoại di động điện báo linh tiếng đống nhiên vang lên, biểu hiện ra vệ tinh điện thoại. Ra hiệu Adena ngồi trước, sau đó nghe nói, người nào? Vệ tinh điện thoại, không thể nào là người bình thường đánh tới. Là Cố tiên sinh sao? Ta là ấn phiền quốc nghị trưởng. Hôm nay có 3 vị đến từ các ngươi Long Quốc cường đại siêu văn giả, muốn lấy đại lượng vật tư, theo chúng ta nơi này mua sắm 3 cái đạn hạt nhân, ta cảm giác là đối phó ngươi. Hôm qua hắn cũng nhìn trận kia trực tiếp, biết Cố Trường Khanh đem Long Quốc đại bộ phận siêu năng giả đều đắc tội, mà ngày thứ 2 liền đến bọn họ nơi này muốn mua đạn hạt nhân, ngu ngốc đều biết là dùng tới đối phó người nào ấn phiền quốc nghị trưởng chỗ lấy điện báo bảo hắn biết, hoàn toàn là bởi vì cái kia thân thực lực vô địch, nếu có thể nhờ vào đó tới giao hảo, về sau gặp phải khó khăn gì, cũng có thể cầu hắn giúp một tay. Bọn họ ấn phiền quốc thế cục bây giờ, so Long Quốc còn thê thảm, hơn 1 tỷ nhân khẩu, chỉ còn 3 bộ lực. Cố Trường Khanh nghe xong, trong mắt lóe qua một vẻ vẻ bạo ngược, nhạt nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là dùng tới đối phó ta, 3 người kia tên cứ gọi là gì. Ấn phiền quốc nghị trưởng nói, Muka, Sở Lâm, Tư Đồ Hạo, là các ngươi Long Quốc 3 bá chủ. Cố Trường Khanh nói, đem đạn hạt nhân bán cho bọn hắn. Tốt, cái kia ta hiện tại cùng bọn hắn đi nói chuyện. Ấn phiền cùng nước nghị trưởng không có hỏi nguyên nhân. Đi thôi. Nhân tình này, đến tiếp sau ta sẽ trả ngươi. Được rồi, cảm ơn Cố đại lão. Nghe được lời ấy, Ấn phiền nghị trưởng cười cắt đứt trò chuyện. Muốn chính là câu nói này. Lão bản, vì cái gì còn để ấn phiền tổng thống bán cho bọn hắn đạn hạt nhân? Tiểu Đoàn Đoàn khó hiểu nói. Theo ta thấy, Cố tiên sinh là muốn nhờ vào đó thu cái kia 3 vị thủ hạ sản nghiệp. Adena cười tủm tỉm mở miệng, nói một ngụm phi thường tiêu chuẩn tiếng Trung. Cố Trường Khanh nghe vậy, thưởng thức nhìn nàng một cái, nhạt nói, không tệ, chủ động đưa tới cửa, há có thể không thu bọn họ. Hắn sớm có dự định, chuẩn bị ở trong nước các tòa thành thị ở giữa đều mở mấy nhà đại hình loại thịt gia công nhà máy. Nhưng áp dụng cần một quãng thời gian. Bất quá, hiện tại ngược lại tốt, có sẵn đưa tới cửa. Nói xong, Cố Trường Khanh gọi Ngô Duệ điện thoại để hắn tới. 10 phút đồng hồ không đến, Nô Duệ liền hấp tấp tiến đến, nói: "Lão bản, có dặn dò gì?" Cố Trường Khanh hỏi thăm, "Thao Thiết, Chu Tước có ở đó hay không căn cứ?" Hai vị này đều là mấy nhân, một cái Thao Thiết siêu văn, một cái Chu Tước siêu văn, kiếp trước bọn họ chính là viên tinh cầu này đỉnh phong đám người kia một trong. Bất quá, hiện tại cũng xin vào dựa vào hắn. Nô Duệ gật đầu, "Ờ, lão bản." Cố Trường Khanh nhạt nói, "Long Quốc Tam Đại lòng đất cự đầu, ngươi cần phải có hiểu biết ta." "Biết, bọn họ ở các tòa thành thị bên trong, cơ hồ đều có mấy nhà đại hình loại thịt gia công nhà máy, siêu văn giả số lượng nhiều, không thấp hơn 500 số lượng." Cố Trường Khanh khoản vừa nói, biết được thuận tiện, người, Thao Thiết, Chu Tước 3 người, phân biệt mang 10 vị ma minh thành viên, tự mình đi một chuyến 3 đại bá chủ tổng bộ, ta muốn để bọn hắn biến thành sản nghiệp của chúng ta, hiểu không?" "Hắc hắc. Hiểu, ta có thể quá đã hiểu." Nghe được lão bản chi ngôn, Nô Duệ hắt tiếng cười nói, "Đi thôi." "Tốt, lão bản ngươi ngồi đợi tin tức tốt là được." Nô Duệ ma quyền sát trưởng rời đi. "Bữa trưa đã đến giờ, Adena tiểu thư, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Cố Trường Khanh đứng dậy, hướng nhà ăn mà đi. "Được rồi." Adena mỉm cười. Hai chương hợp nhất, 4000 chữ chương. Cầu phiếu. Cảm tạ muộn Trần Phong 300 sách tiền khen thưởng. 24. Chương 25, Thao Thiết. Chu Tước. Ma Minh căn cứ, một tòa biệt thự, 3 tầng phòng bế quan bên trong. An tĩnh không gian, tán lạc nguyên một đám trống rỗng bao tải, xó xỉnh bên trong còn trưng bày rất nhiều chứa tinh hạch bao tải. Mặt đất bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng lấy một vị dáng người thẳng tắp, mặc đồ ngủ,
tướng mạo anh tuấn lanh khốc, nhìn như 25-26 tuổi nam tử. Tay phải hắn trên mu bàn tay khắc lấy một đạo thao thiết chiến kích, từng tia từng sợi màu ngà sữa khí thể bị hắn sử dụng tinh thần lực theo trong bao bố tinh hạch bên trong dẫn dắt ra đến tiến vào trong cơ thể hắn đinh linh linh. Lúc này hắn thả ở bên cạnh điện thoại di động điện báo tiếng chuông vang lên. Nghe tiếng, thao thiết chậm rãi mở ra một đôi u ám thâm thúy con ngươi, trong mắt nhìn về phía điện thoại di động, làm thấy là Ngô Duệ đánh tới. Hắn cầm lấy nghe, nói: Ngô ca, có chuyện gì? Có cái đại nhiệm vụ, mau tới hội nghị cao ốc. Chờ một lát, ta đến ngay. Thao thiết nghe vậy, trả lời một tiếng liền cúp điện thoại. Theo sau đứng dậy rời đi phòng bế quan. Trở về phòng xuyên qua một thân anh tuấn hắc sắc tây trang, liền trước tiên tiến về hội nghị cao ốc. Có thể xuất động hắn, nói rõ nhiệm vụ này không đơn giản. Căn bản không cần hỏi nhiều. Phóng nhãn nền trong địa thất, Trương Hổ đều một chút yếu hắn một chút xíu, trừ Cố Trường Khanh bên ngoài, hắn chính là nơi này đệ nhất cao thủ. Nghị sự lầu, thần cao nhất hội trường, Ngô Duệ đã ở chỗ này. Ngoài ra, còn ngồi đấy một vị 16-17 tuổi, mang theo một cái mặt nạ quỷ thiếu nữ tóc ngắn. Nàng ăn mặc một thân màu đỏ thắm bó sát người trang phục, thon dài cặp đùi đẹp, vẻ cao mông ngọc, bằng phẳng bụng dưới, sung mãn ngọn núi, đều ở hiện lộ rõ ràng nàng hoàn mỹ dáng người. Vị này chính là Chu Tước. Nàng tính cách quái gở, trừ Cố Trường Khanh bên ngoài, còn không có người thấy nàng dưới mặt nạ dáng vẻ. Vểnh lên hai chân, vuốt vuốt một cái đỏ thắm lông vũ, lặng lặng ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh trên ghế. Không bao lâu, Thao Thiết đến. Ừm. Chu Tước cũng ở. Là nhiệm vụ gì, có thể xuất động ta cùng Chu Tước? Làm hắn nhìn thấy Chu Tước bóng người, hơi kinh ngạc đi qua ngồi xuống. Bọn họ hai vị đều là ngũ giai đỉnh phong, lại thực lực cường hãn, ngũ giai trung kỳ lúc liền chém giết qua lục giai đỉnh phong dị thú. Tới, đây là lão bản tự mình hạ đạt nhiệm vụ, cũng điểm danh các ngươi hai cái tự mình đi qua. Ngô Duệ đang khi nói chuyện, điều ra hình chiếu màn sáng, phía trên theo thứ tự là Cường Long tập đoàn, Đông Thịnh tập đoàn, Hoàng Vũ tập đoàn tin tức. Tin tức phi thường kỹ càng. Siêu văn giả số lượng nhiều thiếu, gia công nhà máy bao nhiêu, ba đại tập đoàn mạnh nhất siêu văn giả là ai, tổng bộ ở nơi nào, cũng đều có kỹ càng giới thiệu. Lão bản để cho chúng ta phân biệt dẫn người tới, trưởng không cái này ba cái tập đoàn, gặp gỡ người không phục có thể khai sát giới. Ngô Duệ nói, các ngươi trước tuyển đi. Thao Thiết liếc nhìn liếc một chút, nói, đã là lão bản phân phó, cái này Cường Long tập đoàn liền giao cho ta đi. Đây là Tô Ca dưới tập đoàn, mạnh nhất siêu văn giả có 3 vị, theo thứ tự là ngũ giai trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Chu cột vững vàng có 30 vị, đều là tứ giai tả hữu. Trình thể thực lực không thể khinh thường. Ta đi Hoàng Vũ tập đoàn. Chu Tước thanh âm có chút khàn khàn, không biết là cố ý hành động, vẫn là trời sinh như thế. Cái này Hoàng Vũ tập đoàn là Tư Đồ Hạo dưới trướng tập đoàn. Mạnh nhất siêu văn giả có 2 vị, ngũ giai hậu kỳ, ngũ giai đỉnh phong. Chu cột vững vàng 26 vị, tứ giai tầng thứ. Nô Duệ gật đầu, tốt, cái kia Đông Thịnh tập đoàn liền giao cho ta, hiện tại có thể đi triệu tập các ngươi tiểu đội. Ừm. Thao Thiết gật đầu, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp mở nhóm giọng nói. Rất nhanh, dưới trướng hắn 10 vị đội viên liền tiến vào giọng nói nhóm trò chuyện. Nhiệm vụ: Phi trường tập hợp. Thao Thiết nói xong, kết thúc nhóm giọng nói trò chuyện. Theo sau đứng dậy rời đi. Hắn 10 vị đội viên đều là tinh anh trong tinh anh, ở vào tứ giai đỉnh phong, từ 6 vị ác ma siêu văn giả, 2 vị cổ sư siêu văn giả, 2 vị bạo tinh siêu văn giả tạo thành. Chu Tước thông báo xong, cũng đứng dậy đi theo ra. Ngọc Hà, ngươi tới một chuyến, theo ta đi chấp hành một hạng nhiệm vụ. Bọn họ sau khi đi, Nô Duệ liên hệ lao bà hắn tới. Phi trường đặt nước cờ 10 chiếc đại hình máy bay trực thăng đợi Thao Thiết cùng Chu Tước đi tới nơi này, đội ngũ của bọn hắn đều là đã là siêu văn khải giáp chiếm hữu, tại bọn họ chuyên trúc máy bay trực thăng hạ đang đợi. Mỗi một chiếc máy bay trực thăng trên đều dán vào Ma Minh logo nhãn. Chu Tước ngồi tử, đừng quá bất cẩn. Qua trước khi đi, Thao Thiết dặn dò nàng một câu. Có này căn dặn, là bởi vì lần trước cùng nàng cùng đi săn giết hai đầu lục giai dị thú lúc, nàng liền đại ý kém chút mất mạng, nếu không phải Thao Thiết rảnh tay giúp nàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Biết. Chu Tước gật đầu đáp lại một tiếng, liền hướng nàng tiểu đội chỗ máy bay trực thăng mà đi. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu đỏ thắm lưu chuyển Chu Tước khải giáp chiếm hữu ông. Thao Thiết cũng khải giáp chiếm hữu, hung tàn Thao Thiết khải giáp, tràn ngập bạo ngược chi tức. Hai người mang lấy đội viên của bọn họ, phân biệt leo lên máy bay trực thăng. Người điều khiển thấy thế, khởi động máy bay trực thăng hoành không, hướng về trên bầu trời, siêu vòng chuyên môn vì phi hành khí trở lại to lớn mở miệng bay đi. Chu Tước máy bay trực thăng theo sát phía sau, sau khi ra ngoài mỗi người đi một ngả, các đi một phương. Đội trưởng, chúng ta đây là muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Thao Thiết trên phi cơ trực thăng, cùng sư siêu văn giả Đường Miểu hỏi. Thao Thiết tán đi mũ sắt, cho mình nhen nhóm điếu thuốc, nói, Kinh Đô, Cường Long tập đoàn tổng bộ. Lão bản để cho chúng ta đi qua, dùng vũ lực cầm xuống Cường Long tập đoàn, đến đón lấy sẽ có một trận ác chiến. Đó là Kinh Đô, chúng ta ở bên kia đọc võ, Long Vương tổ siêu văn giả sẽ mở một mắt, nhắm một mắt sao? Đồng dạng là cùng sư siêu văn giả, Đường Miểu đệ đệ Đường Diễm, có chút lo lắng nói ác ma siêu văn giả Ngô Đại Hải gật đầu nói, đúng, còn có vừa thành lập siêu văn liên minh, cái kia Lâm Thần thế nhưng là có chút đồ vật, ngũ giai trung kỳ liền có thể giết lục giai hậu kỳ, nếu như hắn mang theo siêu văn liên minh siêu văn giả ngăn cản, lại thêm Long Vương tổ, sợ là sẽ phải rất khó giải quyết. Hừ, bọn họ dám. Bạo tinh siêu văn giả Lý Lập Ba cười lạnh nói, nếu như siêu văn liên minh, Long Vương tổ dám đối phó chúng ta, tin hay không lão bản trực tiếp giết đi qua bình bọn họ. Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Thao Thiết hít sâu điếu thuốc, trong lời nói rất là khinh miệt nói không sai, tuy là cho mấy người bọn hắn lá gan, cũng không dám nhúng tay vào sự kiện này. Lâm Thần tiểu tử kia xác thực có thể, nhưng cho dù hắn dám ra tay, ta cũng chưa chắc có thể thua hắn. Hắn thật vô sợ Lâm Thần, vật lộn sống mãi lên, ai sống ai chết thật không nhất định. Đúng thế, trừ lão bản bên ngoài, ai có thể địch đội trưởng? Bạo tinh siêu văn giả Lý Lập Ba đệ đệ Lý Lập Quần, cười lấy lòng nói ra. Đối với lão bản, ta Thao Thiết là đánh đáy lòng chịu phục, chân chính thần nhân.
Nhắc đến lão bản, Thao Thiết mặt mũi tràn đầy sùng bái. Là Cố Trường Khanh từ đầu đến đuôi tiểu mê đệ, có thể thức tỉnh nhiều như vậy vô địch hình xăm bất tử, trong lòng hắn lão bản cũng là thần. Nói đến, lúc ấy còn là hắn cái thứ nhất xin vào dựa vào là siêu văn giả, thứ hai là Chu Tước. Chu Tước ở trước mặt người khác kiệm lời ít nói, một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài dáng vẻ. Chỉ có ở lão bản trước mặt mới có thể thể hiện ra nàng 16-17 tuổi ở độ tuổi này cái kia có tính cách 25. Chương 26, Lâm Nguyệt giao thân phận. Cố Nghiên Nghiên thân thế. Không thích chương này có thể nhảy qua, chờ ngươi sau khi xem đến tiếp sau, trở lại nhìn, liền sẽ rất thoải mái, không có lửa các người, đến tiếp sau không có cảm tình hí. Long Giang thành phố, nhị đẳng khu dân cư. Triệu Vũ Phỉ ăn mặc một đầu nghỉ dưỡng váy đầm, xe chạy tới nơi này. Trong tay dẫn theo hai túi to đồ vật, bóng người rất nhanh biến mất ở số 3 trong lâu. 402 ngoài cửa phòng, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, nói, "Tiểu Nghiên Nghiên, mẹ nuôi mang cho ngươi ăn ngon tới, mở cửa nhanh." Thoại âm rơi xuống một lát, cửa phòng từ từ mở ra một đường nhỏ, từ bên trong dò ra một cái đáng yêu cái đầu nhỏ. "Mẹ nuôi, thật là ngươi nha, Tiểu Nghiên Nghiên rất nhớ ngươi nha." Mắt gặp người đến là ai, Cố Nghiên Nghiên lập tức đẩy cửa ra, nhỏ thân thể nhỏ bé chính là nhào về phía Triệu Vũ Phỉ. "Có đúng không? Mẹ nuôi cũng nhớ ta nhà Tiểu Nghiên Nghiên." Triệu Vũ Phỉ lộ ra cưng chiều đủ cười, một tay túi xách con, một tay đem nàng ôm lấy vào cửa. Trong phòng bếp, Lâm Nguyệt Giao ngay tại làm cơm trưa. "Vũ Phỉ, ngươi tới có thể thật là đúng lúc." Lâm Nguyệt Giao tiếng cười mắng truyền ra. Triệu Vũ Phỉ cười nói, "Người xưa có câu tốt, đến sớm không bằng đến đúng lúc." Tranh thủ thời gian mang Nghiên Nghiên đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. "Được rồi tốt, Tiểu Nghiên Nghiên chúng ta rửa tay đi." Triệu Vũ Phỉ để xuống cái túi, ôm lấy Cố Nghiên Nghiên đi rửa tay. Lâm Nguyệt Giao lúc này mang hai món một chén canh đi ra, trên mặt bàn dọn xong, cởi tạp dề treo hồi nhà bếp, cũng bưng cơm đi ra. "Giao tỷ, trong khoảng thời gian này qua có khỏe không? Muốn không, cùng ta cùng đi Ma Minh căn cứ bên kia đi." Triệu Vũ Phỉ ôm lấy Cố Nghiên Nghiên ngồi xuống, nhìn qua bưng cơm đi tới Lâm Nguyệt Giao, nói như vậy nói, "Lấy thân phận của ta, vẫn là có thể để các ngươi đi vào. Vẫn là thôi đi. Ở chỗ này mỗi tuần đều có quốc gia phụ cấp, qua được cũng không tính khó khăn, mà lại đến bên kia sẽ rất khó nhìn đến Tiểu Hoa." Lâm Nguyệt Giao ngồi xuống, cho bọn hắn xới cơm, có chút lắc đầu nói, "Tốt ta, nếu như không vượt qua nổi, ngươi nhất định muốn nói với ta, cũng đừng dáng chống đỡ khổ Tiểu Nghiên Nghiên." Triệu Vũ Phỉ tôn trọng quyết định của nàng, ngoài ra nàng cùng Tiểu Hoa cảm tình cũng rất sâu, đi qua mà nói xác thực cũng khó gặp lại Tiểu Hoa. "Biết, ăn cơm đi." Lâm Nguyệt Giao cho nàng một cái liếc mắt, cầm bát đẩy đi qua. "Lâm gia bên kia, ngươi còn có cái kia đàn ông phụ lòng, đến cùng là ai, có thể để ngươi vì hắn bảo thủ nhiều năm như vậy bí mật?" Triệu Vũ Phỉ gấp thức ăn một miếng cơm, như vậy thấp giọng nói ra, "Ngươi đường đường Lâm gia đại tiểu thư, vì nàng ăn nhiều năm như vậy khổ, mà hắn thì sao? Ở nơi nào? Sợ là đã sớm quên ngươi, cùng những nữ nhân khác ở cùng một chỗ." Triệu Vũ Phỉ vì sự kiên trì của nàng, thật cảm thấy rất không đáng. "Không tệ, Lâm Nguyệt Giao chính là Lâm gia đại tiểu thư, là Lâm Thủy Giao, Lâm Thần thân tỷ tỷ. Năm đó, bị gia tộc quan hệ thông gia nàng, bởi vì không tiếp thụ được rời nhà trốn đi hơn một năm, trở về lúc lại ôm lấy một đứa bé, coi là dạng này có thể cho gia tộc kết thúc hôn nhân của nàng. Nhưng chưa từng nghĩ, Lâm gia vẫn không có kết thúc dự định, quả thực là muốn từ trong miệng nàng biết, hài tử ba nàng là ai, sau đó trực tiếp diệt khẩu. Bởi vì Lâm Nguyệt Giao ngậm miệng không nói, Lâm gia bất đắc dĩ, trực tiếp đem nàng trục xuất khỏi gia môn, đóng băng nàng trên thẻ tất cả tiền tài." Lâm Nguyệt Giao cúi đầu nói, "Vũ Phỉ, đừng nói nữa, ta cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn quên đi ta rất bình thường." Xác thực như nàng nói, lúc ấy nàng tức giận rời nhà trốn đi, ở một nhà cấp cao quầy rượu mua say, ở hơi say rượu trạng thái, nhìn đến một vị rất là hấp dẫn nàng nam tử, là nàng chủ động đi qua bắt chuyện. Ngày thứ hai tỉnh lại, nàng ở không thức tỉnh đối phương tình huống dưới rón rén rời đi, chỉ biết là hắn họ Cố, tên cứ gọi cái gì cũng không biết. Cho đến hôm qua trận kia trực tiếp, nàng mới biết được hắn kêu cái gì. Sau khi rời đi cũng không lâu lắm, liền tra ra mang thai. Lúc ấy nàng muốn đánh rơi, nhưng vẫn là không đành lòng. Trong khoảng thời gian này, nàng muốn đi qua tìm hắn, để Tiểu Nghiên Nghiên có thể có cái hoàn chỉnh nhà. Thế nhưng là, hắn thật sẽ còn nhớ đến chính mình sao? Chính mình trong lòng hắn, có như vậy ném một cái mất địa vị sao? Nghĩ tới những thứ này, nàng liền không có dũng khí đi tìm hắn. "Giao Giao tỷ, ngươi thật là tức chết ta rồi. Tiểu Nghiên Nghiên họ Cố, muốn là lão bản của chúng ta tốt biết bao nhiêu." Biết Lâm Nguyệt Giao là tính cách gì Triệu Vũ không phải, bất đắc dĩ tức giận vô cùng. "Không đúng." Đương nhiên, Triệu Vũ phỉ nhướng mày, để đua xuống rất là đột nhiên bưng lấy bên người Tiểu Nghiên Nghiên gương mặt, tỉ mỉ, nghiêm túc xem tường tận. "Mẹ nuôi, ngươi làm sao rồi?" Cố Nghiên Nghiên tràn đầy nghi hoặc, chớp mắt to nhìn nàng. "Không có việc gì, tiếp tục ăn đi." Triệu Vũ Phỉ nghiêm túc nhìn một lần về sau, cười cho nàng lau bên miệng hạt gạo. "Nha." Cố Nghiên Nghiên không có nghĩ nhiều như vậy, dùng thìa tiếp tục tiêu diệt trong bát đồ ăn. Hai cái mụ mụ đối thoại, nàng một chút cũng nghe không hiểu. Triệu Vũ Phỉ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Giao, thấp giọng nói ra, "Giao tỷ tỷ, có phải hay không chúng ta lão bản?" Lâm Nguyệt Giao cười nói, "Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi đừng giả bộ." Tiểu Nghiên Nghiên cái mũi, con mắt, cái cằm, cùng hắn thật là một cái bộ dáng khắc đi ra, ngươi dám nói đúng không?" Triệu Vũ Phỉ nhìn chòng chọc vào nàng. Triệu Vũ Phỉ cười nói, "Đúng không? Tốt, chờ ta trở về, ta tự mình đi hỏi một chút lão bản của chúng ta." Nghe được lời ấy, Lâm Nguyệt Giao luống cuống, vô ý thức nói, "Đừng, thật là chúng ta lão bản." Mới vừa rồi còn không dám xác định Triệu Vũ Phỉ, giờ phút này nghe Lâm Nguyệt Giao theo bản năng cái này biệt tự, nàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thật chỉ là hoài nghi, hoàn toàn không dám xác định. Sau khi trở về hỏi lão bản, cũng là nàng cố ý nói, không nghĩ tới nàng trực tiếp hoàng bại lộ. Triệu Vũ Phỉ tâm tình bây giờ, không thể nghi ngờ là phiên giang đảo hải. "Người cứu ta." Lúc này thời điểm, Lâm Nguyệt Giao mới ý thức tới trên kế hoạch lớn.
Triệu Vũ Phỉ khẽ nhả khẩu khí, nói, ta thật không nghĩ tới a. Ngươi vì cái gì không đi tìm hắn? Lâm Nguyệt Giao cười khổ nói, ta nói cho ngươi, ta cùng hắn chỉ có một đêm, ngoại trừ biết hắn họ Cố bên ngoài, thậm chí ngay cả tên hắn gọi cái gì cũng không biết, ngươi tin không? Triệu Vũ Phỉ kinh ngạc nói, không thể nào. Lâm Nguyệt Giao nhấp một hớp sút, từ tốn nói, sự thật cũng là như thế, chính như ngươi vừa mới nói, hắn có lẽ căn bản không nhớ rõ có ta một người như vậy, sớm đã có cái khác nữ nhân. Cái này, Triệu Vũ Phỉ há to miệng, nói, vậy cũng phải thử một chút ta. Có lẽ hắn vẫn luôn nhớ đến ngươi thì sao? Chỉ là hắn cũng không biết ngươi tên gì, mà không có chỗ xuống tay đi tìm đâu. Quên đi thôi. Lâm Nguyệt Giao nói rất chân thành, ngươi đừng đi nói lung tung, chờ ta nghĩ thông suốt rồi nói sau. Ai? Triệu Vũ Phỉ khẽ thở dài âm thanh, nói, tốt ta. Ngược lại là Khổ Nghiên Nghiên. Mẹ nuôi, ta không khổ nha. Nghe nàng nâng lên chính mình, Cố Nghiên Nghiên thiên chân vô tà nói, vâng, nhà ta tiểu Nghiên Nghiên không khổ. Triệu Vũ Phỉ yêu chiều vuốt vuốt nàng đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, nói, mau mau nghĩ thông suốt đi. Nghiên Nghiên cần tình thương của cha. Lâm Nguyệt Giao gật đầu, ừm, ta hiểu rồi. Các nàng ăn cơm chưa xong về sau, liền ra ngoài đi dạo một vòng. Trạng vạng tối lúc, Triệu Vũ Phỉ mới trở về. Trên đường trở về, nàng rất xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không nghe kỹ bản thân, tạm thời không cùng lao bà nói. Suy nghĩ liên tục, nàng vẫn là quyết định để Lâm Nguyệt Giao chính mình nghĩ thông suốt. 26. Chương 27, si mị vong lượng. Dơ bẩn hoạt động, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Lúc trạng vạng tối, hoàng hôn bầu trời, tĩnh mịch trầm lắng, ánh nắng ở thời đại này rất khó coi đến. Ma Minh căn cứ phòng, trung ương trong biệt thự. Cố Trường Khanh vừa cùng Hạt Đệ Nạ trò chuyện hết hợp tác công việc đinh linh linh, đúng lúc này, ấn Phạm Xí nổ xa màn điện báo. Cố đại lão, bọn họ đã mang theo đạn hạt nhân trở về. Xin hỏi còn có dặn dò gì sao? Điện thoại kết nối, đối phương cái kia mang theo định nọ thanh âm truyền ra đừng cảm thấy đường đường một vị tổng thống, như thế nào như vậy ăn nói khép nép. Nếu như ngươi là cái thế giới này tối cường giả, vô luận người nào gặp ngươi đều đến khách khí, không đúng định nọ. Cố Trường Khanh ngặt nói, ta muốn biết bọn họ máy bay điểm rơi. Xí nổ xa màn nói như vậy, bọn họ rất lớn mật, thông qua vệ tinh bắt, máy bay tuyến đường đi chính là Long Giang thành phố phi trường quốc tế. Xem ra là chuẩn bị khoảng cách gần oanh tạc, để ngươi liền thời gian phản ứng đều không có. Cố Trường Khanh hỏi, đại khái cái gì thời điểm có thể hạ xuống? Sino Sa Mạn trả lời, chừng 3 giờ. Đó là một trận máy bay tư nhân. Tốt. Sa Mạn tổng thống còn có sự tình khác à? Hiện tại ngược lại là không có, về sau gặp phải không giải quyết được sự tình, mong rằng Cố tiên sinh giúp một tay. Không có vấn đề, cái kia liền cúp rồi. Cố Trường Khanh nói xong, kết thúc trò chuyện. Hạt Đệ Nạ thấy thế, xung phong nhận việc nói, Cố tiên sinh, muốn không ta giúp ngươi đi phi trường trấn áp bọn họ. Cố Trường Khanh cười nhạt một tiếng, nói, ta còn chưa tới không người có thể dùng, để khách nhân xuất thủ cấp độ. Hạt Đệ Nạ nói gấp, không, ta không phải ý tứ này, chỉ là muốn để người đã biết, nước ta cùng Cố tiên sinh quan hệ tốt bao nhiêu. Ta hiểu, nhưng cũng làm phiền không đến ngươi xuất thủ. Cố Trường Khanh khẽ vứt cằm, sau đó nhẹ nhàng hô, si mị vong lượng. Ông, theo thanh âm hắn rơi xuống, nửa chặn nửa che biệt thự ngoài cửa lớn, đông nhiên cuốn vào một cổ âm u hắc khí, tiếp theo tại Cố Trường Khanh trước người không xa, hóa thành một vị áo bào đen che kín thân thể, hất lên áo choàng, mặt mang giữ tận mặt nạ, quanh thân khí chàng chi sầm nhưng, giống như đến từ ác quỷ của địa ngục người. Lão bản,